Chương 1051 mọi người xem còn chưa đã nghiền, nhưng Thái tử Thánh Long và người của đại lực tộc kia đã dừng tay, hai người nhìn nhau, ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn một chút cừu hận cũng không có. Đại lực tộc ở trên thiên giới rất ít đi, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đại lực tộc ưu tú như vậy, có cơ hội lần sau lại đánh, người ta đều biết, hiện tại chúng ta cũng không thể buông tay đánh thỏa thích một trận. Thái tử Thánh Long nhàn nhạt, nhạt nói, "Không sai." Đại hán kia gật nhẹ đầu. Không ngại thì chúng ta vào trong thành uống mấy chén đi có được không? Thái tử Thánh Long cười nhạt một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà có ý định kết giao với cường giả trẻ tuổi này của đại lực tộc. Để thầm từ ngoài ý muốn chính là, Đại Hán đại lực tộc này vậy mà đi theo với Thái tử Thánh Long kia. Ha ha, cháu trai này nắm giữ Thiên Long pháp ấn còn chưa được tốt, bằng không ở vừa rồi hắn sẽ không sử dụng Thiểm Long phạt, nói không chừng hắn chỉ nắm giữ được chiêu này. Long Tuyết Di ở bên trong u giao giới chỉ cười nói rất đắc ý, cái này có gì đáng cười? thẩm tường nhếch miệng nói hắn biết thái tử thánh long kia sớm muộn gì sẽ tìm tới hắn bởi vì hắn biết được hỗn độn long chú và thiên long pháp ấn còn có được thanh long đồ ma đao bạch hổ còn giết chết một tên tùy tùng của hắn thái tử thánh long này hiện tại tuy rằng nhìn còn rất bình tĩnh tuy nhiên càng như vậy thì càng nói rõ thái tử thánh long này rất đáng sợ thật buồn cười a à, làm con của long đế hắn ngay cả ký ức truyền thừa của thiên long pháp ấn cũng không có đây là cha của hắn dạy hắn nhưng ta vừa ra đời đã có xem ra thánh long huyết mạch này của hắn không đủ thuần, hoặc là hắn có vấn đề. Long tuyết di cười to nói. Bạch hổ lắc đầu, tiểu quỷ đại lực tộc này đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Vậy mà định kết giao với gia hỏa hoàng long tộc, đại lực tộc và hoàng long tộc vẫn luôn có thù, ta là sẽ không nhớ nhầm. Cái này có cái gì? Nói không chừng là trong đại lực tộc có chuyện xảy ra, dự định hòa hảo với hoàng long tộc cũng nên, rất có thể còn quy thuận với hoàng long tộc nữa nha. Lý Bảo Tuấn nói, sau đó bay về phía thiên lôi thành xem ra đại lực tộc cũng muốn thò một chân vào chuyện này vừa rồi tên kia ở trong đại lực tộc chỉ có thể coi là tiểu bối lão bối có lẽ là ở trong thiên lôi thành bạch hổ nói lúc trở về thiên lôi thành thẩm tường ở đại môn nhìn thấy tên đại hán vừa rồi giao đấu với thái tử thánh long kia hắn thay đổi một bộ quần áo màu đen rất sạch sẽ trông rất giàu sang ngươi chính là sư phụ của tiêu cừu đại hán kia nhìn vào thẩm tường lạnh lùng hỏi không sai thế nào thẩm tường không nghĩ tới đại hán này vậy mà tới tìm hắn không có gì tiêu cừu từng nói ngươi là nhân loại mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi ta nhất định sẽ giết chết ngươi bởi vì ngươi là sư phụ của tiêu cừu người đại lực tộc chúng ta không thể có sư phụ là nhân loại hơn nữa chính là ta muốn lấy được thanh long đồ ma đao của ngươi nghe được lời nói này song quyền thẩm tường đột nhiên nắm chặt muốn xuất thủ nhưng cái tên đại lực tộc này không có ý định đánh với hắn mà xoay người rời đi ta là tiêu long ta cho ngươi thêm một chút thời gian, tăng lên tới độ cao của ta, ta cũng không muốn giết chết ngươi quá dễ dàng. Thẩm tường hơi thở ra một hơi, người của đại lực tộc rất phách lối thì hắn đã biết được, trước đây tiêu cửu cũng có cái dáng vẻ như này. Cái tên này là đại lực tộc, nhưng cũng có huyết mạch của hoàng long tộc, đây là có chuyện gì? Bạch hổ hết sức kinh ngạc mà nói, hắn cũng ở vừa rồi nhìn ra được. Đại lực tộc có được huyết mạch của hoàng long tộc. Thẩm tường và long tuyết di đều kinh ngạc. Bởi như vậy, thực lực của tiêu long này chắc chắn sẽ rất mạnh mẹ nó là tên tiểu vương bát đản tiêu cừu kia tự mình bái ta làm thầy hắn giết ta làm gì thẩm tường thấp giọng chửi tuy nhiên cũng tốt xem ra tiêu cừu sống ở trong đại lực tộc không được tốt cũng bởi vì nguyên nhân này ta sẽ giết gia hỏa này để đám người đại lực tộc kia nhìn xem hư gia hỏa đại lực tộc càng ngày càng không có cốt khí ngoài miệng thích ba hoa phách lối ra thì chính là cái rắm bọn họ đều quên năm đó thánh long nhất mạch chèn ép đối với bọn hắn rồi sao không nghĩ tới đại lực tộc còn tư thông với hoàng long tộc đây chẳng phải là cúi đầu hướng Hoàng Long tộc sao?" Long Tuyết Di rất khinh thường, "Tiểu bại hoại, nếu không bản Long đế, xuất thủ giải quyết đi Thái tử Thánh Long và cái tên Tiêu Long này luôn một thể đi. Người khiêu chiến là ta, ngươi đừng quấy rối." Thẩm Tường không để ý tới Tiêu Long này chút nào, ngược lại là Thái tử Thánh Long kia để hắn tương đối quan tâm, bởi vì Thái tử Thánh Long rất biết lôi kéo người, hắn lo lắng không bao lâu nữa, Thái tử Thánh Long này ở ngay tại Đế Thiên, thành lập một cái thế lực vô cùng cường thịnh hiện tại không gian đế thiên đang trở nên rất vững chắc, cường giả thiên giới đã rất khó đi tới nơi này, mà thái tử Thánh Long thì không cần độ nhất bàn. Kiếp là có thể ở lại chỗ này trong khoảng thời gian rất lâu, nhưng thẩm tường thì khác, hắn vượt qua niết bàn cửu kiếp thì phải phi thăng. Ba ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua, người ngày đó tham gia đàm phán tam vực cũng đã đi tới trên thánh tế đàn. Ngoài đó ra, còn có một số đầu lĩnh thế lực nhỏ của yêu ma vực, đều dẫn theo một số bộ hạ có thực lực không tệ đến đây. Mỗi thế lực chỉ có 10 người được đi, những thế lực cổ xưa kia và đại đa số thế lực đều đi đủ 10 người, ngược lại những người quen thẩm tường lại hơi kinh ngạc, đặc biệt là mấy người cổ đông thần, bọn họ vốn cho rằng thẩm tường sẽ mang đám người vân tiểu đai đi, tuy nhiên đám người hoàng cẩm thiên những thế lực của thần võ đại lục này cũng chỉ mang theo hai người đi. Chỗ kia nguy hiểm không biết như thế nào, hơn nữa mấy người vân tiểu đao có nơi tu hành tốt hơn, thẩm tường không muốn mang bọn họ đi mạo hiểm, dù sao đó cũng là mấy người trong số lượng không nhiều của hàng long môn. Tiêu long của đại lực tộc cũng tới, Hắn đi theo một lão hán cao lớn, đội ngũ của bọn hắn cũng có 10 người. Để thẩm tường ngoài ý muốn chính là thái tử Thánh Long kia vậy mà, cũng có thể gom góp 10 cái danh ngạch, ngoại trừ hắn và tên tùy tùng kia ra, những người khác chính là 8 tên đại hán, xem ra có lẽ là 8 đầu long, cũng không biết hắn là tìm tới như thế nào, mà thực lực của 8 đầu long này cũng không kém. Thánh tế đàn rất to lớn, cho dù rất nhiều người đứng ở phía trên cũng sẽ không chen chúc. Tế phẩm chúng ta đã lấy được, hiện tại chỉ cần mọi người cùng nhau phóng thích lực lượng thì có thể kích phát ra lực lượng tế đàn, mở ra một cái cánh cửa không gian tiến về nơi mà tổ tiên chúng ta cất giữ tài nguyên." Một cự đầu của thế lực cổ xưa nói ra. "Ở giữa thánh tế đàn là một cái hố to, những thế lực cổ xưa kia thì nhào ném vào một số man thú hung ác còn sống, số lượng vô cùng nhiều. Hiện tại bắt đầu, mọi người chỉ cần phóng thích lực lượng của mình, thánh tế đàn sẽ tự động hấp thu lực lượng của các vị, sau đó mở ra cánh cửa không gian." Thiên Lôi Thành đã tạm thời được phong tỏa người ở bên trong cũng không thể tới gần nơi này bằng không sẽ liên lụy thậm chí có thể sẽ bị lực lượng tế đàn giết chết tất cả mọi người có chỗ bảo lưu cũng không có một hơi thả ra ngoài toàn bộ lực lượng tuy nhiên điều này cũng làm cho thánh tế đàn lóe lên ánh sáng rất cường liệt từ đó làm phía trên của thánh tế đàn xuất hiện một cái cánh cửa không gian màu đen có thể tại cái thế giới kia cũng có một cái thánh tế đàn đến lúc đó chúng ta muốn trở về cũng dùng phương pháp giống như thế này căn cứ ước định trước tiên đi vào chính là thế lực cổ xưa cho nên bọn họ đi đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi toàn bộ người của thế lực cổ xưa tiến vào cánh cửa không gian, mọi người bắt đầu hướng không trung bay lên, mà cánh cửa không gian này cũng càng ngày càng nhỏ, thật sự nếu không nhanh thì sẽ bị đóng lại. Vì không bỏ lỡ, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ tiến vào cái cánh cửa không gian kia, không bao lâu nữa, trên thánh tế đàn đã không còn người, ánh sáng trên thánh tế đàn cũng trở nên ảm đạm, cánh cửa không gian cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa sau khi tiến vào cánh cửa không gian tất cả mọi người rơi xuống ở trên một cái thánh tế đàn rất cũ nát cái thánh tế đàn này giống với cái trước đó chỉ có điều thánh tế đàn ở nơi này rất cũ nát mọc đầy cỏ dại bị rất nhiều nhánh dây léo bao trùm mọi người thấy bầu trời nơi này không khác biệt gì với đế thiên xung quanh đều là một mảnh rừng rậm chỉ có điều nơi này có không phải là linh khí mà là tiên khí mặc dù là tiên khí rất mỏng manh nhưng lại để cho lão gia hỏa của thế lực cổ xưa kích động không thôi bọn họ cho rằng phải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể hấp thu loại tiên khí quen thuộc này lại là tiên khí chẳng lẽ cái không gian này bởi vì tài nguyên quá mức phong phú tiến hóa thành không gian bậc cao một người kích động nói không sai là tiên khí chỉ có điều nơi này tương đối mỏng manh ta nghĩ nơi này giống như thiên giới có lẽ chính là nơi có tiên khí nồng đậm nói không chừng nơi này đều là tiên tinh vẻ mặt thẩm tường trở nên nghiêm túc bởi vì hắn cảm thấy nơi này hết sức quen thuộc rất nhiều người đều chú ý tới ánh mắt của hắn hắn đột nhiên nhìn về phía những thế lực cổ xưa kia. Thế nào? Trưởng môn hàng long môn. Một lão giả nói ra, chúng ta không lường ngươi chứ, ngươi đây là có vẻ mặt gì? Thẩm tường hô, đám khốn kiếp nhà các ngươi, nơi này là thánh đan giới, tài nguyên là có, nhưng các ngươi cũng phải giành được từ luyện đan sư nơi này mới được. Lúc vừa mới tới đây, thẩm tường, long tuyết di, bạch u u và tô mị giao đều rất ngoài ý muốn, bởi vì tiên khí nơi này cho bọn họ cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa còn có trọng lực nhất định cho nên thẩm tường chắc chắn nơi này chính là thánh đan giới hơn nữa thánh đan giới còn xảy ra biến hóa rất lớn cái này đây không có khả năng đây sao có thể là thánh đan giới một lão giả lập tức phản bác thế giới này là tổ tiên của chúng ta mở ra dùng để cất giữ tài nguyên khi đế thiên sắp vỡ tan thẩm tường vốn cho là lúc chính mình trở lại thánh đan giới thì thực lực có lẽ là rất mạnh nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại lấy loại phương thức này quay trở lại đây người nói không sai cho nên thánh đan giới mới có thể là thiên đường của luyện đan sư trước đây ta từng tới nơi này một lần ta nói đến chắc chắn sẽ không sai thẩm tường cười lạnh nói không tin ngươi ra ngoài tìm mấy người về hỏi một chút thì biết thẩm tường vậy mà từng qua thánh đan giới hắn là tới như thế nào rất nhiều người hiện tại cũng tin thẩm tường không cần đi tìm có người đến rất nhiều rất mạnh bạch hổ đột nhiên nói ra những người này có khí thế hung hãn theo như ta nghĩ thì chúng ta vẫn là chạy đi rất nhiều người đều bởi vì trông thấy đại trưởng lão hàng long môn này ở đây, mới rất yên tâm, nhưng bây giờ Bạch Hổ lại nói ra lời như vậy, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Mộng Nhi tỷ nếu như tẩu tán, các ngươi thăm dò được một cái nơi gọi là Tử Lan Sơn Cốc đi, cốc chủ tên là Nhan Tử Lan, rất nổi danh ở Thánh Đan giới, nàng ta là bằng hữu của ta, có thể chiếu cố các ngươi. Thánh Đan giới này thật không đơn giản, năm đó ta chọc không ít chuyện ở chỗ này, xông qua đại họa. Tuy nhiên những tên kia có lẽ tưởng rằng ta chết rồi, nhưng bây giờ nha." Thẩm Tường truyền âm cho Liễu Mộng Nhi, năm đó hắn truyền công cho Nhan Tử Lan cái Tử Lan tiên cơ này, để nàng ta ở trên con đường tu luyện thần đạo bớt đi quanh co, cho nên Nhan Tử Lan nhất định sẽ giúp đỡ các nàng Liễu Mộng Nhi. "Tiểu bại hoại, chính ngươi phải bảo trọng. Ngươi cũng trưởng thành đến tình trạng này rồi, ta rất mừng thay cho ngươi, nhưng cũng rất lo lắng cho ngươi." Liễu Mộng Nhi truyền âm cho Thẩm Tường, từ rất sớm trước đó nàng ta đoán trước Thẩm Tường chắc chắn sẽ có một phen thành tựu chỉ có điều không nghĩ tới có thể như vậy mà thôi. Một trận khí tức hết sức khủng bố từ bốn phương tám hướng lao tới, sau đó bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít người, thực lực của những người này mạnh hay yếu không biết, nhìn ra được bọn họ đã trông coi ở chỗ này được một đoạn thời gian, bằng không cũng sẽ không tới đây nhanh như vậy. Cái thánh tế đàn này bị mấy vạn người bao vây, lúc trước thẩm tường đi tới thánh đan giới, đối với thánh đan giới còn chưa hiểu rõ toàn diện, coi như lúc ấy cường giả nơi này cũng không biết toàn bộ chuyện của thánh đan giới, mà bây giờ người vây quanh thánh tế đàn, đại đa số đều có thực lực rất mạnh, hiện tại mọi người hiểu tại sao Bạch Hổ vừa nói nên bỏ chạy. Chúng ta là tới từ đế thiên các vị, chúng ta không có địch ý. Một lão giả thế lực cổ xưa vội vàng lớn tiếng nói. Chỉ cần người xuất hiện ở nơi này thì phải giết chết. Một lão giả thánh đan giới hô. Thẩm tường vội vàng truyền âm cho Hoàng Cẩm Thiên. Sư phụ, nếu như các ngươi không hiểu rõ đối với thánh đan giới, sau khi tẩu tán thì đi tìm một lão đầu gọi là Đỗ Hải hắn là người của đỗ gia ở nơi này, có lẽ là thăm dò được trụ sợ của hắn rất dễ dàng. Lúc này, người của thánh đan giới đã lao tới. Là thẩm tường. Một lão giả đột nhiên hô. Quả nhiên là tiểu tử này, bị thánh đan giới truy nã nhiều năm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện. Trong tay hắn thế nhưng là có bảy khối hỗn độn hỏa lệnh, nhanh bắt lại hắn. Còn có một bình càn dương thánh thủy. Bắt hắn lại có thể đạt được ức vạn tinh thạch, 10 vạn cân tiên ngọc. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xi ly cà phê nhé người ở trên thánh tế đàn rất giật mình bọn họ không nghĩ tới thẩm tường ở bên trong thánh đan giới vậy mà cũng làm ra chuyện lớn tới như vậy đám hỗn đản các ngươi toàn bộ bị hỗn độn sơn đùa nghịch cũng không biết thẩm tường cầm lấy thanh long đồ ma đao bổ một đao về phía đám người sông tới kia một trận long lực dâng trào đi ra như là sóng to gió lớn đánh về phía đám người kia trong nháy mắt quét một đám người xuống trên mặt đất là thanh long đồ ma đao thẩm tường hừ lạnh một tiếng, muốn bắt lão tử, các người đều còn non chút. Nói xong hắn đã xông vào trong đám người, hung hăng bổ ra mấy đao, dùng long lực vô cùng cường đại phối hợp thanh long đồ ma đao, nhắc lên từng đợt lực lượng như sóng trào, quét xuống toàn bộ những thực lực chẳng ra sao cả kia. Hỗn độn hỏa lệnh thế nhưng là trí bảo của hỗn độn sơn, người cướp đi bảy khối hỗn độn hỏa lệnh, hiện tại là lúc vật quy nguyên chủ. Một lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, trên người bốc lên khí tức rất khủng bố, để những cự đầu của các thế lực cổ xưa kia đều cảm thấy chấn kinh. Lão gia hỏa hỗn độn sơn, hỗn độn hỏa lệnh căn bản không phải của các ngươi, các ngươi chẳng qua là lo lắng sẽ bị hỗn độn hỏa, lệnh giết chết mới không cho phép người khác đạt được hỗn độn hỏa lệnh. Thẩm tường lập tức lấy ra hai khối hỗn độn hỏa lệnh, phóng xuất ra một đám hỏa diễm màu bạc bảo, vệ được thân thể của mình, chỉ là lão giả hỗn độn sơn kia định đánh một trưởng tới, nhưng sau khi trông thấy những hỏa diễm màu bạc này thì lại lập tức thu tay lại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi đúng vào lúc này chân thẩm tường đạp xúc địa bộ chạy về phía một mảnh đại sơn ở đằng xa đệ tử hỗn độn sơn nghe lệnh không cần để ý tới cái gì toàn lực truy sát thẩm tường lão giả kia tức giận quát lên một tiếng mấy vạn người này lập tức đuổi theo hướng thẩm tường tiếng ho hét chấn thiên động địa rất rung động cho đến bây giờ thẩm tường đã dung hợp ba khối hỗn độn hỏa lệnh khả năng cũng bởi vì cái này cho nên ở vừa rồi hắn có thể nhìn ra được đám người kia đều đến từ hỗn độn sơn chỉ có điều hắn không nghĩ tới chính mình chạy lại dẫn theo tất cả toàn bộ người của Hỗn Độn Sơn. Lúc nghe được bốn chữ Hỗn Độn Hỏa Lệnh này, toàn thân Bạch Hồ lập tức chấn động, hắn không nghĩ tới thẩm tường vậy mà đạt được bảy khối, hắn giống như biết chuyện về Hỗn Độn Hỏa Lệnh này. Trưởng môn đi. Lý Bảo Tuấn thở dài một tiếng, có thể đi tới Thánh Đan giới này cũng không tệ, đây chính là thánh địa của luyện đan sư. Ở vừa rồi thẩm tường cũng nói cho bọn hắn, có thể đi tìm kiếm trụ sở của Đỗ Hải cái tên đan tiên này. Đây cũng chính là phương thức liên hệ của bọn họ. Trước đó Bạch Hổ đã từ thẩm tường biết được Thánh Đan, giới này có tinh không Bạch Hổ tộc, cho nên hắn bây giờ cũng có ý định tự mình đi tìm. Thánh Đan giới A, giống như cũng dùng tinh thạch, đoán chừng tiểu kia chính là mua không ít đan dược cấp cao ở chỗ này, sau đó trở về hố người. Hoàng Cẩm Thiên nhìn cổ đông thần và Vũ Khai Minh, hỏi, các ngươi có mang đủ tinh thạch hay không? Diêu Thục Mỹ nói ra, chỉ mong có thể tìm được khoáng mạch chưa bị phát hiện ở nơi này nếu không phải thẩm tường thì chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa phải động thủ, thực lực đám người kia rất mạnh. Lữ thấm liên nhìn xung quanh, tài nguyên ở nơi này là có tuy nhiên muốn lấy được thì sẽ khá khó khăn. Chúng ta bây giờ tạm thời không trở về được, trước tiên làm quen thánh đan giới này rồi lại nói đi. Một tên cự đầu thế lực cổ xưa nói, người năm sau hôm nay, tụ tập tại nơi này một lần nữa, các vị tự lo bản thân mình cho tốt đi, chúng ta đi trước. Chẳng mấy chốc, những thế lực cổ xưa kia đều mỗi người đi mỗi ngả, ai đi đường đấy để tránh lúc cùng một chỗ gặp phải cái thứ gì đó thích đánh nhau. Lý trưởng lão, ta có chút việc riêng muốn làm. Bạch Hổ nói, hắn muốn đi tìm Bạch Tinh. Ừm, ta cũng muốn đi một mình ở chỗ này một chút, nhìn xem luyện đan sư của thánh đan giới này như thế nào. Lý Bảo Tuấn gật nhẹ đầu. Bạch Hổ và Lý Bảo Tuấn cũng đi, thế lực nhỏ khác đều thương thảo chuyện liên hợp, nhưng vào lúc này lại có một đám người lao về phía bên này, nhân số so với trước đó thì nhiều hơn, nhiều đến 10 vạn mẹ nó, người thánh đan giới này quá không hữu hảo. Mọi người trông thấy đối phương có số lượng nhiều như vậy, hơn nữa cường giả bên bọn họ đều đã rời đi, lúc này thi nhau bay khỏi thánh tế đàn, lập tức toàn bộ giải tán. Lão Cao lại bỏ chạy một mình, cũng không biết sau này làm như thế nào mới có thể tìm được hắn. Lãnh U Lan oán trách nói, lúc này nàng ta và Tiết Tiên Tiên, Ngô Thiên Thiên đi sau lưng Liễu Mộng Nhi, mà ở đằng sau còn có Hoa Hương Nguyệt và Đông Phương Hinh Nguyệt đi theo, mấy nữ tử này đang ở bên trong một khu rừng rậm. Bởi vì hoa hương nguyệt nói trong này khả năng có linh dược, ngươi muốn đi theo tiểu tử này thì ít nhất phải có thực lực như đại trưởng lão ở bên cạnh hắn kia, bằng không ngươi căn bản không thể ứng đối với địch nhân mà hắn gặp phải." Liễu Mộng Nhi thở dài nói, không nói lãnh U Lan, ngay cả nàng cũng có chút không đủ. "Tiểu Tường ca chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết." Tiết Tiên Tiên cũng không để ý, đối với phu quân của mình thì nàng ta hết sức yên tâm. "Chúng ta có lẽ là thương lượng một chút dự định tiếp theo đi." Đông Phương Hình Nguyệt nói lúc này mấy nữ tử cách nàng đều thay đổi một bộ hành trang thuận tiện cho hành động hơn nữa còn dịch dung một chút dung mạo để cho mình nhìn không được xinh đẹp trước tiên tìm kiếm linh dược ở nơi này sau đó rời đi nơi này nghe ngóng một cái nơi tên là tử lan sơn cốc tiểu tử kia nói cho ta ở nơi đó có thể tìm tới một người quen biết của hắn liễu mộng nhi nói là nữ sao hoa hương nguyệt hỏi một câu đúng chúng nữ giữ im lặng ngoại trừ lãnh u lan và đông phương hinh nguyệt không quan tâm tới chuyện này ra những người khác đều âm thầm mắng vài câu trong lòng cuối cùng cũng tìm được các ngươi lữ thấm liên mang theo hai nữ tử thành thục yêu mị từ trên không hạ xuống đứng ở đằng trước mấy người liễu mộng nhi diêu thục mỹ mang theo mục giai lan cũng theo đó xuất hiện nàng ta và lữ thấm liên có quan hệ tới rất tốt hơn nữa nàng ta cũng chỉ mang theo một người đều là nữ tử chúng ta liền đi cùng nhau đi lữ thấm liên cười khẽ một tiếng đi tới bên cạnh liễu mộng nhi ừm mấy người liễu mộng nhi biết yêu hậu này cũng không tồi hơn nữa thực lực cường đại như vậy cũng có một chút bảo hộ huống chi quan hệ giữa các nàng ban đầu cũng không tệ diêu thục mỹ nhìn tiết tiên tiên cười nói nam nhân của ngươi thật lợi hại gây chuyện cũng có thể chọc tới cả thánh đan giới hơn nữa giống như chọc phải một cái thế lực rất cường đại tiết tiên tiên thẻ lưỡi cười duyên nói ta sớm đã quen rồi mười mấy nữ tử làm thành một đội tìm kiếm linh dược ở trong rừng rậm để hoa hương nguyệt cảm thấy vui mừng chính là bản lĩnh tìm kiếm linh dược của lữ thấm liên này cũng rất cao minh cũng rất hiểu về linh dược một bên khác hoàng cẩm thiên mang theo cổ đông thần và vũ khai minh còn có liên dĩnh tiêu và hai tên trưởng lão của đào hoa đảo tiến vào trong một dãy núi đá may mắn tiểu tử kia không mang theo con trai ta tới liên dĩnh tiêu nói ta nói này lão liên ngươi làm sao mà nhớ thương đứa con trai này của ngươi như vậy ta nhớ được trước kia hình như ngươi có mâu thuẫn rất lớn đối với hắn cổ đông thần rất không hiểu bởi vì minh đông tương đối có tiền đồ là một đứa con ta tương đối hài lòng Liên dĩnh tiêu bĩu môi nói ra, ngươi không có con trai là sẽ không hiểu được. Hoàng Cẩm Thiên quan sát những ngọn núi đá cao lớn ở xung quanh, có thể đi tới một cái thế giới bậc cao xa lạ, thật làm cho người kích động. Sư tổ, người kích động thì kích động chứ đừng mang theo bọn ta đi về phía con đường chết là được, rồi. Cổ đông thần vội vàng nói, yên tâm, ta đã tính toán cho chúng ta một chút, sẽ không chết nhanh như vậy. Hoàng Cẩm Thiên cười ha hả một tiếng, vừa mới nói xong, một tiếng thú gào làm cho người ta phải run rẩy truyền đến, chỉ thấy những núi đá kia đột nhiên nổ tung lên xuất hiện mấy chục con hắc hùng rất to lớn trông thấy những con hắc hùng to lớn như một ngọn núi này cổ đông thần rất muốn chửi tục các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mau trốn hoàng cẩm thiên hô lên người đã chạy rất xa rồi mấy người vũ khai minh giật mình vừa chạy như bay trong lòng còn mắng to bọn họ vốn cho rằng hoàng cẩm thiên có lẽ là ra tay một chút nhưng ai biết vậy mà lại chạy nhanh tới như vậy ở bên thẩm tường thẩm tường vừa đạm trên xúc địa bộ vừa vung đao công kích về phía sau chém dụng không ít người hắn cảm thấy lúc này cũng đã đủ rồi thúc giục lực lượng không gian pháp tắc dùng hết lực lượng để cho mình tiến hành xuyên qua không gian lập tức liền biến mất không thấy đi tới bên cạnh một dòng sông lớn hắn nhảy vào dòng sông này mặc cho dòng nước xiết đẩy hắn đi lần này rắc rối rồi không nghĩ tới lại đi tới cái nơi quỷ quái này thực lực cả đám người hỗn độn sơn kia thế nhưng là rất khủng bố thẩm tường nằm ở trong dòng nước nhìn lên mây trắng bên trong bầu trời cười cười may mắn đám người kia rất sợ hỏa diễm của hỗn độn hỏa lệnh thực lực của ta bây giờ có thể sử dụng những hỏa lệnh này phóng xuất ra không ít hỏa diễm năm đó những thế lực phản đồ kia sau khi vơ vét sạch sẽ tài nguyên ở đế thiên toàn bộ giấu đi ở nơi này nói như vậy nơi này chắc chắn có bảo tàng gì đó ta cảm thấy những thế lực cổ xưa kia sẽ biết bảo tàng ở nơi nào chỉ có điều đám bọn hắn không có nói ra tô mị giao nói không sai nói không chừng bọn họ đều có tàng bảo đồ mà chính tổ tiên của mình để lại Kết quả vẫn là bị đám người kia chơi đùa, tuy nhiên cũng không sao, bọn họ sẽ chọc giật rất nhiều thế lực, đến lúc đó nói không chừng bọn họ đều không thể quay trở về Đế Thiên." Thẩm Tường nói. Thẩm Tường không có La Thiên Môn, bằng không hắn có thể định vị truyền tống, tuy nhiên căn cứ vào kinh nghiệm hắn ở Thánh Đan giới trước kia, thì nơi này có lẽ là ở khu vực tầng thứ 10 của Thánh Đan giới. Địa hình của Thánh Đan giới giống như cái thang vậy, tầng thứ 18 là cao nhất mạnh nhất, trọng lực cũng rất mạnh. Tuy nhiên đối với võ giả nhất bản cảnh mà nói thì cũng không có áp lực gì. Lúc trước lúc đế thiên sắp vỡ tan, những thế lực phản đồ kia vơ vét những tài nguyên kia chắc chắn là chân quý nhất, cho nên số lượng sẽ không quá nhiều, ta cảm thấy bọn họ có lẽ là giấu đi những thứ kia tập trung ở cùng một chỗ nào đó." Bạch Uu U nói ra, đặc biệt là tiên ngọc tiên tinh, nếu như tập trung giấu đi cùng một chỗ thì số lượng càng nhiều càng tốt, còn có thể tăng lên phẩm chất, nếu như là kỳ hoa dị thảo thì cũng sẽ như thế. "Không sai, chỉ có bọn họ cùng nhau thì mới có thể làm ra một cái trận pháp rất mạnh đến bảo vệ những thứ kia. Tô Mị Giao cũng rất tán thành. Mặc kệ, trước tiên đi tới tầng cao nhất lại nói, toàn bộ thánh đan giới chắc chắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Trước kia, hỗn độn sơn căn bản sẽ không có nhiều người đi ra như vậy, nhưng bây giờ lại có tới mấy vạn người, ta cảm thấy hỗn độn sơn đã thống trị thánh đan giới này. Thẩm tường lấy hỗn độn hỏa lệnh ra, những hỗn độn hỏa lệnh này có quan hệ với thế giới hỗn độn, Long Tuyết Di từng nói trong sách cổ của Hoàng Long tộc nàng ta có ghi chép, những người của Hỗn Độn Sơn kia rất có thể chính là Hỗn Độn nhất tộc. Ta muốn đi Thiên Thánh Thành tìm một người quen biết cũ." Thẩm Tường thi triển thuật biến hóa, biến dung mạo của mình thành một người trung niên, ẩn nấp khí tức của chính mình, sau đó bay vọt tới không trung, ở trên hư không đạp xúc địa bộ, hướng chỗ cao nhất của Thánh Đan giới mà chạy đi. Thiên Thánh Thành là một thành thị vô cùng quan trọng bên trong khu vực tầng thứ 18 này, hắn nói không chừng có thể tìm được Nhan Tử Lan ở nơi đó. Tuy nhiên Nhan Tử Lan trước đó đã tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Thẩm Tường, đừng hòng trốn. Thẩm Tường chợt nghe đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, trong lòng âm thầm mắng lên, người tới lại chính là Thái tử Thánh Long kia, ngoài đó ra còn có tùy tùng của hắn và tám đầu long kia. Còn có đại lực tộc, bọn họ vậy mà đi cùng nhau. Thẩm Tường kinh hãi không thôi, lập tức lao xuống mảnh rừng núi phía dưới, một mình hắn không cách nào đối mặt với nhiều cường giả như vậy. Phải dùng hỗn độn hỏa lệnh sao? Thẩm Tường chạy như bay trong rừng rậm không trung không ngừng hạ xuống từng đợt lực lượng kinh khủng, đám người thái tử Thánh Long đang công kích hắn. Tốt nhất đừng có dùng, ngươi đừng quên khi đó ngươi có thể dùng hợp hỗn độn hỏa, lệnh thì khả năng nguyên nhân chính là có long huyết, nếu như không có tác dụng đối với những đầu long kia, ngươi sẽ khó mà thoát được một kiếp, còn không bằng nhân dịp bây giờ chạy nhanh. Long Tuyết gì nói, làm sao đám người kia biết ta ở chỗ này? Thẩm Tường đã vận chuyển thủy độn công, để cho mình từ mặt đất bỏ chạy, để lúc hắn xuất hiện thì đã ở trên dòng sông trước đó, Hiện tại hắn không thể trước tiên trở lại tầng thứ nhất, ở nơi đó có một mảnh độc tiên ma lâm là an toàn nhất. Ta nhớ ra rồi, ở bên trong Hoàng Long, tộc có một cái pháp bảo chuyên dùng để tìm kiếm Thanh Long Đồ Ma Đao, là năm đó một số lão long vì triệu hồi Thanh Long Đồ Ma, đao mà luyện chế ra được, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định thì có thể cảm ứng được phương hướng. Long Tuyết Di nói ra, ngươi dung hợp Thanh Long Đồ Ma, đao thì chỉ sợ không có cách nào tránh khỏi sự cảm ứng của pháp bảo kia, cái này rất rắc rối. Trong phạm vi nhất định là bao nhiêu? lúc này thẩm tường cũng cảm thấy rất đau đầu hắn ở trên mặt sông đạp vò xúc địa bộ thuận dòng nước xiết mà đi không biết tuy nhiên để sử dụng cái pháp bảo kia thì sẽ tiêu hao rất lớn chỉ cần làm hỏng cái pháp bảo này đi thì bọn họ sẽ không truy tung được ngươi long tuyết di suy nghĩ một chút nói ra cái pháp bảo đó chỉ có long mới có thể sử dụng chủ yếu là hấp thu long lực nếu như ngươi trông thấy ai cầm cái pháp bảo kia thì ngươi thuận theo lúc pháp bảo kia hấp thu long lực thì ngươi rót long lực của ngươi vào làm cho nó phồng lên rồi nổ tung là được rồi tuy nhiên cái pháp bảo này rất lợi hại không dễ dàng no tới phát nổ coi như long lực của ngươi và ta cộng lại cũng không được lại đuổi tới tốc độ của bọn hắn rất nhanh long tuyết di nói ra dùng hết toàn lực chạy đi đợi đến khi tìm được cơ hội thì xử lý toàn bộ bọn hắn may mắn thẩm tường còn tương đối rõ ràng với thánh đan giới này hắn chạy về phía tầng thứ nhất chỉ cần đi vào trong độc tiên ma lâm thì hắn sẽ an toàn sớm biết nên mang theo con mèo trắng kia theo long tuyết di cảm thấy rất hối hận nói không mang theo bạch hổ sớm muộn cũng sẽ bại lộ thân phận của hắn đến lúc đó ra hỏa cường đại nào đó biết được tung tích của bạch hổ thì không chỉ chúng ta có phiền phức bạch hổ cũng sẽ rất phiền phức thẩm tường nói trước đó bạch hổ đã nhắc qua với hắn không được tùy tiện bại lộ thân phận của hắn thánh đan giới này thế nhưng là một cái thế giới bậc cao thẩm tường lần trước ở chỗ này gặp được những cường giả kia còn không phải là thực lực cường đại nhất ở nơi này bởi vì truyền thuyết bên trong hỗn độn sơn có đan thánh có loại tồn tại cấp bậc này thì rất có thể có thánh tiên mà bạch hổ từng nói tới đám người thái tử thánh long đuổi theo rất sát thực lực của bọn hắn đều rất cường đại coi như liên tục truy kích nhiều ngày cũng sẽ không mệt mỏi bọn họ nhìn thấy thẩm tường không có bạch hổ ở bên cạnh cho nên mới dám làm như thế thẩm tường bị đuổi sát theo sau mấy ngày thì cuối cùng cũng đi tới tầng thứ nhất hơn nữa còn tiến vào độc tiên ma lâm điện hạ độc trong này rất lợi hại nếu không đoán sai vùng rừng rậm này đã từng bị nhiễm bởi máu độc long của long tộc chúng ta rất có thể chính là đầu độc long đã mất tích kia chết ở chỗ này. Tùy tùng kia từ độc tiên ma lâm đi ra, trên mặt mang theo một chút sợ hãi. Khói độc trong độc tiên ma lâm lượn quanh, hoa cỏ cây cối bên trong tất cả đều mang theo kịch độc. Nếu như bên trong có một số kỳ hoa dị thảo không có độc mà nói, như vậy thì nói rõ những kỳ hoa dị thảo này rất lợi hại, bản thân có lực lượng chống độc. Chúng ta muốn đi vào, ít nhất phải dùng một nửa lực lượng đi chống lại độc tố, hơn nữa một nửa còn lại không được tiêu hao quá nhiều. Một tên lão hán của đại lực tộc nói ra, "Đi thôi, Thẩm Tường cũng có thể đi vào, chúng ta tại sao không thể?" Tiêu Long nhìn vào mảnh độc tiên ma lâm trước mặt, nắm chặt nắm đấm lại, "Khóa chặt vị trí của hắn, chúng ta cùng đi vào, nhất định phải bắt được hắn." Thái tử Thánh Long làm ra quyết định, cũng đã đuổi tới nơi này rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Độc tiên ma lâm không chỉ có khói độc kinh khủng, còn có rất nhiều loại độc thú lợi hại, lần trước Thẩm Tường tiến vào chỗ sâu, bởi vì nguyên nhân có đỗ hải mới không gặp phải những độc thú hung mãnh kia nhưng bây giờ thì khác hơn nữa hắn có ý định tiến vào chỗ càng sâu hơn chỗ đó ngay cả đỗ hải cũng không dám tiến vào độc thú nơi này có lẽ đều không sợ long khí bởi vì bản thân nơi này đã có long khí rất đậm nếu như gặp phải long còn sống đoán chừng không ít độc thú cường đại đều sẽ cảm thấy hứng thú long tuyết di cười nói chỉ có độc thú có thực lực yếu ớt mới sợ long khí thực lực cường đại đều không sợ thậm chí còn coi long là một loại thức ăn ngon Thẩm Tường ở bên trong Độc Tiên Ma Lâm đạp trên xúc địa bộ mà chạy như điên, lần trước lúc hắn ở chỗ này chính là cùng Đỗ Hải truy sát một con long, không nghĩ tới bây giờ lại là 10 con long và một đám đại lực tộc đuổi giết hắn, để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên, Thẩm Tường đi vào nơi này lần này thì thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước, hơn nữa còn có xúc địa bộ, dung hợp huyền châu không gian pháp tắc để hắn có được bản lĩnh xuyên qua không gian. Hắn chạy như bay ở trong này liên tục hơn 10 ngày, bởi vì bản thân hắn vốn đã là bách độc bất xâm, cho nên không cần dùng sức mạnh đi chống lại khói độc, cho nên không cần dừng lại. Nhưng đám người thái tử Thánh Long thì không giống vậy, sau khi tiến vào chỗ sâu, khói độc trong này càng lợi hại hơn, bọn họ không thể không giảm tốc độ xuống. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể thông qua cái pháp bảo kia mà biết được vị trí của thẩm tường, khoảng cách giữa bọn họ và thẩm tường đã càng ngày càng xa, hơn nữa bọn họ còn phải nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong độc tiên ma lâm có một cơn gió lớn thổi tới, hóa những khói độc này thành độc cương sau đó một tiếng thú gào như là tiếng sét đánh truyền đến đánh gãy một mảng lớn cây cối cái này cỗ khí thế này rất mạnh sắc mặt của thái tử thánh long hơi đổi một chút chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio thẩm tường ở một nơi tương đối sâu trong độc tiên ma lâm tiếng thú giống vừa rồi kia chính là từ bên trong truyền tới từ tiếng thú giống này tới xem có lẽ là đang cảnh cáo bọn họ đừng có lại tới gần độc thú có thể ở sâu trong độc tiên ma lâm thực lực đều sẽ rất cường đại Tuy rằng khoảng cách giữa thẩm tường và thái tử thánh long kia cách con độc thú này còn có một khoảng cách, tuy nhiên con độc thú kia lại có thể cảm ứng được những long khí kia. Người đầu long cùng lúc tới gần, độc thú kia cũng không muốn xảy ra xung đột với những con long này, cho nên mới đưa ra tiếng cảnh báo. Biết rõ ở phía trước có một con độc thú, nhưng thẩm tường vẫn như cũ tiếp tục chạy về phía trước. Chỗ đố với hắn mà nói tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng nơi càng nguy hiểm có đôi khi lại càng an toàn. Ít ra những tên long và đại lực tộc kia tới gần mà nói thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với con độc thú kia. Tiếp tục đuổi theo. Thái tử Thánh Long suy tính một phen rồi nói, bản thân hắn là Thái tử Thánh Long, mà bên người còn có 9 con long, còn có một số đại lực tộc có thực lực cường đại, làm sao phải sợ một con dã thú đây. Trong độc tiên ma lâm, khói độc màu xanh lá cây càng ngày càng đậm, ở sau cơn gió lớn vừa rồi, những khói độc màu xanh này giống như yêu ma phụ thể, trên dưới trôi nổi, dương nanh múa vuốt phiêu động, phát ra từng tiếng vù vù, để khi độc tiên ma lâm này vốn đã tràn ngập từ khí bây giờ càng lộ thêm vẻ âm trầm vẻ mặt thẩm tường ngưng trọng cái chán hơi thấm lấy mồ hôi bộ pháp dưới chân hắn càng ngày càng nặng nề hắn đạp trên xúc địa bộ mạnh mẽ xuyên qua trong rừng rậm phanh 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 nhịp tim của hắn nhảy rất nhanh cho dù hắn sớm đã biết phía trước có một con độc thú rất khủng bố nhưng lúc này vẫn cảm thấy run sợ con độc thú này giống như có được bản lĩnh thông thiên trong lúc vô hình tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng để cho người ta cảm thấy càng đến gần nó thì cảm thấy khoảng cách chính mình với tử vong càng gần hơn biết phía trước có thứ gì không thẩm tường hỏi long tuyết di tốc độ của hắn đã giảm đi rất nhiều không biết tóm lại rất mạnh là được rồi ngươi phải làm chuẩn bị cho tốt bị thương nặng đương nhiên nếu như ngươi không bị phát hiện thì như vậy ngươi chính là an toàn long tuyết di nói đầu thái tử thánh long đội kim quan người mặc long bò màu vàng kim hoa lệ khuôn mặt anh tuấn không có một chút biểu tình mà chín con long hóa thành đạn hán ở bên cạnh hắn cũng là như thế điện hạ vẫn muốn tiếp tục đi vào sao thẩm tường rõ ràng chính là cố ý dẫn chúng ta vào đây tuy rằng không biết ở trong đó là thứ gì nhưng thực lực rất khủng bố chúng ta muốn đối phó cũng là cố gắng hết sức một tên đại hán trên người mặc áo giáp đỏ nói đây chính là tùy tùng mà thái tử thánh long mang theo từ trên thiên giới xuống nhất định phải đi vào các ngươi hợp lực thi triển xúc địa thuật chúng ta phải đuổi kịp thẩm tường ngăn hắn lại trước khi hắn tiến vào sâu trong đó thái độ của thái tử thánh long là vô cùng kiên quyết từ khi hắn bắt đầu gặp được thẩm tường hắn lúc nào cũng nghĩ tới phải loại bỏ thẩm tường hắn không biết là ai truyền thần công mà chỉ có long đế của hoàng long tộc mới có thể học được cho thẩm tường nhưng hắn không cho phép ngoại trừ phụ thân hắn ra còn có những người khác biết được những thần công của hoàng long kia bọn họ ngừng lại người tên đại hán làm thành một vòng tròn thái tử thánh long và những người của đại lực tộc kia thì đứng ở giữa chờ lát nữa nhớ sử dụng đan dược khôi phục, thi triển xúc địa thuật tiêu hao rất nhiều lực lượng. Thái tử Thánh Long dặn dò một tiếng, chỉ thấy 10 tên đại hán hô tô một tiếng, ở mặt đất bọn họ xuất hiện một cái trận đồ, trận đồ tỏa ra kim quang lóng lánh, nhanh chóng xoay tròn, sau đó bọn họ bắt đầu di động, chỉ là trong giây lát, bọn họ đã xuyên qua một đoạn khoảng cách rất dài. Thẩm tường đang chạy như bay đột nhiên trông thấy một vệt kim quang nhanh chóng lao tới, chỉ thấy một đám người đột nhiên xuất hiện ở trước hắn, lại là nhóm người của Thái tử Thánh Long kia là xúc địa thuật, tại sao ta không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng cái này? Đây là một cái thần thông xuyên qua không gian của Hoàng Long tộc, tuy nhiên rất tiêu hào lực lượng, bình thường cũng phải cần hơn 10 người cùng một chỗ mới có thể thi triển. Long tuyết di hô. Thẩm tường, người trốn không thoát. Thái tử Thánh Long cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc như cầu vòng lao về phía thẩm tường, tay hóa long chảo, chụp vào đầu của thẩm tường. Thẩm tường vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, bước ra một bước, xuyên qua không gian, biến mất không thấy khiến thái tử Thánh Long bắt hụt. Vốn cho rằng có thể đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, không nghĩ tới ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, phái một đám người tới bắt ta, ta trước đó ngược lại là xem trọng ngươi. Tiếng khinh thường của thẩm tường truyền đến, mọi người mắng thầm, vậy mà để thẩm tường chạy thoát như vậy. Thẩm tường nắm giữ lực lượng không gian pháp tắc, ở vừa rồi hắn không để một chút lực lượng không gian nào tràn ra ngoài, cho nên những người này không biết hắn là chạy mất như thế nào. Tiếp tục đuổi trên mặt thái tử thánh long hơi lộ ra vẻ mặt giận dữ hô một tiếng hướng phương hướng phát ra tiếng nói của thẩm tường mà lao tới điện hạ tên đại hán mặc áo giáp đỏ kia bất đắc dĩ hô một tiếng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo bọn họ vừa phải chống lại khí độc vừa phải tiêu hao lực lượng để đuổi theo nếu như gặp phải công kích của độc thú thì bọn họ còn phải ngăn cản đối với bọn hắn mà nói là đang cực kỳ cật lực nhưng thẩm tường lại không sợ hắn có tốc độ khôi phục rất kinh người chính mình lại bách độc bất xâm ở bên trong độc tiên ma lâm thì như cá gặp nước long tuyết di hét lên một tiếng ta cảm giác được khó trách nơi này sẽ có một con ra hỏa khủng bố như vậy con độc long chết ở chỗ này kia vẫn còn long châu chẳng lẽ nói độc thú ở phía trước đang hấp thu lực lượng long châu của độc long không sai khả năng long châu này rất lớn hơn nữa không dễ lấy đi năng lượng ẩn chứa bên trong lại rất nhiều thẩm tường nói ra trước kia không phải người nói long càng lợi hại thì long châu lại càng nhỏ sao độc long kia rất lợi hại, long châu có lẽ là rất nhỏ mới đúng. nhưng long châu của độc long thì rất đặc thù, ngươi phải biết độc long coi như biến thành hình người thì đều là một người khổng lồ. long tuyết di nói ra, theo như truyền thuyết, thì gia hỏa kia sau khi sinh ra thì đã có được long châu rất lớn. không bao lâu sau, thẩm tường đã nhìn thấy đằng trước phóng tới từng đợt ánh sáng màu đỏ, cỗ long khí nồng đậm này rất tà dị, bên trong ánh sáng còn mang theo độc tính rất mạnh. khói độc vốn là màu xanh, đã được ánh sáng kia nhuộn đỏ độc tính mạnh hơn, hai con ngươi của thẩm tường lóe ra ánh sáng vàng, thi triển hỗn độn thần nhãn, xuyên thấu đám khói màu đỏ, quả nhiên trông thấy phía trước có một hạt châu màu đỏ như núi cao tới trăm trượng. Cẩn thận, Long Tuyết Di dặn dò, ngay vào lúc nàng ta vừa mới nói xong thì mặt đất đã bắt đầu rung động. Thẩm tường thả thần lực ra bao trùm ở phía trước, cảm ứng được đang có một đoàn lớn các con độc thú, như là vạn mã phi nước đại, chạy đến khiến cả vùng đất rung động lên đây là cơ hội tốt, ngươi có thể lợi dụng long lực bên trong long châu kia, phá hủy đi pháp bảo truy tung ngươi của bọn hắn. Long tuyết gì nói, thẩm tường lại sử dụng lực lượng không gian pháp tắc một lần nữa, vượt qua đàn độc thú này, đi tới bên cạnh long châu màu đỏ to lớn kia, nhìn, cái này giống như là một ngọn núi hồng bò thạch khổng lồ vậy. Là long châu của độc long, quả nhiên là con độc long trong truyền thuyết kia. Thái tử thánh long đột nhiên hưng phấn lên, tuy nhiên trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng, bởi vì lúc này cỗ khí tức nguy hiểm kia càng ngày càng dày đặc, Thẩm Tường dùng thần lực khóa chặt vào cái la bàn trong tay đại hán kia, cái đó chính là pháp bảo truy tung hắn, hắn thi triển thôn phệ ma công, hút long lực bên trong long châu to lớn kia vào trong cơ thể mình, sau đó cách không rót vào bên trong cái pháp bảo kia. Thẩm Tường một hơi thôn phệ rất nhiều long lực, thiếu chút nữa thì làm kinh mạch toàn thân của hắn phồng lên mà bạo. Một hơi, Thẩm Tường hô, hắn thôn phệ vào rất nhiều long lực hơn nữa rất cuồng bạo lại thêm long lực của chính hắn và long tuyết di đầy đủ để làm nổ cái pháp bảo kia không tốt đại hán kia trông thấy cái la bàn trong tay của mình rung động thì lập tức hô một tiếng muốn thu la bàn lại ầm um, la bàn kia đột nhiên nổ tung lên ở trong tay đại hán kia cùng lúc đó đám độc thú kia đã lao về phía bọn họ hỗn đản này thái tử thánh long phản ứng lại biết là thẩm tường làm hỏng pháp bảo đó lần này bọn họ muốn truy tung được thẩm tường thì rất rắc rối hơn nữa bọn họ còn phải đối mặt với một đàn độc thú tuyệt vời long tuyết di cười hì hì xử lý cái long châu khổng lồ này ta cả thấy ra hỏa lợi hại kia đang ở bên trong cái long châu khổng lồ này thẩm tường nhìn vào cái long châu to như ngọn núi lớn đỏ như máu trước mắt này trong lòng không thể không run lên ra hỏa kia để hắn một đường điều kinh hồn táng đảm thế mà có thể tiến vào bên trong long châu này để tu hành được hoặc là không làm nhưng đã làm thì làm cho xong thẩm tường lấy thanh long đồ ma đao ra nhảy tới không trung hét lớn một tiếng thanh long đồ ma đao đột nhiên trở nên rất to lớn uy thế bức người sau khi thanh long ở trên đó hấp thu lực lượng của hắn thì không ngừng giống rít gào thanh thần đạo to lớn này nhìn qua giống như có thể dễ dàng bổ ra thiên địa dừng tay thái tử thánh long đã biết thẩm tường muốn làm gì tranh thủ thời gian rút lui thái tử thánh long tức giận hô một tiếng ầm thanh long đồ ma đao đánh xuống ở trên cái long châu to lớn kia Thân đao sau khi được thẩm tưởng rót vào lực lượng rất mạnh thì trở nên rất nặng nề, rất nhẹ nhõm đã chém ra viên long châu to lớn này. Ngao! Một tiếng giống rít gào truyền đến, toàn bộ đám độc thú kia nghe được tiếng sóng âm tức giận này chấn động đến nổ tung, viên long châu bị phá vỡ kia bị một cỗ lực lượng cường đại chấn vỡ, nhấc lên một trận sóng gió, mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, toàn bộ vùng đất lắc lư như biển cả, mảng lớn đất đai và rừng rậm bị cỗ lực lượng cuồng bạo này chấn động đến mãnh liệt giống như thủy triều vậy. Tiếng nổ vừa rồi thế nhưng là khiến cho toàn bộ thánh đan giới phải rung động, đặc biệt là tầng thứ nhất, lúc này tầng thứ nhất đều đang ở bên trong dư chấn, mà tầng thứ 18 cao nhất cũng rung động mãnh liệt một cái, loại tiếng giống rít gào kia còn đang quanh quẩn ở chân trời, kéo dài không tiêu tan. Sông đại họa, ha ha, Thẩm Tường đã liên tục xuyên qua không gian, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng độc tiên ma lâm này, về phần đám người thái tử thánh long kia thì hắn cảm thấy coi như có thể trốn được thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt sau khi thẩm tường bổ long châu ra thì vượt qua không gian rời đi, hắn không thể trông thấy bên trong có cái gì, tóm lại thứ ở bên trong rất đáng sợ là được rồi, hắn cảm thấy bạch hổ có khi phải ứng phó toàn lực thì mới có thể giết chết. Thái tử Thánh Long lần này thế nhưng là ăn thua thiệt rất lớn, chẳng những lãng phí thời gian nhiều ngày, còn để cái pháp bảo duy nhất có thể truy tung Thanh Long đồ ma đao hủy đi, hiện tại còn rơi vào bên trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mà thẩm tường lúc này đã chạy về phía tầng thứ 18, chỉ cần không có loại pháp bảo kia nếu muốn tìm được hắn đều không dễ dàng khi hắn rời khỏi độc tiên ma lâm được mấy ngày thì đều không có thứ gì đuổi theo hắn điều này làm cho hắn yên tâm đi rất nhiều hắn lo lắng không phải đám người thái tử thánh long này mà là con độc thú đã bị hắn hoàn toàn chọc giận kia thẩm tường năm đó cướp đi bảy khối hỗn độn hỏa lệnh của hỗn độn sơn vậy mà thật không chết hơn nữa còn lấy một loại tư thái rất cường thế trở về giết chết rất nhiều người của hỗn độn sơn hỗn độn sơn lúc này đã gia tăng treo giải thưởng đối với hắn lên một lần nữa trên phố lớn ngõ nhỏ đang dán đầy chân dung của hắn hỗn độn hỏa lệnh rất quan trọng đối với hỗn độn sơn đây chính là chuyện mà mọi người ở thánh đan giới đều biết lúc trước hỗn độn sơn vì bắt lấy thẩm tường mà cố ý thả ra hai khối hỗn độn hỏa lệnh để dụ thẩm tường tới ai biết bọn họ chẳng những không bắt được thẩm tường ngược lại còn bị thẩm tường lấy đi hết những hỗn độn hỏa lệnh kia để thẩm tường tập hợp đầy đủ bảy khối biến thành trò cười của thánh đan giới lúc trước lúc thẩm tường bước vào cánh cửa không gian rời khỏi thánh đan giới bị một lão gia hỏa gọi là hỗn nguyên công kích hai chân bị đánh nổ thánh xương máu khi đó tất cả mọi người cho là hắn đã chết tuy nhiên về sau người của hỗn độn sơn lại biết được hỗn độn hỏa lệnh vẫn còn tồn tại chỉ cần hỗn độn hỏa lệnh vẫn còn thì đã nói lên thẩm tường còn chưa chết cho nên vẫn luôn treo giải thưởng bắt thẩm tường thẩm tường thi triển xúc địa bộ đạp trên mây mù ở trên không trung mà phi nước đại đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến tiếng rít gào tiếng này rất quen thuộc, giống như là nha đầu ngốc tĩnh tĩnh kia vậy. Long tuyết gì nói? Đúng là giọng nói của đông phương tĩnh, nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Thẩm tường nghe được giọng nói này, trong lòng không thể không thắt lại, nữ tử đơn thuần này mặc dù có chút ngốc, nhưng lại khiến cho người ta rất yêu thích. Hắn lập tức bay xuống, ở trên không trung, hắn trông thấy ở trên một mảnh hoang nguyên, một tên thanh niên đang vừa nhai răng cười vừa kéo lấy quần áo, mà quần áo trên người đông phương tĩnh thì đã rách dưới khắp khuôn mặt là nước mắt hai tay bị trói chặt sau lưng đang dùng cặp mắt đẫm lệ căm tức kia nhìn về phía người thanh niên kia cách người thanh niên kia không xa còn có hai tên lão giả mặc áo bò tím một người trong đó nói tiểu tử làm xong việc nhanh lên chúng ta còn phải đi đường đây rất nhanh ta nhất định phải làm cho tiểu nha đầu này chết được sung sướng ha ha thanh niên kia lớn tiếng cười gần thẩm tường trông thấy cảnh tượng này thì trong lòng tức giận lập tức xuyên qua không gian xuất hiện ở sau lưng thanh niên kia khi triển nộ long chảm thả ra một tiếng nộ long gào thét từ không trung nghiêng chặt một đao chặt thanh niên kia thành hai khúc tĩnh tĩnh đừng sợ sau khi thẩm tường mở trói cho đông phương tĩnh đông phương tĩnh lập tức khóc giống lên lấy ra một thanh kiếm cắn chặt răng ngà vừa chém lung tung vào thi thể thanh niên kia vừa gào khóc khắp khuôn mặt là bi phẫn hai tên mặc áo bò tím kia nghe thấy tiếng nộ long gầm rú thì lập tức chạy tới ngươi là thẩm tường một lão giả trông thấy thanh long đồ ma đao trong tay thẩm tường thì sợ hãi kêu lên. Lão giả này là người của tử nguyệt thánh cảnh, thực lực cũng không phải là rất mạnh, vượt qua niết bàn lục kiếp vậy thôi, nhưng một tên khác thì có thực lực rất mạnh. Tĩnh tĩnh, trước tiên ngủ một giấc thật tốt. Thẩm tường đánh ngất xỉu đông phương tĩnh rồi để vào bên trong u giao giới chỉ, hắn biết đông phương tĩnh chắc chắn nhận lấy đả kích rất lớn, hơn nữa nàng ta còn đi theo đông phương siêu quần tới, hiện tại đông phương siêu quần không ở bên cạnh nàng, rất có thể là đã bị giết chết. Đông Phương Lăng Vân, Thẩm Tường nhận ra một lão giả trong đó, lại là đại trưởng lão của Đông Phương gia năm đó, Thẩm Tường và hắn có khúc mắc vô cùng lớn. Đông Phương Lăng Vân trông thấy Thẩm Tường thì trên mặt cũng đầy vẻ giận dữ, hắn nằm mơ cũng hận không thể giết chết Thẩm Tường. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Vẻ mặt của Đông Phương Lăng Vân trở nên dữ tợn, lấy ra một thanh trường kiếm, như tia chớp đánh tới, một lão giả khác cũng đỏ mắt, bởi vì thanh niên đã chết đi ở dưới mặt đất kia chính là con của hắn. Lúc này thẩm tường ngập tràn lửa giận, hô, chết là các ngươi. Trong khi nói, hắn thúc giục những ma hủ tử khí cất giữ ở trong cơ thể của hắn kia. Ma hủ tử khí vô sắc vô vị được thẩm tường lấy một cỗ gió nhẹ thả ra ngoài, bao phủ xung quanh người hắn, chỉ thấy cỗ thi thể ở trên mặt đất kia đột nhiên biến thành màu tím, mà lão giả đông phương lăng vân kia cũng lập tức phát giác ra được cái gì đó. Là ma hủ. Sắc mặt của đông phương lăng vân thay đổi lớn, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng đi ngăn cản ma hủ tử khí khuếch tán ở bên trong thân thể của hắn, hắn chưa nói xong, thẩm tường đã chém một đao dụng đầu của hắn. Lão giả khác thì vẻ mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lên đường đi, thẩm tường lao tới trước mặt hắn, một đao chém về phía cổ của hắn, đầu người rơi xuống đất, thân thể lập tức hóa thành màu tím đen. Nhìn thi thể dưới mặt đất, thẩm tường hơi thở ra một hơi, ma hủ tử khí tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có thể đối phó người có thực lực khoảng chừng niết bàn cửu kiếp. Nếu như giống thái tử thánh long loại long có nhục thân cường đại này, trong lúc nhất thời là không cách nào lập tức hạ độc chết được, hơn nữa còn sẽ để cho hắn có cơ hội chạy trốn, cho nên hắn cũng không dám sử dụng ma hủ tử khí đối với những người này, nếu không sẽ bị lộ chuyện này ra ngoài. Thẩm Tường thả ra một đám hỏa diễm, thiêu hủy thi thể trên mặt đất, sau khi thi thể bị đốt thành bột phấn, thì hắn lại trông thấy một tấm da thú màu vàng được gấp lại. Vậy mà không bị hỏa diễm của hắn thiêu hủy, hơn nữa cũng không bị ma hủ tử khí phân hủy, có thể thấy được da thú này không phải thứ bình thường hắn lập tức nhặt lên, mở ra xem, phát hiện đây là một tấm bản đồ. Cường giả tử nguyệt thánh cảnh trên cơ bản, đều đã chết, chỉ có mấy tên này đại biểu tử nguyệt thánh cảnh tới đây, chẳng lẽ tấm bản đồ này, nghi lại chính là nơi những tổ tiên kia của tử nguyệt thánh cảnh cất dấu bảo tàng sao. Thẩm tường có chút kích động, nhìn kỹ một chút, nhớ kỹ đại khái phương vị, sau đó để gia thú này vào bên trong u giao giới chỉ, nhưng gia thú vẫn còn ở trong tay của hắn, vậy mà không tiến vào u giao giới chỉ bản đồ kỳ lạ vậy mà không thể đưa vào bên trong u giao giới chỉ thẩm tường giật mình thử thêm mấy lần nhưng vẫn là không được có thể là bên trong ẩn đi linh văn lợi hại không thể thả vào pháp bảo chữ vật bằng không những người này cũng sẽ không mang theo trong người tô mị giao nói lúc này nàng ta và bạch u u đang chăm sóc đông phương tĩnh đang bị hôn mê kia thẩm tường hướng ký hiện trên bản đồ mà chạy tới ngay tại gần bên này tiểu nha đầu kia không sao chứ thẩm tường hỏi nội thương rất nặng Tuy nhiên sau khi ăn hoàn mệnh đan thì đang từ từ khôi phục lại, xem ra nàng ta chịu đả kích rất lớn. Tô Mị giao nhẹ nhàng thở dài, vuốt khuôn mặt của Đông Phương Tĩnh một cái. Chờ nàng ta tỉnh lại ta lại an ủi nàng ta một chút, sau đó mang nàng đi tìm Hinh nguyện, đó là thân nhân duy nhất của nàng ta. Thẩm Tường thở dài một hơi, nghĩ đến Đông Phương Tĩnh, đơn thuần hiền lạnh này ở vừa rồi dùng kiếm chém bừa bãi lên thi thể của tên thanh niên kia thì có thể nhìn ra sự hận thù trong nội tâm của nàng. Thẩm tường dựa theo bản đồ mà đi, hắn phải tìm được nơi này nhanh một chút, sau đó mang Đông Phương Tĩnh đi tìm Đông Phương Hinh Nguyệt. Hắn hy vọng mấy người Đông Phương Hinh Nguyệt có thể dựa theo hắn nói đi tìm Tử Lan Sơn Cốc, bằng không thánh đan giới lớn như vậy, nếu hắn muốn tìm được các nàng thì cũng không dễ dàng. Trên đường đi cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì, ngược lại là địa thế của nơi này rất hung hiểm, nhưng đối với hắn mà nói thì không coi là gì, trên bản đồ biểu thị lấy vật kia được giấu ở bên trong một ngọn núi lớn. Xem ra không giống như là tăng vọt, dáng vẻ của vật này giống như là một cái tế đàn rất nhỏ. Thẩm tường đi tới bên ngoài ngọn núi này, nhìn vào bản đồ, đang tìm lối vào để tiến vào ngọn núi này. Chẳng lẽ cái tế đàn nhỏ này có thể mang ta đi tới một nơi khác? Trên bản đồ biểu thị lấy, bên trong ngọn núi này có một thứ rất giống thánh tế đàn, nhìn giống như là một cái tế đàn nhỏ. Ngọn núi này có trận pháp, nhiều năm qua ngọn núi này đều được đại trận này bảo vệ lấy. Long tuyết gì nói? Thẩm tường cũng nhận ra, hơn nữa hắn còn nhìn ra đại trận này thật không đơn giản muốn phá vỡ cũng không dễ dàng hắn mở tấm da thú kia ra đi vòng quanh ngọn núi này đột nhiên da thú tỏa ra chùm ánh sáng màu tím tâm niệm hắn khẽ động dùng tấm da thú kia hướng về phía đại trận kia chỉ thấy cả ngọn núi tỏa ra ánh sáng màu tím đại trận kia liền biến mất sau khi hắn tới gần ngọn núi này đẩy ra một cục đá to lớn trông thấy một cái cửa lớn màu tím sau đó lại dùng tấm da thú mở cánh cửa này ra tổ tiên tử nguyệt thánh cảnh này thật lợi hại một tấm da thú cũng làm cho trở nên lợi hại như vậy Thẩm Tường nói lời cảm thán, hắn đi trên một cái thông đạo, bốn vách tường đều tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Không bao lâu sau, hắn đã đến một gian nhà đá, ở trong gian nhà đá này quả nhiên có một cái tế đàn nhỏ, nhưng nó thật là quá nhỏ, không giống như dùng để truyền tống, chỉ lớn như một cái bàn tròn bình thường mà thôi, nhưng ở trên có một cái lỗ khảm nông hình vuông. Thẩm Tường lấy tấm da thú kia ra sau so một chút, phát hiện da thú này có kích thước giống như cái lỗ khảm kia, vừa đủ để trải tấm da thú này lên. Sau khi trải xong, trên da thú xuất hiện một cái trận đồ hình tròn, như là một vầng trăng tím, chỉ thấy tế đàn nhỏ này xoay chậm chậm, sau đó bùng lên một trận ánh sáng tím, một khối đá hình vuông màu tím trôi nổi lên, nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lúc thẩm tường lấy tới thì lại cảm nhận được rất nặng. Ở bên trong viên đá này hình như có hư thiên thạch, cái này chẳng lẽ chính là bảo tàng sao? Thẩm tường cẩn thận nhìn khối đá màu tím này, sau đó thẩm thấu thần lực vào bên trong, chỉ thấy khối đá này đột nhiên thay đổi, ở trên vậy mà lại xuất hiện một bộ bản đồ điều này làm cho hắn càng kích động hơn hắn cảm thấy tấm bản đồ này mới thật sự là bảo tàng bản đồ bằng da thú không thể cất vào bên trong pháp bảo chữ vật cũng khó có thể đốt bởi như vậy mới có thể lưu truyền tới bây giờ có thể tìm tới được nơi này thẩm tường phóng viên đá này tới mức lớn nhất cũng chỉ lớn bằng một cái giường mà thôi hắn cẩn thận quan sát bản đồ ở trên đó phát hiện bản đồ này chỉ là một mảnh trong đó mà thôi chẳng lẽ bản đồ hoàn chỉnh cần rất nhiều loại đá như thế này sao thẩm tường đột nhiên nghĩ tới một số thứ gì đó, tổ tiên của những thế lực này, đều tách riêng ra mỗi bên cất giấu một khối đá như vậy, đồ vật mà bọn họ giấu đi quả nhiên là cùng một chỗ, hơn nữa cần tất cả thế lực cổ xưa liên hợp lại mới được, thiếu một thứ cũng không được, mà bây giờ, hắn đạt được khối đá này của tử nguyệt thánh cảnh liền mang ý nghĩa nếu như thiếu đi hắn, thì những thế lực cổ xưa kia đều sẽ lãng phí thời gian. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hắc hắc. Thẩm tường thu khối đá này vào bên trong u giao giới chỉ, khối đá này có thể để vào bên trong pháp bảo chữ vật, không giống miếng da thú trước đó. Thẩm tường rời khỏi nơi này, đi về phía tầng thứ 18 một lần nữa. Nhà đầu ngốc kia tỉnh chưa? Thẩm tường hỏi. Còn chưa, xem ra nàng ta rất mệt mỏi, hơn nữa còn khôi phục lại thương thế. Tinh thần của nàng ta cũng nhận thương tích rất nghiêm trọng, có thể phải ngủ thêm vài ngày nữa. Tô Mị Giao nói, không biết nàng ta đến cùng đã trải qua cái gì, loại tổn thương trình độ này không phải những cái tên tử nguyệt thánh cảnh kia tạo thành đặc biệt là thức hải của nàng bị một vết tổn thương, đó là bị công kích bằng tinh thần, hơn nữa nàng ta không có một chút ngoại thương nào. Nội thương cũng không phải loại lực lượng chân khí tạo thành, mà là bị một loại lực lượng thần thức công kích. Long tuyết gì nói, nếu như không phải trong cơ thể nàng có huyết hồn của gia tộc nàng, thì chỉ sợ nàng ta sớm đã chết rồi, xem ra đông phương siêu quần đã dung nhập huyết hồn của gia tộc vào trong cơ thể của nàng, để nàng ta sống tiếp. Nàng ta và phụ thân nàng chắc chắn gặp phải thứ lợi hại nào đó cuối cùng chỉ có nàng ta trốn đi được, nhưng lại rơi vào trong tay đám người tử nguyệt thánh cảnh. Long Tuyết Di nói, huyết hồn của Đông Phương, gia tộc có thể để cho người có được huyết mạch tinh khiết của Đông Phương, ra thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp, là tồn tại rất nghịch thiên, Đông Phương Lăng Vân. Năm đó chính là vì cái này mới tính toán Đông Phương Siêu Quần và Đông Phương Hinh Nguyệt. Ta phải nhanh chóng tìm được Đông Phương Hinh Nguyệt, tiểu nha đầu này bây giờ chắc chắn rất đau lòng. Đông Phương Hinh Nguyệt là cô cô của nàng, trông thấy thân nhân thì nàng ta có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Thẩm Tường tăng nhanh tốc độ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em cà phê nhé. Đêm khuya, gió lạnh trong thiên thánh thành lạnh thấu xương, nhưng cả tòa thành này vẫn náo nhiệt như cũ tuy nhiên cũng không thể so với ban ngày, đặc biệt là xung quanh một tòa tháp cao 5 tầng, rất nhiều người đều đang nhìn vào một thanh niên anh Tuấn ở trên đỉnh tháp. Người thanh niên này chính là Phạm Á Khôn, quần áo của hắn một thân mặc hoa phục màu tím, đang xếp bằng ở trước mặt một cái lò luyện đan như được chế tạo ra từ thủy tinh, hắn cho dược liệu vào sau khi rót hỏa diễm vào thì dược liệu bên trong bị lửa trá bừng bừng đốt cháy tỏa ra ánh sáng xanh lóa mắt một đám người ở dưới tháp nhìn thấy mà bàn luận thẩm tường từ phía xa trông thấy trong lòng cười thầm nói tiểu tử này hiện tại vẫn thích làm náo động như vậy tòa tháp này là một nữ tử tên là lâm hi di mở nữ tử này đến từ hỗn độn sơn là cha mẹ của nàng giúp nàng ta mở ra cửa hàng này sau đó phạm á khôn gặp gỡ nhau liền giúp nàng ta trông nom cửa hàng đan dược này xem ra ta vẫn là tìm được đúng nơi. Thẩm tường đi tới, vừa mới bước vào cửa hàng đan dược thì chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang lên, ánh sáng màu xanh bên ngoài biến mất. Là ai? Phạm A Khôn tức giận quát lên, lò luyện đan bảo bối bằng thủy tinh, của hắn kia ở mới vừa rồi bị một tia chớp bổ trúng dẫn đến hắn nổ lò, lò luyện đan bị hư hỏng nghiêm trọng. Thẩm tường và mọi người như nhau, đều rất kinh ngạch, ngẩng đầu nhìn lên trời tìm kiếm người vừa mới công kích Phạm Á Khôn, ở bên trong thiên thánh thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây chính là trái với quy tắc của thiên thánh thành. Hừ, cả ngày thích khoe khoang, cửa hàng đan dược các ngươi ngoại trừ có chút năng lực ấy, thì còn cái khác gì nữa không? Một tên thanh niên tuấn lãng vẻ mặt vênh vó đang cưỡi, ở trên một con hùng sư có đôi cánh lửa màu tím từ đằng xa bay tới. Còn tưởng rằng là ai, hóa ra là ngươi cái thằng cháu trai này, ngươi có thể âm thầm làm ra chuyện như vậy thì cũng không có gì kỳ lạ. Phạm Á Khôn thu lại lò luyện đan thủy tinh đã bị hư hỏng kia lại, song quyền nắm chặt. Tại sao lại là ngươi? Ngươi có cảm thấy phiền hay không? Lâm Hy Di bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh tháp, áo trắng tung bay, lãnh diễm trói mắt, khác biệt rất lớn so với trước đó. Hừ, lâm ra các ngươi đều sắp bị đuổi ra khỏi hỗn độn sơn, ngươi còn phách lối cái gì? Không bằng ngoan ngoãn gà cho ta đi, tiểu tử này tuy rằng có chút năng lực, nhưng hắn lại yếu hơn rất nhiều so với ta. Nam tử cưỡi tử hòa hùng sư khinh thường nhìn lướt qua Phạm Á Khôn. Phạm Á Khôn hừ một tiếng, ngươi chẳng qua là mạnh hơn ta một chút nếu như so luyện đan mà nói, ngươi kém xa ta, cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn có thể vượt qua ngươi. ầm, um. một tiếng vang trầm đục truyền đến, con tử hỏa hùng sư kia vỗ cánh di chuyển đột nhiên há miệng ra, phun ra một đạo sấm sét màu tím, đánh vào trên người phạm á khôn. con tử hỏa hùng sư biết bay, kia quả thực lợi hại, một ngụm lôi điện đã đánh cho phạm á khôn phun máu. nếu không phải lâm Hy di ôm lấy hắn thì chỉ sợ cũng bay tới nơi xa. điều này làm cho tất cả mọi người không dự liệu được người này vậy mà cường thế như vậy, còn không kiêng kỵ cái gì mà để cho tọa kỵ của mình công kích người ta. Hừ, kẻ yếu chính là kẻ yếu, đây chính là minh chứng tốt nhất. Nếu như ngươi là một cường giả, ngươi căn bản sẽ không để cho ta ức hiếp ngươi như vậy. Nam tử kia ăn nói rất ngạo mạn, sau đó nhìn về phía lâm hi di, ngày mai ta sẽ dẫn người tới khiêu chiến hi di các của các ngươi, ta sẽ đích thân đập mất chiêu bài của các ngươi. Thẩm tường trông thấy cảnh tượng này thì trong lòng âm thầm tức giận, hắn cũng nhìn ra được gia tộc phía sau lâm hi di và phạm á khôn hiển nhiên là đại thế đã mất bằng không sẽ không bị người khi dễ như vậy hắn lấy đoạt mạng ma nỏ ra lặng lẽ nhắm ngay đầu con tử hòa hùng sư kia dùng tới long lực mạnh nhất trực tiếp xuyên qua trái tim con sư tử kia cái tên này vẫn luôn thích đánh lén người khác vậy thì cũng để cho hắn nếm thử mùi vị bị, bị đánh lén là như thế nào trong lòng thẩm tường cười lạnh vận chuyên chân khí hùng hồn trong cơ thể chuyển hóa thành long lực rót vào bên trong đoạt mạng ma nỏ tuy rằng lúc này có năng lượng bằng bạc đang vận chuyển đến lực khống chế của thẩm tường rất mạnh, hơn nữa đoạt mạng ma nỏ được Liễu Mộng Nhi và Đông Phương Hinh Nguyệt cải tạo qua, cũng trở nên rất lợi hại, lúc này không tiết ra ngoài một chút khí tức nào. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn luyện đan sư lợi hại đến nện cửa hàng các ngươi, ha ha. Thanh niên này cười như điên mà nói, phách lối cây rắm. Thẩm tường tâm niệm vừa động, âm thầm thả ra một tiễn rất khủng bố. Một tiễn này được lượng lớn long lực áp xúc ngưng tụ mà thành, lúc bay vụt ra ngoài, phát ra tiếng xé gió, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực áp bách rất cường liệt, trong lòng mỗi người đều vô cùng kinh hãi. Sư, một số người có sức quan sát nhạy cảm, đều trông thấy một đạo ánh sáng trắng đột nhiên hiện lên, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, làm sụp đổ lấy không gian, bay vụt về phía con tử hòa hùng sư kia, xâm nhập từ dưới lên, sau khi đi vào cơ thể của con tử hòa hùng sư, này thì long lực cuồng bạo nổ tung lên, để con tử hòa hùng sư kia nổ tung theo. Nam tử kia kêu quái dị một tiếng, Thân thể lập tức xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu bạc trắng, bảo hộ hắn ở bên trong. Là ai? Nam tử kia giống to, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, ở trên thiên thánh thành muốn làm gì thì làm đều không có người nào dám quản hắn, hiện tại hắn lại bị người đánh lén, hơn nữa còn làm nổ tọa kỵ bảo bối của hắn thành một cục thịt nát. Sau khi nam tử này vừa mới hô xong, thẩm tường lại bắn ra một tiễn, sau khi đánh vào trên lồng khí màu bạc kia thì kích thích khí bạo chấn động mãnh liệt, đánh bay nam tử kia ra ngoài, nhưng nam tử này không bị thương trên người hắn có lẽ là mang theo một cái pháp bảo rất mạnh hừ nam tử này biết người đánh lén hắn rất cường đại bằng không cũng sẽ không ẩn nấp tốt đến như vậy hắn lo lắng nếu tiếp tục nữa thì hắn sẽ bị giết chết hắn lập tức bay đi bay về phía một tòa tháp rất cao ở trung tâm thiên thánh thành tên vừa rồi kia không phải là cháu trai của hỗn nguyên sao không nghĩ tới lại có người dám động thủ với hắn rốt cuộc là người nào cái này gọi là phong thủy luân chuyển hắc hắc nhìn vào gương mặt của hắn thật đã nghiện con tử hỏa hùng sư này thế nhưng là dị thú rất chân quý, lại bị người giết chết, ngay cả thú đan cũng không chừa. Thẩm tường ở vừa rồi chính là nhắm chuẩn vào thú đan kia mà bắn, dẫn nổ từ bên trong. Phạm Á Khôn cũng rất muốn biết là ai âm thầm xuất thủ, tuy nhiên hắn bây giờ bị tổn thương không nhẹ. Một kích của con tử hỏa hùng sư kia có lực lượng rất mạnh, hiện tại Lâm Hy Di liền đỡ hắn rời đi. Thẩm tường biến thành một con bướm màu đen, đi theo đám người bọn hắn đi vào trong một căn phòng, sau đó lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Lâm Hy Di đang nhìn xem thương thế của Phạm Á Khôn, mà Phạm Á Khôn thì đang chửi ẩm tên nam tử vừa rồi kia. Phạm Huynh, thẩm tường nói một tiếng, dọa đến Phạm Á Khôn và Lâm Hy Di giật mình kêu to một tiếng, trông thấy khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm của thẩm tường. Hai người bọn họ đều thở dài một hơi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thẩm tường đi tới thánh đan giới đã được hơn một tháng, chuyện hắn xuất hiện lại một lần nữa thì thánh đan giới đã biết, mà ở gần thiên thánh thành thì có rất nhiều thế lực lớn, Thẩm tường lại còn dám đến, hơn nữa bọn họ, cũng nghĩ đến người vừa rồi âm thầm công kích nam tử kia chính là thẩm tường. Thẩm tường, mới vừa rồi là ngươi. Phạm Á Khôn sừng sốt một chút, sau đó cười to nói, đánh thật hay, cháu trai kia dựa vào thực lực của gia gia hắn mà hoành hành bá đạo ở chỗ này, làm sao lại không giết chết hắn đây. Lâm Hy Di lắc đầu nói, ngươi không nên tới, tình cảnh bây giờ của ngươi là vô cùng nguy hiểm, thế lực cường đại ở bên trong hỗn độn sơn đều đang tìm ngươi thẩm tường cười nói không có gì nếu như ta muốn trốn đi thì muốn tìm ra được ta cũng không dễ dàng thẩm tường kiểm tra thân thể của phạm á khôn phát hiện trong cơ thể phạm á khôn có không ít tổn thương đây chính là nguyên nhân dẫn đến tu vi của phạm á khôn trì trệ không tiến hắn có thể còn có được phương diện luyện đan trình độ cao như vậy đều là bởi vì nguyên nhân hắn có u minh hỏa hồn thương thế của ngươi là bị tạo thành như thế nào loại lực lượng này giống như chỉ có người ở bên trong hỗn độn sơn mới có thể sử dụng chẳng lẽ những năm gần đây ngươi vẫn luôn đối đầu với người của hỗn độn sơn sao thẩm tường cao mày tổn thương trong cơ thể của phạm á khôn còn sót lại lực lượng đều là những cường giả của hỗn độn sơn kia mới có khả năng sử dụng lâm hy di cắn môi đỏ khẽ thở dài một tiếng ta nói đi hắn từng bị hỗn nguyên đả thương hỗn nguyên ở bên trong hỗn độn sơn thì là một trong những trưởng lão của hỗn độn nhất tộc hỗn độn nhất tộc có rất nhiều chi nhánh lâm thị chúng ta chính là một nhánh trong đó Tuy nhiên bây giờ bị hỗn độn nhất tộc cường thịnh nhất Thái Nguyên Sơn chèn ép, đã xuống dốc, đều thi nhau rời khỏi Hỗn Độn Sơn. Thái Nguyên Sơn là một số người muốn thống lĩnh toàn bộ Hỗn Độn nhất tộc thành lập, chính là một nhóm người Hỗn Nguyên kia. Thẩm Tường sờ lên mũi, nói ra, ta nhớ được năm đó chính là gia hỏa Hỗn Nguyên này công kích ta. Nhưng tại sao hắn lại phải đả thương Phạm huynh? Cái này là bởi vì ta, hậu phi thiệu cháu trai hắn muốn cưới ta, cho nên sau đó. Thẩm Tường lập tức hiểu yên tâm đi, dù sao ta và tên hỗn nguyên này có thù, đưa cháu này của hắn giao cho ta đi. Đúng, hỗn nguyên là người như thế nào? Hỗn nguyên chỉ là danh hào của hắn, tên thật của hắn không có ai biết, hắn có thể sử dụng lực lượng hỗn độn của hỗn độn nhất tộc, chính là loại lực lượng còn sót lại ở trong cơ thể của á khôn. Lâm Hy Di than thở một tiếng, từ sau khi chịu một trường kia, hắn vẫn trì trệ không tiến, hơn nữa hai nhà chúng ta cũng không có cách nào xử lý. Thẩm tường nắm cổ tay của Phạm Á Khôn, nói ra, ta tới thử một chút hắn thi triển thôn phệ ma công khóa chặt những lực lượng hỗn độn còn sót lại này sau đó hút vào trong cơ thể của mình đối với thôn phệ ma công thì hắn đã tập mãi thành quen không cần lo lắng sẽ nuốt lấy cả phạm á khôn cảm nhận được lực lượng hỗn độn đang di chuyển phạm á khôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mắt trợn tròn nhìn vào thẩm tường nói ra thẩm tường ngươi thật lợi hại cha mẹ di nhi đều không có cách ngươi vậy mà có thể không có gì tuy nhiên ngươi tốt nhất vẫn luôn làm bộ dáng này để cho người khác khinh thị ngươi nhưng rồi ngươi lại âm thầm tăng thực lực lên sau này nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi thẩm tường âm hiểm cười nói đúng rồi thánh đan giới rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra làm sao khắp nơi đều là người của hỗn độn sơn thẩm tường hỏi hắn tới đây chính là muốn biết chuyện này chính là thái nguyên sơn bên trong hỗn độn sơn đi ra muốn xưng bá toàn bộ thánh đan giới tuy nhiên thánh đan giới tốt xấu gì cũng có không ít thế lực có thực lực cường đại cho nên thái nguyên sơn vẫn luôn không thành công lại thêm thánh ma giới và thánh yêu giới dung hợp với thánh đan giới kế hoạch của thái nguyên sơn bị phá vỡ hoàn toàn sắc mặt của phạm á khôn tốt lên rất nhiều những lực lượng hỗn độn kia ở trong cơ thể của hắn giống như là một số độc trùng để những năm vừa qua hắn chịu hết tra tấn hiện tại cuối cùng hắn đã đạt được giải thoát rồi ta biết lão hỗn nguyên khốn kiếp kia không giết chết được ngươi ngươi là trở lại phàm võ giới đi không nghĩ tới ngươi và đỗ yên giao kia lại là giả trang vị hôn phu thê thật sự là đáng tiếc. Phạm Á Khôn nói, phàm võ giới cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Yên Giao bây giờ thế nào? Thẩm Tường hỏi, Đỗ Yên Giao ở toàn bộ thánh đan giới mà nói, thì cũng là một nữ thiên tài hiếm có. Giống như ta, cũng bị cháu trai một tên cự đầu ở Thái Nguyên Sơn để mắt tới. Lâm Hy Di thở dài nói, nàng ta bây giờ đang trốn ở Tử Lan Sơn Cốc. Đỗ Hải ra ra của nàng đâu? Lão gia hỏa này rất mạnh a, à, sao có thể để cho tôn nữ của mình bị người ép cưới? Đỗ Yên Giao được thẩm tường coi thành bạn tốt của mình, hắn rất quan tâm tới chuyện này. Đỗ gia nội loạn, Đỗ Hải bị trưởng môn của Thái Nguyên Sơn làm trọng thương, tung tích không rõ. Con trai Đỗ Khang Thịnh, chết thảm nếu không phải Đỗ Yên Giao vẫn luôn đi theo tử lan tiên cơ, đạt được thánh đan môn che chở bằng không sớm đã bị cưới đi. Lâm Hy Di để thẩm tường rất là chấn kinh, Đỗ Hải vậy mà trọng thương mất tích, phụ thân của Đỗ Yên Giao lại bị giết chết. Nhớ tới Đông Phương Tĩnh còn đang miên man ở bên trong u giao giới chỉ kia, thẩm tường bắt đắc dĩ thở dài một tiếng trước đó thẩm tường còn bảo hoàng cẩm thiên và mấy người lý bảo tuấn đi tìm đỗ hải không nghĩ tới đỗ hải lại gặp phải biến cố lớn như thế ngày mai hậu phi thiệu còn sẽ tới hắn nói được thì làm được thương thế của ta trong đêm nay là có thể khôi phục hoàn toàn ta muốn để hắn thảm bại phạm a khôn cắn răng nói thẩm tường lúc này còn đang hấp thu lực lượng hỗn độn trong cơ thể của hắn hắn vội vàng nói không được lực lượng hỗn độn trong cơ thể ngươi tuy rằng đã được ta hút ra ngoài nhưng người ít nhất phải nghỉ ngơi hai ba tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn ngày mai thì giao cho ta đi ta hỏi một việc người muốn ép cưới yên giao kia là ai có lai lịch gì yên giao tuy rằng với ta là phu thê giả nhưng nàng là bạn tốt của ta ta nhất định phải giải quyết ra hỏa này giúp nàng sắc mặt của phạm á khôn và lâm hy di hơi đổi một chút kinh hoàng nhìn nhau một cái đó là cháu trai của trưởng môn thái nguyên sơn tuy rằng bình thường ngang ngược ương ngạnh nhưng thực lực của người này vẫn là rất không tệ phạm á khôn còn chưa biết thực lực bây giờ của thẩm tường hơn nữa bọn họ đã tìm được phương pháp đối phó hỗn độn hỏa lệnh vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy lúc ngươi công kích bọn họ trên người bọn họ sẽ xuất hiện một vòng ánh sáng ngươi lại dung hợp hỗn độn hỏa lệnh hoặc là sử dụng hỏa diễm ở bên trong hỗn độn hỏa lệnh đi công kích bọn họ thì cũng sẽ không có hiệu quả đương nhiên đây chỉ là nhằm vào những người người có thân phận tôn quý của hỗn độn nhất tộc thôi giống như chúng ta thì không có loại pháp bảo này lâm hi di nói chuyện này thì các ngươi không cần lo lắng ta sẽ giải quyết nếu như không được thì ta sẽ để cho bằng hữu của ta giúp ta thẩm tường tuy rằng phân tán với đám người bạch hổ tuy nhiên sau này chắc chắn sẽ tụ họp lại ta sẽ giả bộ là luyện đan sư của hizikar các ngươi ngày mai sẽ do ta tới đối phó cái tên tới gây chuyện kia nếu như bọn hắn muốn thể diện có lẽ sẽ lấy phương pháp tỉ thí luyện đan đến phá quán vậy ta cũng sẽ dùng loại phương thức nhẹ nhàng này tới đánh trả bọn họ nhưng nếu như bọn họ không muốn thể diện thì ta sẽ để cho bọn họ ngay cả mệnh cũng không còn. Điều này làm cho Lâm Hy Di và Phạm Á Khôn có chút sợ hãi. Ta nói các ngươi, chuyện này thì có gì mà phải sợ. Không phải chỉ là tổn thất một cái cửa hàng đan dược thôi sao. Dựa vào thiên phú của các ngươi, không có cửa hàng đan dược này vẫn có thể sống tốt. Thẩm tường nói ra, chứ đừng nói người ra tay là ta, cũng không phải các ngươi. Yên tâm, nếu như bọn họ là đến so đấu luyện đan, ta sẽ so với bọn hắn, nếu như không phải ta sẽ dựa vào bộ mặt thật của ta tới xử lý bọn họ năm đó ra ra hắn thiếu chút nữa thì giết ta ta muốn giết chết cháu trai của hắn thì cũng là chuyện rất bình thường thẩm tường suy nghĩ một chút bởi vì khả năng này sẽ dẫn đến đại chiến giữa thái nguyên sơn và phạm gia lâm gia sẽ hại chết không ít người phạm á khôn biết thẩm tường chắc chắn cường đại hơn nhiều bằng không cũng sẽ không nói cái tên hậu phi thiệu kia tới dễ giết như vậy thiên thánh thành đã được thái nguyên sơn tiếp quản sau khi hậu phi thiệu bị đánh lén thì cả tòa thành đã bị phong tỏa, chỉ cho phép tiến vào chứ không cho phép ra ngoài. Hơn nữa trên không trung thường xuyên có lão giả, có thực lực cường đại mang theo một đội người bay qua, đang tìm kiếm nhân vật khả nghi. Tuy nhiên bọn hắn chắc chắn sẽ không thu hoạch được cái gì, bởi vì bọn họ không có một chút manh mối nào. Ngày thứ hai, khi Ri Các vừa mới mở cửa ra, thì hậu phi thiên đã ngồi trên một cái kiệu lớn xa hoa đi tới. Sau lưng hắn còn đi theo một tên luyện đan sư nhìn như rất lợi hại, là một tên nam tử rất trẻ trung, đây chính là danh xưng đan thánh tương lai của thái nguyên sơn kia sao thật đúng là rất trẻ à nghe nói tuổi còn trẻ vậy mà chính là một tên luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp hạ phẩm hậu phi thiên mời hắn đến để đối phó phạm á khôn cái này căn bản chính là đang hành hạ người ta sao người nào không biết tối hôm qua phạm á khôn bị thương hơn nữa nội thương nhiều năm còn chưa lành rõ ràng là khi dễ người rất nhiều người đều ở đằng xa thấp giọng nghị luận tiểu tử này tên là trương ngạn thanh sinh ra đã có được thiên hòa hơn nữa sau này rất có thể tu luyện ra được hỗn độn hòa ở phương diện luyện đan thì có trình độ rất cao ở bên trong thế hệ trẻ của thanh đan giới thì không người có thể định phạm á khôn truyền âm cho thẩm tường người bây giờ có thể luyện chế đan dược cấp bậc gì địa cấp trung phẩm thẩm tường trả lời cũng không tệ tiến bộ rất nhanh bước vào địa cấp thượng phẩm là một đạo khảm rất nhiều luyện đan sư đều rất khó vượt qua phạm á khôn nói ra ta sẽ để cho bọn họ hạn định quy tắc ở trên mặt đan dược địa cấp trung phẩm bọn họ có luyện đan sư thiên tài này, điều kiện có lẽ là sẽ rộng rãi rất nhiều. Hậu phi thiệu ngồi ở trong kiệu xa hoa, hơn nữa ở bên ngoài còn có mấy lão giả có thực lực cường đại bảo vệ lấy, xem ra là lo lắng hắn lại bị đánh lén giống như tối hôm qua. Nghe nói luyện đan sư ở Hy Di Các các ngươi đều rất lợi hại, luyện. Đan sư Thái Nguyên Sơn chúng ta muốn phân cao thấp cùng các ngươi, đối với hắn cũng là một sự rèn luyện. Giọng nói của hậu phi thiệu mang theo một loại giọng điệu làm cho người ta chán ghét, đưa luyện đan sư lợi hại của các ngươi ra đi. Ngươi cũng đừng đi ra làm mất mặt xấu hổ. Tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Phạm Á Khôn rất tức giận, rất muốn xông tới đánh nát mũi của cái tên này, tối hôm qua ngươi đã thương ta, ta còn chưa tính sổ sách với ngươi đâu. Ta nhớ được cửa hàng đan dược trong Thiên Thánh Thành trong vòng 10 năm, nhất định phải tiếp nhận ít nhất một lần khiêu chiến vô điều kiện bằng không thì cút. Hậu Phi Thiệu kia cười lạnh nói, vậy thì tốt, các ngươi muốn so như thế nào? Phạm Á Khôn đè lửa giận trong lòng xuống, hỏi, Trương Ngạn Thanh tiến lên một bước lấy ra rất nhiều dược liệu mục nát ném xuống mặt đất. Xem xét những dược liệu mục nát này, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, bởi vì những dược liệu mục nát này đều rất chân quý, mà Thái Nguyên Sơn lại có nhiều như vậy. Ngoài cửa hy các chẳng máy chốc đã chất đầu những dược liệu mục nát này, những dược liệu này đều bởi vì các loại nguyên nhân mà dẫn đến không cách nào trồng được. Nhưng nếu như ở trong tay luyện đan sư xuất sắc thì những dược liệu này đều có thể luyện thành đan. Các ngươi có lẽ là nhận biết những dược liệu này đi. Trương Ngạn Thanh Lạnh lùng hỏi làm luyện đan sư có thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ của thánh đan giới bây giờ hắn tự nhiên có một loại ngạo khí khí thần đan phạm á khôn thở dài một hơi khí thần đan là một loại đan dược địa cấp trung phẩm có thể cùng lúc giúp người tu luyện chân khí và thần thức tuy nhiên cho dù ở thánh đan giới dược liệu cũng sớm đã tuyệt tích không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại có nhiều dược liệu mục nát này như vậy không sai khí thần đan là đan dược địa cấp trung phẩm bởi vì luyện chế rất dễ dàng cho nên mới được xếp vào hàng ngũ địa cấp trung phẩm mà công dụng kỳ thật có thể trở thành đan dược địa cấp thượng phẩm. Nhưng nếu như dùng dược liệu mục nát tới luyện chế thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Ngạn Thanh nói xong, tiếp tục lấy dược liệu khí thần đan mục nát ra, dược liệu này được chất đống thành hai ngọn núi nhỏ cao cỡ một người, vô cùng nhiều, nếu như là dược liệu hoàn hảo thì có thể luyện chế ra rất nhiều lô. Ánh mắt của Trương Ngạn Thanh mang theo một chút khiêu khích nói ra, ta biết hai người các ngươi chính là luyện đan sư không tệ, là luyện đan sư, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi có thể luyện dược liệu mục nát thành đan dược luyện dược liệu vứt bỏ thành đan cái này quả thực rất khó cũng rất mang tính khảo nghiệm trình độ của luyện đan sư những dược liệu này tuy rằng mục nát nhưng dược khí ẩn chứa bên trong còn đủ ngưng tụ thành đan hơn nữa nhiều phần hợp lại cũng có thể giảm đi một chút độ khó ngươi đến hay là ngươi đến trương ngạn thanh nhìn vào lâm hi di một chút sau đó lại nhìn phạm á khôn một chút ta đến thẩm tường đi ra hắn biến thành một nam tử nhìn không có điểm đặc biệt nào ăn mặc rất đơn giản không hề giống luyện đan sư một khắc thẩm tường đứng ra này rất nhiều người đều nhíu mày từ bề ngoài nhìn vào quả thực là rất không đủ tư cách nhưng mọi người trông thấy phạm á khôn không có ý định ngăn cản liền biết người này không để lộ tài năng là ngươi trương ngạn thanh tỏ ra rất khinh thường mà nhìn vào thẩm tường nói quy tắc một chút đi thẩm tường cũng không nói thêm cái gì hai đống dược liệu khí thần đan mục nát này ngươi và ta mỗi người một đống trong khoảng thời gian một ngày ai luyện chế ra nhiều khí thần đan thì kẻ đó thắng hơn nữa khí thần đan liền thuộc về người thắng còn có nếu như ta luyện chế xong dược liệu của ta mà ngươi vẫn còn rất nhiều mà thời gian còn chưa hết thì ta có thể dùng dược liệu của ngươi tới luyện chế trương ngạn thanh rất xem thường người thanh niên trước mắt này hắn cảm thấy tỉ thí với người trước mắt này chính là làm giảm đi thân phận của hắn thẩm tường gật đầu nói nếu như ta luyện xong đống dược liệu của ta trước mà thời gian còn chưa hết mà ngươi còn có rất nhiều dược liệu ta cũng có thể lấy dược liệu của ngươi tới luyện chế đúng không không sai nhưng ngươi không có khả năng đó trương ngạn thanh cười nhạo một tiếng còn có quy tắc khác nào nữa sao thẩm tường lại hỏi sử dụng lò luyện đan của chúng ta lò luyện đan mà nổ tức là thất bại thẩm tường gật nhẹ đầu có thể sử dụng dược liệu mục nát luyện chế khí thần đan để hắn âm thầm cao hứng trở lại bởi vì hắn vẫn luôn cần tìm dược liệu của khí thần đan nhưng vẫn không tìm thấy tô mị giao cũng từng nói loại đan dược này rất thần kỳ chỉ là một viên đan dược nhưng lại có được hai loại công hiệu hắn cầm tới một cái lò luyện đan kiểm tra một phen cái lò luyện đan này cũng không có dở trò gì phẩm chất coi như tạm được xem ra hậu phi thiên này là có ý định đường đường chính chính đánh bại hi di đương nhiên trương ngạn thanh kia cũng khinh thường việc dùng mánh khóe để đánh bại người khác ngươi dự định thắng như thế nào tiểu tử này cũng không phải là kẻ bình thường tô mị giao hỏi trước tiên luyện ra một hai lô sau khi quen thuộc thì ta lại một hơi luyện toàn bộ nguyên cả một đống thẩm tường đã có tính toán ra kế hoạch hắn đạt được thiên luyện thật, để hắn ở phương diện luyện đan có tiến bộ rất lớn, hơn nữa còn có nhiều loại pháp môn dùng để hỗ trợ luyện đan, tăng tốc tốc độ luyện đan. Ồ, oh. pháp môn mới vừa học được từ trên thiên luyện thuật sao? Đôi mắt Tô Mị dao sáng lên, rất mong chờ mong giây phút thẩm tường thi triển pháp môn này. Tỷ tỷ tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Ngạn Thanh đã lấy ra một số dược liệu phụ trợ, thẩm tường liếc mắt đã nhìn ra được những dược liệu phụ trợ này có phẩm chất cực cao, cái này có hỗ trợ cho việc đền bù những dược liệu mục nát kia điểm này cũng là hắn muốn làm trước đó hắn chính là làm như thế cho nên ở lúc luyện chế dược liệu mục nát cũng rất dễ dàng thẩm tường cũng lấy dược liệu phụ trợ ra tuy rằng nhìn có tranh lệch rất lớn với trương ngạn thanh tuy nhiên những dược liệu phụ trợ này đều là dùng sáng tạo thần dịch làm ra bên trong có thể nói là ẩn chứa lực lượng thần kỳ chuyện được đọc bởi kênh haley audio dược liệu luyện chế khí thần đan rất đặc biệt mặc dù là một loại quả nhưng lại kết quả ở gốc, hơn nữa dễ rất dài, ở bên trong quá trình sinh trưởng cũng rất dễ xảy ra vấn đề, dẫn đến dược liệu bị mục nát đi rất nhiều. Hiện tại đống dược liệu mục nát trồng chất lên kia, phần lớn đều là gần thành thục cũng bởi vì loại nguyên nhân này, dẫn đến không cách nào trồng huyền địa quả xuống, mỗi một quả đều được kết nối với một rễ cây lớn bằng cổ tay, mà quả chỉ to bằng nắm đấm của đứa bé, nhìn qua giống như là quả táo héo vậy, hơi đỏ, lộ ra từng chút từng chút linh khí yếu ớt. Trương Ngạn Thanh chẳng mấy chốc đã chọn lấy hai trái huyền địa quả có phẩm chất còn tốt, ném vào trong lò đan, đã bắt đầu luyện chế. Bởi vì những huyền địa quả này đều là loại mặt hàng có phẩm chất rất kém cỏi, cho nên phải dùng hai trái tới hợp lại thì dược khí mới có thể đầy đủ hơn, nhưng nếu như không có chút trình độ thì luyện đan Sư cũng rất khó hợp hai loại giống như vậy lại với nhau để cùng luyện chế. Cái này đối với thẩm tường mà nói thì cũng chẳng có gì khó. Đừng nói là hai phần hợp lại, coi như mười phần, trăm phần hắn cũng không tính là gì. Huyền địa quả là chủ dược tài duy nhất luyện chế khí thần đan. Những huyền địa quả chất đống đều được kết nối với nhau bởi một đoạn rễ cây, mà rễ của cây này rất không đơn giản. Chỉ cần nối với huyền địa quả thì còn có thể hấp thu tiên khí linh khí ở bên ngoài, có thể để cho huyền địa quả không đến mức nhanh chóng chết đi. Thật sự là lãng phí a, lại vứt bỏ đoạn rễ này. Đoạn rễ này giống như thứ quan trọng nhất của huyền địa quả. Tô Mị Giao dùng thần thức trông thấy lúc Trương Ngạn Thanh kia xử lý dược liệu, sau khi tách rời huyền địa quả và rễ thì lại vứt bỏ rễ cây đó đi. Điều này làm cho nàng ta cảm thấy rất đáng tiếc. Thẩm Tường cầm lấy một đoạn rễ cây là có thể cảm ứng được linh khí kỳ dị ẩn chứa bên trong đoạn rễ cây này, đúng là thứ rất quan trọng, tuy nhiên rễ cây này cũng hết sức kỳ lạ, vậy mà cứng ngắc như sắt, hơn nữa còn có rất nhiều tạp chất. Sau khi cây huyền địa quả hấp thu lượng lớn linh khí đều là chuyển đến rễ cây, để rễ cây trưởng thành, nhưng lúc rễ cây dài ra rất dài thì sẽ cứng ngắc giống như sắt vậy, sau đó thì sinh ra huyền địa quả dược khí bên trong huyền địa quả đều là từ đoạn rễ cây này chuyển hóa mà thành, cho nên đoạn rễ cây này ẩn chứa dược khí kỳ lạ giống như bên trong huyền địa quả. Nếu như ngươi có thể luyện được cả đoạn rễ cây này đồng thời từ đó, tách những tạp chất kia ra, thì phẩm chất của huyền địa quả này giống như lúc còn hoàn hảo bình thường. Tô Mị Giao nói, cái này đối với ta mà nói thì không có độ khó gì. Ta từng luyện qua cả một mỏ tinh thạch, từng luyện qua vô số ngọn núi lớn, những thứ này thì có gì mà khó. Thẩm tường trực tiếp ném cả huyền địa, Quả và rễ cây nối với huyền địa quả vào trong lò đan, hắn chỉ hơi xử lý một chút là có thể loại đi phần tạp chất. Hắn có biết luyện đan hay không? Đoạn rễ kia của huyền địa quả vậy mà cùng ném vào, hắn là đang luyện khí hay là đang luyện đan vậy? Đoạn rễ kia còn khó dung luyện hơn so với sắt. Tuy rằng ở bên trong đoạn rễ kia có không ít dược khí, nhưng muốn luyện đoạn rễ này tới vô cùng tinh thuần thì rất khó khăn. Trương Ngạn Thanh có được thiên hỏa cũng không làm như thế, hỏa diễm của hắn nhìn qua thì cũng chỉ là phàm hỏa mà thôi đừng chê cười người ta, nếu như các ngươi ném một đoạn dễ như vậy vào, hiện tại chỉ sợ đã nổ lò rồi đi. Ngươi nhìn người ta một chút, bốn bề yên tĩnh, thế lửa lúc lớn lúc nhỏ, thế lửa chuyển biến nhanh chóng nhưng lại không loạn, rất có quy luật. Một lão giả vuốt vuốt râu dài nói, ở ngoài cửa Hili các có rất nhiều người quan sát cuộc tỷ thí này, luyện, đan sư cũng có không ít, nhưng luyện đan sư có thể nhìn ra một chút môn đạo này thì không nhiều, chỉ cần là luyện đan, sư có trình độ luyện đan khá cao thì đều có thể nhìn ra được bản lĩnh của thẩm tường rất hùng hậu mà ngay cả trương ngạn thanh kia cũng không thể không đánh giá lại người trước mắt này một lần nữa căn cứ vào cảm ứng thế lửa biến hóa trong lò luyện đan của thẩm tường một số nhỏ luyện đan sư đều biết thẩm tường là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này cũng nhìn ra được thẩm tường đang thi triển phương pháp diễn luyện tiến hành uốn nắn nhiều lần chỗ sai nếu như cái này để cho những luyện đan sư khác tới làm chỉ sợ lần đầu tiên sẽ luống cuống tay chân, nhưng thẩm tường lại không như vậy, phải biết hắn nhưng là ngay cả đoạn dễ cứng rắn kia cũng cùng luyện luôn. Lâm Hy Di và Phạm Á không biết bản lãnh của thẩm tường, bọn họ đều bị thẩm tường đánh bại ở trên phương diện luyện đan, thẩm tường năm đó ở thánh đan giới đã từng đạt được đệ nhất, cho nên bọn họ bây giờ rất tin tưởng thẩm tường, bọn họ đều đang mong đợi thẩm tường mang tới kinh hỉ cho bọn họ. Luyện chế khí thần đan có độ khó quả thực không lớn, nhưng nếu như luyện chế luôn cả đoạn dễ cây mà nói thì trở nên có chút khó khăn đối với thẩm tường mà nói muốn luyện được đoạn dễ cây này không khó cái khó là ở phương diện thời gian bởi vì thời gian là có hạn thời gian chỉ có một ngày mà đối phương lại là một luyện đan sư thiên tài rất quen thuộc với việc luyện chế loại đan dược này thẩm tường suy đoán trương ngạn thanh trước đó chắc chắn đã có từng luyện chế rất nhiều lần những dược liệu mục nát này rồi nên có kinh nghiệm luyện đan sư có thể luyện dược liệu mục nát biến thành đan dược ở trong một cái thế lực nào đều rất nổi tiếng nhưng luyện đan sư như vậy cũng không có nhiều quả nhiên trương ngạn thanh chẳng mấy chốc đã luyện xong một lò tuy nhiên chỉ luyện chế ra một viên mà thôi kết quả sau cùng là so đấu số lượng đan dược được luyện chế ra mà sau khi thẩm tường luyện cả đoạn dễ cây hắn có lòng tin có thể luyện ra hai viên thiên hỏa quả nhiên lợi hại so với càn khôn hỏa của ta lợi hại hơn nhiều thẩm tường tuy rằng nhắm mắt lại nhưng tình huống trong lò luyện đan của trương ngạn thanh thì xuất hiện ở trong đầu của hắn rất rõ ràng, là một tu thần giả, hắn lợi dụng thần lực cường đại có thể đi tới nhìn trộm một cách rất dễ dàng, huống chi lò luyện đan của đối phương là loại bình thường. Hỏa diễm càng mạnh tốc độ đốt cháy linh dược càng nhanh, rất nhiều linh dược cấp cao đều rất ngoan cố, không chỉ là vật liệu khó mà thiêu, ngay cả dược khí bên trong cũng rất dã man, nếu hỏa diễm đủ mạnh, những dược khí này ở bên trong hỏa diễm mãnh liệt phù hợp sẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều có hỏa diễm cường đại cũng không có nghĩa là ra sức đốt mà là phải căn cứ vào kinh nghiệm của luyện đan sư điều khiển nhiệt độ của hỏa diễm áp chế dược khí nếu không sẽ dẫn đến luyện đan thất bại cái này có là cái gì thiên hỏa của hắn có không gian trưởng thành không lớn nếu muốn trở thành hỗn độn hỏa thì còn rất xa nhưng càn khôn hỏa của ngươi sau khi tiến hóa thành càn khôn thiên hỏa thì tiếp cận với pháp tắc hỗn độ hỏa mạnh hơn thì vẫn ở bên trong pháp tắc tô mị giao nói thẩm tường nhất tâm đa dụng vừa tiến hành phương pháp diễn luyện hai tầng Luyện chế lò khí thần đan của chính mình, vừa đang nhìn trộm tình huống bên trong lò luyện đan của Trương Ngạn Thanh, từ trong đó học tập thủ pháp luyện chế của Trương Ngạn Thanh, lấy thừa bù thiếu, điều này làm cho hắn đạt được thu hoạch rất lớn. Trương Ngạn Thanh lại luyện chế xong một lò, tốc độ rất nhanh, để rất nhiều luyện đan sư đang quan sát đều mặc cảm không bằng, rất nhiều người đoán chừng Trương Ngạn Thanh khả năng chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể luyện chế xong đống dược liệu khí thần đan kia, sau đó còn có thể luyện cả dược liệu của thẩm tường. Dù vậy, Thẩm Tường vẫn bình tĩnh như cũ, không có một chút dáng vẻ vội vàng nào, tâm cảnh như thế này cũng khá để cho người ta bội phục, tuy nhiên rất nhiều người đều không coi trọng hắn. Trong chốc lát, Trương Ngạn Thanh đã luyện xong một lò, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn so với trước đó một chút, để rất nhiều luyện đan sư phát ra tiếng thán phục khó có thể tin, hiện tại rất nhiều người đều hiểu tại sao Trương Ngạn Thanh này được gọi là đan thánh tương lai. Tên kia còn có 520 trái huyền địa quả, dựa theo tốc độ nhanh nhất trước mắt của hắn, một canh giờ có lẽ có thể luyện chế 50 lò, một lò luyện chế hai trái huyền địa quả, chỉ cần 260 lò thì có thể luyện xong dược liệu của hắn, thời gian thì có thể cần tới 5 canh giờ. Long Tuyết Di nói ra, tuy nhiên mỗi một lò của hắn chỉ có thể luyện ra một viên đan dược. Thẩm Tường bây giờ vẫn như cũ không nhanh không chậm luyện lấy đan dược của hắn, không bị tốc độ khủng khiếp kia của đối phương ảnh hưởng tới một chút nào, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng đối với chính mình, chỉ cần hắn có thể quen thuộc luyện chế ra khí thần đan thì hắn có thể dung nhập pháp môn bên trong thiên luyện thuật, đó chính là thứ mà Tô Mị Giao rất tò mò. Nếu như dựa theo tình thế trước mắt đến xem, Tô Mị Giao cho dù vô cùng hiểu năng lực của thẩm tường, nhưng cũng không biết hắn sẽ giành thắng lợi như thế nào, tuy nhiên nàng ta biết thẩm tường, đến lúc đó chắc chắn sẽ sử dụng pháp môn nghịch thiên bên trong thiên luyện thuật. Người ta đã luyện ra được 10 lò mà hắn ngay cả một lò cũng chưa luyện ra. Hắc hắc, xem ra hắn luyện xong cái lò này thì người ta cũng đã luyện xong dược liệu của chính mình, sau đó lại đi luyện dược liệu của hắn, xem ra hắn là thua chắc. Hắn thua không có tổn thất gì, nhiều lắm chính là khiến thanh danh của hi Di Các bị hao tổn mà thôi. Dựa theo tốc độ bây giờ của hắn, cản bản là không thể nào giành chiến thắng, nhưng tại sao hắn vẫn còn bình tĩnh như thế? Thẩm tường bây giờ đã dung nhập ý thức của mình vào trong lò luyện đan, đồng thời phong bế liên hệ đối với bên ngoài, để trong đầu của hắn chỉ có sự tồn tại của chính hắn và lò luyện đan, Giống như thế giới này cũng chỉ có hắn và lò luyện đan mà thôi, bởi vì hắn bây giờ đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Càn Khôn Hỏa của ta tuyệt đối không kém gì Thiên Hỏa, trước đó ta, ở lúc độ đại kiếp ngàn người đã thôn phệ viên hỏa trùng ngưng tụ kiếp lực kia, thứ đó có lẽ là không khác gì so với Thiên Hỏa. Ta bây giờ sở dĩ không phát huy ra uy lực của Càn Khôn Hỏa là, bởi vì nội tâm của ta nói với chính mình, nếu như sau khi Càn Khôn Hỏa tiến hóa sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với ta thẩm tường đã cảm nhận được sao động không hiểu, lý trí của hắn nói với chính mình, bây giờ không phải là lúc phóng xuất ra càn khôn hỏa, bởi vì một khi phóng thích, càn khôn hỏa của hắn rất có thể sẽ tiến hóa thành thiên hỏa, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, thì căn bản không áp chế nổi loại hỏa diễm kinh khủng kia. Hắn loại suy nghĩ này, cũng bởi vì hắn đã chứng kiến sự cường đại của thiên hỏa của Lý Bảo Tuấn, hiện tại lại càng rõ ràng hơn khi hắn trông thấy thiên tài luyện đan, mà hắn đang tỉ thí sử dụng thiên hỏa nhanh gọn cỡ nào, để trong lòng của hắn rất khát vọng chính ta rất rõ ràng, nhục thân bây giờ của ta căn bản là, không có cách nào tiếp nhận lực lượng sau khi tiến hóa của càn khôn hỏa. Ta đã là tiên ma chi thể đại thành, nhưng cũng không thể tiếp nhận loại hỏa diễm kia. Chỉ có thể nói rõ, loại hỏa diễm này tuyệt đối không chỉ đơn giản là càn khôn thiên hỏa. Này sẽ là hỏa diễm như thế nào đây? Thẩm tường đè xung động trong lòng xuống, để cho mình trở nên lý trí, bằng không hắn lại bởi vì khát vọng trong nội tâm, mà đầu óc choáng vắng đi làm ra sai lầm, mà không có cách nào có thể bù đắp được càn khôn hỏa đã rất lợi hại chỉ có điều ta còn chưa thể lợi dụng được hoàn toàn thẩm tường phóng xuất thần lực cường đại ra ngoài để thần lực chui vào bên trong những dược liệu kia nhìn thấy rõ ràng bộ phận bên trong những dược liệu kia sau đó đưa hỏa diễm đi vào thẩm thấu vào bên trong những bộ vị nhỏ xíu của những dược liệu này những nơi khác nhau thì hỏa diễm có nhiệt độ cũng khác nhau đây là lần đầu tiên hoàn toàn tiến vào bên trong những dược liệu này bên trong chính là một cái thế giới mênh mông mà trong thế giới này có màu sắc rực rỡ cho nên mới tỏa ra ánh sáng rất mỹ lệ. Thế giới bên trong tràn ngập sinh cơ, cho nên mới sinh ra linh khí kỳ lạ, sau khi cho người ta sử dụng còn sinh ra công hiệu khác. Thẩm tường bây giờ đã hiểu rõ câu nói một bông hoa một thế giới này, lúc này hắn biết mình tuy rằng, đang dùng hỏa diễm thiêu đốt thế giới bên trong những dược liệu này, nhưng lại không phải đang phá hủy bọn chúng mà là, để bọn chúng tỏa ra màu sắc rực rỡ mỹ lệ ở bên trong thế giới của mình. Trong khoảnh khắc đó, đoạn rễ cây và huyền địa quả này vốn là rất khó để có thể dung luyện, trong nháy mắt hóa thành một chùm ánh sáng rực rỡ êm dịu lóe ra hào quang thẩm tường không nghĩ tới chính mình lại có loại đột phá này hơn nữa lúc trước lúc hắn luyện đan là nghĩ đến phá hủy dược liệu áp chế dược liệu hàng phục dược liệu thiêu đốt bọn chúng thành dược khí nhưng ở vừa rồi sau khi hắn trông thấy thế giới bên trong những dược liệu này thì hắn lại nghĩ đến muốn để thế giới bên trong những dược liệu này có thể lấy một cái phương thức tốt nhất tiêu tan mỹ lệ mà rung động như là ngôi sao vậy hắn đọc hiểu thế giới những dược liệu này trong lúc vô tình tiến hành giao lưu với bọn chúng một cách rất kỳ diệu từ đó khiến cho dược liệu từ bỏ chống cự phối hợp với càn khôn hỏa của hắn hòa tan làm ra dược khí có nhiều màu sắc ta không nghĩ tới đã sai lâu như vậy thẩm tường mỏ to mắt ra hít một hơi thật sâu hắn thu sạch thần niệm và hỏa diễm rất nhiều người trông thấy hắn như vậy thì đều cho là hắn đã thất bại mà từ bỏ nhưng lúc này dược khí trong lò luyện đan đã ở thời gian trôi qua mà dần dần dung hợp lại với dược bột sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành một vòng khí xoáy theo tâm ý của thẩm tường khối không khí này chia ra làm ba phần hóa thành ba khối không khí nhanh chóng xoay tròn khối không khí bắt đầu thu nhỏ vào dần dần ngưng tụ thành đan giai đoạn quan trọng nhất khó khăn nhất chính là ngưng đan hắn vậy mà cũng không làm gì nhưng rất nhiều người lại hiểu rất rõ hắn đến cùng là đang làm cái gì vậy mà để dược khí trong lò luyện đan như là bản thân có ý thức tự động ngưng đan rất nhiều luyện đan sư ở lúc vừa rồi đều nhìn ra thẩm tường không ngừng đan được thì thu lại tất cả lực lượng của chính mình, không còn dùng hỏa diễm và thần thức trưởng khống lò luyện đan, nhưng hắn lại ngưng đan thành công. Mà ngay cả Tô Mị Dao cũng không biết Thẩm Tường là làm được như thế nào, nàng ta suy đoán đó là pháp môn bên trong thiên luyện thuật, nhưng lại có chút không giống. Thẩm Tường mở nắp lò luyện đan ra, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh nhạt phun ra, giống như bảo vật xuất thế, để cho người ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, làm cho mọi người càng kinh ngạc hơn nữa chính là từ trong lò luyện đan hiện ra ba viên đan dược màu xanh nhạt vậy mà ngưng ra ba viên khí thần đan hơn nữa phẩm chất đạt tới đỉnh phong ba viên khí thần đan này quanh thân đều có một cỗ sức sống rất kỳ lạ lượn quanh để cho người ta cảm thấy ba viên đan dược này phẳng phất giống như là ba sinh vật nhỏ vậy mà mùi thơm của đan kia thì lại giống như là gió xuân nhẹ nhàng khoách tán ra xung quanh từng mùi thơm thấu tinh gan người có thể thấy được phẩm chất của ba viên khí thần đan này là cao tới cỡ nào cho cả dễ vào luyện chế vậy mà có thể luyện ra ba viên, nhưng vẫn làm cho người không thể tưởng tượng nổi, bởi vì coi như dùng huyền địa quả hoàn hảo nhất, phẩm chất cao nhất đến luyện chế, cho ăn nổ bụng cũng chỉ là ba viên phẩm chất bình thường, ba viên khí thần đan trước mắt này thì lại như là bảo bối vậy. Đã có người có ý định ở sau khi tỉ thí kết thúc, thu mua những khí thần đan này với gái cao, không nói lấy ra ăn, lấy ra cất giữ trưng bày đều rất có giá trị. Hậu phi thiệu ngồi ở trong kiệu, hai mắt nhìn thấy mà đỏ bừng, trong lòng ngập tràn sự ghen ghét hắn tự nhiên nhìn ra luyện đan sư này không phải bình thường, hắn cảm thấy loại luyện đan sư thiên tài này hoặc là lôi kéo tới hoặc là giết chết. Trong lòng Trương Ngạn Thanh cũng âm thầm ghen ghét, tuy rằng hắn luyện ra hơn 10 lò, nhưng hắn biết nếu như so giá trị thì hơn 10 viên khí thần, đan hắn luyện ra kém xa tít mù tắp 3 viên đan dược này của Thẩm Tường, mà Thẩm Tường chỉ dùng một phần dược liệu, còn hắn lại là 10 phần, lập tức phân ra cao thấp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly cà phê nhé thẩm tường ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vẻ mặt tự nhiên để ba viên khí thần đan vào trong một cái hộp ngọc trống không, sau đó lại từ bên trong đống dược liệu kia tùy ý chọn ra 10 phần, đều là cả huyền địa quả lẫn dễ. Sau khi gia nhập một số dược liệu phụ trợ, hắn lại nhét cả 10 phần dược liệu này vào bên trong lò luyện đan này, trước mắt muốn một lần luyện chế 10 phần, hơn nữa còn có cả dễ, phải biết đây chính là tương đương với 10 khối huyền thiết, hắn dự định luyện như thế nào? Rất nhiều lão luyện đan sư đều bị dọa, loại thủ pháp luyện đan này coi là kinh thế hãi tục hơn nữa rất nhiều lão luyện đan sư đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có loại cảm giác vô cùng quen thuộc ngày đó thẩm tường ở thánh đan giới lúc tham gia giải thi đấu luyện đan kia cũng là tài nghệ làm kinh ngạc tất cả mọi người lâm hy di và phạm á khôn lúc này vẫn còn nhớ rất rõ bây giờ lại có thể trông thấy loại thủ pháp thần kỳ này của thẩm tường để bọn hắn sợ hãi mà hít sâu một hơi trước đó rất nhiều người đều cho rằng thẩm tường chắc chắn phải thu cho rằng Trương Ngạn Thanh nhất định sẽ lấy được thành tích cực kỳ tốt, để đánh bại hoàn toàn thẩm tường, nhưng bây giờ thì cũng rất khó nói, bởi vì lúc thẩm tường luyện đan thì căn bản không dựa theo lẽ thường tới luyện chế, hoàn toàn đột phá rất nhiều lề lối luyện đan. Thẩm tường ở sau khi cảm ngộ được loại phương pháp vừa rồi, bây giờ nếm thử thêm lần nữa, hắn ngay cả dược liệu cũng không xử lý, sau khi để vào trong lò luyện đan, liền phóng thần lực ra ngoài đi thăm dò thế giới bên trong những dược liệu kia. Trước đó hắn sử dụng thiên luyện thuật luyện sơn luyện địa, ngay cả mỏ tinh thạch cũng luyện, những thứ này đều có hình dáng rất lớn, có thể để cho hắn nhìn thấy những thế giới này một cách trực quan, mà thiên luyện thuật có thể luyện thế giới, chỉ cần hắn nhìn rõ được một vài thứ thì có thể thả ra hỏa diễm, dựa theo phương pháp bên trong thiên luyện thuật, sau đó làm hỏa diễm thẩm thấu vào bên trong những thứ này, có thể đốt luyện vạn vật, từ đó có lực lượng luyện thiên luyện địa. Thiên luyện thuật có thể luyện chế rất nhiều thứ cỡ lớn, đều là mượn linh khí giữa thiên địa chuyển hóa thành hỏa diễm mãnh liệt, mà bây giờ Thẩm Tường đã xem xét bên trong những dược liệu này bên trong những kỳ hao dị thảo này cũng có một phiến thiên địa chỉ có điều vùng thế giới này không có người biết chỉ cần hắn có thể thành lập được loại liên hệ kỳ diệu với những kỳ hoa dị thảo này thì hắn có thể giống như vừa rồi làm những dược liệu này trở nên ôn hòa dễ dàng ngưng đan hiện tại hắn phải sử dụng thiên luyện thuật chỉ là vì đạt được hỏa diễm càng mạnh hơn để hắn nhanh chóng đốt cháy những dược liệu này đốt cháy từ bên trong lúc này trong đầu thẩm tường xuất hiện rất nhiều thế giới đều là thế giới trong những dược liệu kia cùng lúc trước hắn nhìn thấy không khác nhau là mấy. Trong lúc bất chi bất giác, hắn dẫn hỏa diễm vào, thẩm thấu vào bên trong. Tuy nhiên tốc độ còn chưa đủ nhanh, càn khôn hỏa của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng lại không thể làm ra tình trạng trong nháy mắt có thể hòa tan những dược liệu này. Hiện tại hắn cần phải làm là, ở trong một cái lò đan dược cùng lúc luyện chế 10 phần dược liệu, tương đương với việc luyện chế 10 lò đan. Đây cũng chính là đại vạn luyện thuật ở bên trong thiên luyện thuật, chỉ có điều trước kia là cùng lúc thả ra 10 cái huyễn pháp bảo lô, mà bây giờ muốn thả ra 10 cái huyễn pháp bảo lô ở trong một cái lò luyện đan. Đương nhiên, bởi vì không gian ở bên trong quá chật, cho nên để làm được là rất khó. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể trước tiên đốt cháy toàn bộ 10 phần dược liệu này, rồi lại chia ra làm 30 khối không khí. Nếu như bây giờ không phải tỉ thí hắn cũng có thể cô động 10 phần dược liệu này, thành một viên đan dược, tuy nhiên cần rất nhiều thời gian. Hỏa diễm không đủ. Dễ của huyền địa quả này quả nhiên rất khó hòa tan. So với ta, ở lúc luyện sơn còn khó hơn thẩm tường thẩm nghĩ, tuy nhiên hắn cũng biết những linh khí ẩn chứa trong núi kia là có hạn, hơn nữa còn phân tán ra ngoài, và điều này không so sánh được với những rễ cây của huyền địa quả này, hắn chính là luyện rất nhiều núi mới ngưng luyện ra một viên đan dược có phẩm chất, rất cao. Thiên thánh thành ở bên trong tầng thứ 18 của thánh đan giới, nơi này rất cao, hơn nữa tòa thành thị này có tiên khí rất nồng đậm, thẩm tường còn chưa từng thử chuyển hóa tiên khí thành hỏa diễm thì sẽ như thế nào đây? Hắn sử dụng pháp môn bên trong thiên luyện thuật, bắt đầu để lò luyện đan kia hấp thu lượng lớn tiên khí, dung hợp với càn khôn hỏa trong lò luyện đan hóa thành một loại hỏa diễm rất mạnh, loại hỏa diễm này vậy mà có thể sánh ngang với thiên hỏa. Lúc này đám người ở đây đều có thể nhìn thấy mấy luồng sương mù đang chui vào trong lò luyện đan của Thẩm Tường, mà hỏa khí trong lò luyện đan của Thẩm Tường càng ngày càng mạnh, tương xứng với hỏa diễm của Trương Ngạn Thanh, vậy mà mượn dùng tiên khí tăng cường hỏa diễm, phương pháp này để rất nhiều luyện đan sư vô cùng ngóng trông. Hậu Phi Thiệu xem tới nghiến răng nghiến lợi, Loại luyện đan sư có thiên phú luyện đan như thế vậy mà ở bên trong Hyjicard, lúc này hắn có chút hối hận để Trương Ngạn Thanh tới phá quán, bởi vì cái này nhất định sẽ ảnh hưởng tới Trương Ngạn Thanh, nói không chừng sẽ còn để trong lòng Trương Ngạn Thanh xuất hiện bóng ma, hủy đi tên thiên tài này. Lúc này Trương Ngạn Thanh gặp phải áp lực rất lớn, đặc biệt là ba viên khí thần, đan có phẩm chất đỉnh phong mà Thẩm Tường vừa rồi luyện ra đã đả kích hắn rất lớn, hắn tuy rằng rất cao ngạo, nhưng cũng tự hiểu rõ, hắn bây giờ đã luyện ra 20 lô thành công ngưng ra 20 viên khí thần đan, nhưng 20 viên khí thần đan này cộng lại để cho người ta cảm thấy không bằng 3 viên khí thần đan hoàn mỹ mà Thẩm Tường vừa mới luyện ra kia. Trạng thái của Thẩm Tường lúc này rất tốt, toàn thân đầy đủ sự sạch sẽ, những dược liệu trong lò đan kia giống như vừa rồi, đột nhiên tự thiêu, cháy từ trong ra ngoài, chẳng mấy chốc đã hòa tan thành dược khí nhu hòa và dược bột, sau đó cả hai lại quấn vào nhau, dung hợp với nhau, cuối cùng sát nhập cùng một chỗ hình thành một khối không khí rất lớn, thẩm tường lúc này chỉ là dụng tâm nghĩ tới, khối không khí kia tự động hóa thành 30 khối không khí nhỏ. Một lò ngưng ra 30 viên đan dược, lúc trước hắn cũng chưa từng làm qua, phải biết hiện tại lò luyện đan này không có công năng đặc thù gì, nếu như là Viêm Long bảo lô thì không gian ở bên trong rất lớn, hơn nữa còn có thời gian gia tốc, nhưng coi như lúc này hắn không sử dụng Viêm Long bảo lô thì hắn cũng có thể làm được tới mức này. Tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt đặc biệt là lúc vừa rồi thẩm tường thu tất cả lực lượng về. Mà hoạt động ở bên trong lò luyện đan lại rất kịch liệt, rất nhiều người cũng đã đoán được, thẩm tường vậy mà có ý định luyện một lò ra 30 viên. Hiện tại thẩm tường dừng lại, mà bên trong lò luyện đan cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại tốc độ luyện chế một lò của hắn vậy mà nhanh hơn Trương Ngạn Thanh một chút, phải biết hắn nhưng là đang luyện 10 phần dược liệu, hơn nữa còn cho cả đoạn dễ cứng như huyền, thiết kia vào. Nắp lò luyện đan mở ra, dâng trào ra ánh sáng màu xanh như long ra biển, hò hét mà ra, xuyên qua tầng mây, rất đẹp mắt rung động lòng người. Đây là người sao? Trong nội tâm rất nhiều người đều không thể không phán đoán như vậy, người trước mắt này có thể là tồn tại siêu phàm nhập thánh trong truyền thuyết, chỉ có cấp bậc đan thánh, rất hiếm ở trong lúc luyện đan mới có loại kinh thiên động địa này. 30 viên. Mọi người đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, một lò 30 viên, phẩm chất siêu tuyệt đã vượt xa bỏ qua Trương Ngạn Thanh kia ở tít đằng sau rồi. Trương Ngạn Thanh bây giờ chẳng qua chỉ là hơn 20 viên mà thôi, hơn nữa còn là dùng hơn 40 phần dược liệu. Lúc này mọi người cảm thấy đã không cần thiết phải tiếp tục so đấu nữa, thắng bại đã rõ, đặc biệt là trạng thái bây giờ của Trương Ngạn Thanh đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hậu phi thiệu nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy nắm đấm, hắn hận không thể diệt đi luyện đan sư thiên tài của Hy Di Các này, bởi vì hắn biết người luyện đan sư trước mắt này là rất khó lôi kéo tới. Trương Ngạn Thanh hít sâu một hơi, lúc này hắn cũng ngưng đan, chỉ thấy trong lò đan xuất hiện một viên khí thần đan có phẩm chất không thua thẩm tường. Điều này làm cho hắn lập tức có lòng tin, ở trong loại tỉ thí này, quả thật có thể để trình độ của một tên luyện đan. Sư phát huy ra trình độ siêu nhiên từ đó có đột phá. Thẩm tường nhắm mắt lại, hắn vậy mà không lập tức luyện đan, xem ra giống như là đang khôi phục nguyên khí. Điều này làm cho Trương Ngạn Thanh và Hậu Phi Thiệu cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ cho rằng thẩm tường bởi ở vừa rồi mà tiêu hao quá nhiều sức lực, cho nên hiện tại không thể không nghỉ ngơi rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy nhưng thật là như vậy sao thẩm tường đang khôi phục lực lượng tiêu hao trước đó bởi vì hắn chuẩn bị một lần luyện càng nhiều hơn thậm chí là luyện hết hơn nữa hắn cũng cần một chút thời gian tới tiêu hóa thu hoạch khổng lồ mà hắn vừa mới đạt được đây là một loại đột phá ở trên cảnh giới chỉ có ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thông qua lĩnh ngộ tới để thăng cảnh giới cái này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu trương ngạn thanh và hậu phi thiệu trông thấy thẩm tường Thật lâu không có hành động gì thì trong mắt bắt đầu chế giễu thẩm tường, loại bản lĩnh kia cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, thoáng cái đã héo, mà Trương Ngạn Thanh, dựa theo thiên hỏa mà chính mình có được cùng với thiên phú luyện đan của chính mình, lúc này mỗi một lò đều luyện ra đan đều có phẩm chất cực cao, cái này cũng đều bởi vì áp lực vừa rồi thẩm tường, mang lại cho hắn mới khiến cho hắn không thể không tự chính mình để thăng lên. Nhưng hắn vẫn như trước phải dùng hai phần dược liệu mới có thể luyện ra một viên hơn nữa hắn không thể giống thẩm tường có thể cho cả dễ vào để luyện rất nhiều người đều hiểu thẩm tường đã nắm giữ bí quyết luyện dễ trong chớp mắt hơn hai canh giờ trôi qua thẩm tường vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại điều tức mà trương ngạn thanh đã luyện chế ra hơn 100 lò tổng cộng có 130 viên khí thần đan chỉ có chút thời gian đó là có thể biến những dược liệu mục nát này thành nhiều khí thần đan như vậy điều này làm cho rất nhiều người hiểu được sâu sắc rằng một cái thế lực có được loại luyện đan sư thiên tài này là chuyện đáng sợ tới cỡ nào ngay vào lúc trương ngạn thanh và hậu phi thiệu rất bình tĩnh thì thẩm tường cuối cùng cũng có hành động hắn lần này vậy mà cầm 20 phần dược liệu kể cả dễ nhưng cái lò luyện đan kia chắc chắn không nhét được nhiều như vậy điều này làm cho tất cả mọi người trợn lớn hai mắt lên mà nhìn muốn nhìn xem hắn đến cùng là muốn làm thế nào tuy nhiên thẩm tường chỉ bỏ 10 phần vào 10 phần còn lại thì để ở bên ngoài nhưng hắn cũng không có đậy nắp lò luyện đan lại hắn lại muốn luyện trong khi mở nắp ra nếu như không phải là vì không muốn để lộ thân phận của mình Thẩm Tường hoàn toàn có thể sử dụng một cái huyễn pháp bảo lô tương đối lớn tới luyện, dễ dàng hơn so với bây giờ. Cái nắp đối với hắn mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi vì hắn có thể biến ra một cái nắm trong suốt đậy lên ở trên, bởi như vậy sẽ không để dược khí bị sói mòn. Lần này hắn vẫn như trước hấp thu tiên khí tiến vào, sử dụng thiên luyện thuật biến tiên khí thành hỏa diễm, dung nhập vào bên trong càn khôn hỏa của hắn, để hỏa diễm trở nên mạnh hơn. Lò luyện đan không đậy nắp lại. Lúc này dược liệu ở bên trong đang hòa tan một cách nhanh chóng, ánh sáng không ngừng dâng trào ra ngoài, rất nhiều luyện đan sư đều có thể từ bên trong những ánh sáng này phân biệt ra được trình độ hòa tan của dược liệu, màu sắc thay đổi rất nhanh chóng, nói rõ tốc độ hòa tan cũng rất nhanh, cái này để cho người ta khó mà tin được là 10 cái rễ cây như huyền thiết, lại giống như thể là giấy, lập tức bị hòa tan. Cái này ngay cả Trương Ngạn Thanh cũng không làm được, Trương Ngạn Thanh có được thiên hỏa, lúc trước hắn cũng thử hòa tan những rễ cây kia tuy rằng có thể hòa tan, nhưng cần rất nhiều thời gian, lúc dùng hỏa diễm đốt cháy những kỳ hoa dị thảo này, kỳ hoa dị thảo đều sẽ theo bản năng phóng thích đi ra lực lượng chống lại, ngăn cản hỏa diễm thẩm thấu vào bên trong, nếu như hỏa diễm ngay từ đầu quá đột nhiên mà nói, kỳ hoa dị thảo có linh tính lại đột nhiên đình chỉ phòng ngự, để hỏa diễm lập tức thiêu hủy chính mình, cho nên đây là nguyên nhân, mà lúc luyện đan cần phải khống chế hỏa diễm một cách chuẩn xác. Nhưng bây giờ thẩm tường là trực tiếp đốt ở bên trong nội bộ của những linh dược này, từ bên trong đốt ra bên ngoài đây chính là bởi vì hắn có thể đi vào bên trong thế giới của những linh dược này có thể tiến hành giao lưu một cách huyền diệu với bọn chúng khiến linh dược này mở rộng cửa lòng đối với hắn cho nên lúc hắn đốt cháy những dược liệu này sẽ rất dễ dàng chẳng qua trước mắt chỉ giới hạn ở dược liệu của khí thần đan hắn không biết đối với những dược liệu khác sử dụng chiêu này có tác dụng hay không cũng không biết đối mặt với linh dược có đẳng cấp cao hơn thì sẽ như thế nào trông thấy thẩm tường phát lực lần nữa áp lực của hậu phi thiệu và trương ngạn thánh đều rất lớn đặc biệt là hậu phi thiệu hắn rất dĩ diện, nếu như thua mà nói thì không chỉ là hắn bị làm trò cười, chuyện luyện đan sư thiên tài bất bại của Thái Nguyên Sơn bọn họ cũng sẽ bị phá vỡ. Trong chốc lát, Thẩm Tường rất thuận lợi đã luyện 10 phần dược liệu kia thành 30 viên đan dược, điều này làm cho Trương Ngạn Thanh nhìn thấy mà hai mắt đỏ bừng lên, Thẩm Tường đối với việc lợi dụng linh dược chiếm tỷ lệ rất cao, 10 phần dược liệu có thể luyện chế ra 30 viên mà Trương Ngạn Thanh cần 60 phần mới có thể ra 30 viên. Sau khi 30 viên khí thần đan phẩm chất đỉnh phong ở trong lò luyện đan được lấy ra, thì hòa diễm trong lò luyện đan còn chưa có dập tắt. Sau khi thẩm tường để những viên khí thần, đan kia vào trong hộp ngọc vậy mà nhẹ nhàng đánh một trường vào bên cạnh lò luyện đan ở vị trí tầng giữa đánh thủng ra một cái lỗ. trông thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm mọi người điên cuồng gào thét, cho rằng thẩm tường điên mất rồi, vào lúc này rồi vậy mà đi làm hỏng lò luyện đan của mình. ầm, um, thẩm tường lại ở một mặt khác chỗ tầng giữa của lò luyện đan đánh thủng ra thêm một cái lỗ nữa sau đó lại phân biệt ở hai bên dưới đáy lò luyện đan đánh ra hai cái lỗ hành động này của thẩm tường làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu nhưng thẩm tường chẳng mấy chốc đã nói đáp án cho bọn họ biết hỏa diễm trong lò luyện đan đang thiêu đốt tuy rằng có bốn cái lỗ nhưng độ nóng bên trong cũng không giảm đi chỉ thấy thẩm tường nhanh chóng nhét huyền địa quả và một số dược liệu phụ trợ vào hai cái lỗ ở hai bên khu tầng giữa đồng thời còn sử dụng bí pháp để tiên khí nhanh chóng tràn vào hai cái lỗ ở dưới đáy lò luyện đan như vậy có thể để làm cho hỏa diễm càng nhanh chóng lớn mạnh hơn. Tuy rằng ở trên lò luyện đan có lỗ thủng, nhưng đều được thẩm tường phong bế, lúc này ánh sáng ở bên trong những cái lỗ kia phun ra, lúc đốt cháy những đoạn rễ kia thì cạn bã từ trong miệng lò luyện đan phun ra ngoài, bay lên trời, loại phương pháp này quả thực rất nhanh. Mọi người nhìn tới xuất thần, cái lò luyện đan rách dưới này nhìn thật giống như có được lực lượng thần kỳ, điên cuồng thôn phệ tiến khí tới tăng cường hỏa diễm, mà linh dược ở bên trong thì hòa tan với tốc độ rất nhanh. Những tạp chất kia đều từ bên trên phun ra ngoài. Sau khi linh dược trong lò luyện đan được hòa tan, thì tràn lên tầng trên cùng của lò luyện đan, ở nơi đó từ từ ngưng đan, mà lúc này Thẩm Tường lại bắt đầu nhét dược liệu vào hai cái lỗ ở tầng giữa kia, hắn lại muốn tạo đan không gián đoạn. Cái này thật sự là quá điên cuồng, Trương Ngạn Thanh thấy vậy thì trong lòng sao động không thôi, hắn rất muốn biết Thẩm Tường đến cùng là sử dụng tà lực gì, vậy mà có thể nghịch thiên như vậy, loại thủ pháp luyện đan này vẫn là lần đầu tiên hắn trông thấy trước đây hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua ánh mắt của hậu phi thiệu lúc này có thể giết người khắp khuôn mặt là vẻ tức giận và ghen ghét khuôn mặt này của hắn thuần túy là bởi vì tâm tình của hắn mà tạo thành như vậy hắn chính là không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn thực lực của hắn là rất mạnh nhưng ở bên trong thánh đan giới luyện đan sư mới là vương đạo mà thuật luyện đan của phạm á khôn lại cao minh hơn hắn mà ngay cả lâm hy di nữ tử này cũng mạnh hơn hắn rất nhiều nếu như không phải phạm á khôn bị thương thì ngay cả thực lực cũng vượt xa hắn mà bây giờ trong cửa hàng đan dược của Phạm Á Khôn và Lâm Hi Di lại có loại luyện đan sư khủng bố kinh động giống như gặp thiên nhân này, thi triển ra thần kỹ luyện đan ngay cả hậu phi thiệu cũng không thể không bội phục. Thi triển thiên luyện thuật chuyển hóa tiên khí thành hỏa diễm cái rắc rối lớn nhất chính là tiêu hao rất nhiều thần lực, hơn nữa hỏa diễm không phải của mình, cần lực khống chế mạnh hơn. Thi triển trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nếu như ở trong thời gian dài thì hắn ăn không tiêu. Lò luyện đan của Thẩm Tường tuy rằng có mấy cái lỗ thủng. Nhưng mà bên trong lại không dò gì ra một chút xíu khí tức nào, toàn bộ lò luyện đan còn rất bình ổn, cái này làm cho người cảm thấy kỳ lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Thế lửa trong lò luyện đan rất mãnh liệt, từ những cái lỗ kia có thể trông thấy hỏa diễm đang cháy hừng hực ở bên trong, mà tiên khí xung quanh như cũ không ngừng tràn vào trong lò luyện đan của Thẩm Tường. Thẩm Tường biết thần lực của mình chống đỡ không được bao lâu, nếu như một lúc nữa thì thần lực của hắn sẽ tiêu hao lượng lớn, lấy tình cảnh bây giờ của hắn, hắn phải duy trì lực lượng trên người mình còn khoảng một nửa mới có thể để cho hắn tránh né trong lúc gặp phải nguy hiểm tới nào thẩm tường phất tay vung một chảo về phía đống linh dược kia trong hư không xuất hiện một làn xương khói màu trắng hóa thành một bàn tay tóm lấy toàn bộ những dược liệu luyện chế khí thần đan kia chuyển đến bên cạnh lò luyện đan của hắn sau đó hắn bắt đầu điên cuồng nhét dược liệu vào trong lò luyện đan đồng thời hắn lại dùng thần lực thẩm thấu vào bên trong linh dược để hỏa diễm đốt cháy từ bên trong ra bên ngoài Linh dược vừa mới tiến vào trong lò luyện đan không được bao lâu, thì chẳng mấy chốc đã hóa thành sương mù, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, Thẩm Tường đã nhét vào trong lò luyện đan hơn 10 phần dược liệu, trong lò luyện đan ngưng đầy dược khí làm cho ánh sáng càng mãnh liệt hơn. Ánh sáng từ những cái lỗ trên lò luyện đan kia chẳng mấy chốc đã yếu đi một chút, bởi vì Thẩm Tường đã ngưng tụ chúng thành viên đan dược, tuy nhiên ở trong nháy mắt đan thành kia, ánh sáng rất rực rỡ lại phun ra ngoài một lần nữa. Kể từ đó, thẩm tường có thể nhanh chóng hơn hơn nữa còn ngưng đan không gián đoạn loại phương pháp luyện đan này để rất nhiều luyện đan sư thiếu chút nữa thì quỳ chỉ cần là luyện đan sư không có ai không muốn đạt tới loại trình độ này thuật luyện đan của thẩm tường vốn rất mạnh có thiên phú hơn người bây giờ hắn lại tu luyện thiên luyện thuật đã từng luyện vô số ngọn núi lớn và một vùng đất đai rộng lớn bát ngát thành đan lúc này luyện chế khí thần đan với hắn mà nói chính là vô cùng đơn giản đương nhiên đây chính là trình độ luyện đan cao nhất của hắn muốn để hắn đi luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm thì chỉ sợ hắn còn chưa luyện chế ra được có điều hắn cũng định tìm thời gian tới thử một chút sẽ dùng phương pháp luyện chế khí thần đan này để luyện chế khí thần đan có phẩm chất đỉnh phong từ trong lò luyện đan dũng mãnh tiến ra không ngưng được thẩm tường để vào bên trong một cái hộp ngọc nhiều người nhìn thấy mà vừa ghen tị lại vừa hâm mộ rõ ràng chỉ là linh dược mục nát nhưng vẫn có thể luyện ra được đan dược như vậy hơn nữa còn có thể luyện ra nhanh tới như vậy điều này làm cho rất nhiều luyện đan sư đều phải ảo não chính mình lúc trước vứt bỏ những linh dược mục nát kia. Chỉ là một canh giờ, thẩm tường đã luyện xong đống huyền địa quả mục nát kia, tổng cộng có 400 phần, toàn bộ thành công, xuất đan 1.200 viên. Ta nhất định phải mua một viên khí thần đan này trở về cất giữ, người này nói không chừng sau này sẽ trở thành đan thánh. Ta cũng nhất định phải mua, xem ra hắn thắng chắc rồi, những khí thần đan này toàn bộ đều sẽ thuộc về hắn. Mụ nội nó, ai giúp ta tính toán, những viên khí thần đan này sẽ có giá trị bao nhiêu hắn hắn đang làm gì một người đột nhiên cả kinh kêu lên thẩm tường đi tới bên cạnh trương ngạn thanh vậy mà cầm lấy dược liệu của trương ngạn thanh lại dùng phương pháp điên cuồng vừa rồi bắt đầu luyện đan trong quy tắc có nói người nào luyện xong dược liệu của chính mình trước nếu như đối phương còn có dược liệu thì có thể lấy dược liệu của đối phương tới luyện tuy nhiên mọi người lại cảm thấy cho thẩm tường tới luyện thì tốt hơn nhiều bởi vì thẩm tường xuất đan nhiều hơn nữa phẩm chất đều tốt hơn so với trương ngạn thanh Động tác này thế nhưng là tương đương với việc tát vào mặt của Trương Ngạn Thanh và Hậu phi Thiệu, điều này làm cho bọn hắn vô cùng tức giận, đặc biệt là Hậu phi Thiệu, không biết đã có bao nhiêu lần hắn có ý định muốn ra tay công kích Thẩm Tường, nhưng hắn biết nếu làm như vậy thì sau này hắn sẽ bị mọi người chế nhạo. Trương Ngạn Thanh còn có hơn 300 phần dược liệu chưa có luyện chế, bây giờ toàn bộ đều được Thẩm Tường dùng tốc độ nhanh nhất luyện thành đan. Lại là một canh giờ trôi qua, Thẩm Tường đã tiêu hao hơn phân nửa thần lực và chân khí nhưng lại luyện chế ra hơn 2.000 viên khí thần đan, dược liệu của hai người đã được luyện hết sạch. Trương Ngạn Thanh nhìn vào đống khí thần đan lác đác không có mấy, lại nhìn vào một đống lớn hộp ngọc chứa khí thần. Đan của thẩm tường, hai tay nắm chặt lại, trong lòng phun lên một cỗ ghen ghét, hắn đường đường là đan thánh tương lai của thánh đan giới, luyện đan sư đệ nhất trong lứa tuổi trẻ, nhưng bây giờ lại bị thua tới thảm bại như vậy. Sớm ở trước đó, thắng bại đã hiện ra rõ ràng, cho nên lúc này tất cả mọi người đều không cảm thấy bất ngờ các ngươi thua. Phạm Á Khôn có chút kích động mà nói, thẩm tường có thể luyện những dược liệu mục nát kia thành hơn 2.000 viên khí thần đan, loại trình độ này phóng tầm mắt toàn bộ thánh đan, giới thì chỉ sợ khó mà có người nào địch nổi. Trương Ngạn Thanh thẹn quá hóa giận mà nhìn vào Phạm Á Khôn và thẩm tường, đặc biệt là vẻ mặt bình tĩnh kia của thẩm tường, để hắn tức giận nhất, thắng hắn nhưng không có chút vui vẻ nào. Thật giống như thắng hắn chẳng qua chỉ là một chuyện bé nhỏ không tính là gì vậy, hắn chưa từng bị người nào khinh thị tới như vậy. Bên trong ánh mắt của Hậu Phi Thiệu tràn đầy sát cơ, hắn đi ra cái kiệu của mình, nhíu mày một cái, ta cũng chưa từng nghe nói qua tên của ngươi, ngươi có phải là luyện đan sư của Hiji Các không? Hay là Phạm Á Khôn hôm nay mới mời ngươi tới? Thẩm Tường nói ra, ta chỉ là tiểu bối vô danh, ngươi không nghe thấy cũng là chuyện rất bình thường, Ba ngày trước ta vừa mới gia nhập Hiji Các, chỉ cần là luyện đan, sư của Hiji Các thì đều có thể đại biểu Hiji Các tiếp nhận khiêu chiến. Vậy thì không tính, ngươi là vừa mới tới đôi mắt của hậu phi thiệu lóe lên, ai cũng nhìn ra được loại gian trá ở trong đôi mắt kia của hắn, hắn lại muốn chơi xấu, vì sao không tính? Phạm Á khôn hơi tức giận, ta thừa nhận ta đánh giá thấp hi di các của các ngươi, ta vốn cho là luyện đan sư của các ngươi đều là một đám gia hỏa không đủ tư cách, ta cũng không biết hi di các các ngươi có một vị luyện đan sư như vậy, bằng không hôm nay ta sẽ mời tới luyện đan sư tốt hơn để phân cao thấp cùng với các ngươi. Hậu phi thiệu đắc ý mà cười nói như vậy ngươi để cho trương ngạn thanh tới khiêu chiến đám người không đủ tư cách như chúng ta thì có phải là cũng nói cho chúng ta biết trương ngạn thanh không đủ tư cách thẩm tường cười lạnh một tiếng ta nghĩ những luyện đan sư có chút trình độ ở đây đều nhìn ra ta là lần đầu tiên luyện chế khí thần đan hơn nữa ta cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm mà thôi theo ta được biết luyện đan sư mà ngươi mời tới có thể luyện chế đan dược thiên cấp trương ngạn thanh vô cùng tức giận răng nghiến đến như muốn vỡ nát ra vậy vẻ mặt của hậu phi thiệu phát lạnh nghiến răng tức giận nói, ra hỏa càn rỡ, hôm nay ta sẽ đập vỡ mồm ngươi. Trong khi nói chuyện, quyền của hậu phi thiệu như lôi điện, ở trên bọc lấy một lớp sương mù màu vàng kim kinh, kinh khủng, nhìn thoáng qua thì đó là một cái bẫy rất lợi hại, ở trên cái bẫy kia còn có rất nhiều gai sắc ngọn, nhìn rất dọa người. So quyền ai cứng hơn sao? Thẩm tường cười thầm trong lòng, không tránh né chút nào, vậy mà một quyền nghênh đón lấy, hơn nữa khí thế còn kinh người hơn so với hậu phi thiệu. Hậu phi thiệu đột nhiên xuất thủ công kích thẩm tường, đều ở trong sự dự liệu của rất nhiều người trước đó hậu phi thiệu từng làm qua không ít chuyện như vậy phạm Á khôn cũng bị thua thiệt như vậy mọi người vừa rồi trông thấy hậu phi thiêu đánh một quyền ra thì cho rằng thẩm tường sắp xong đời tuy nhiên trông thấy thế công đánh trả của thẩm tường hung mãnh như vậy thì không thể không bị dọa một lần luyện đan sư này nhìn như yếu mềm thực lực vậy mà lại cường hãn như thế ầm um. hai quyền va chạm mạnh vang lên tiếng trầm đục cả vùng đất hơi run lên một chút sau đó vang lên tiếng lốp bốp chỉ thấy bên trong cánh tay của hậu phi thiệu giống như có pháo thịt xương bên trong bị nổ tung vỡ vụn ra từng khúc một huyết nhục bay tứ tung hậu phi thiệu kêu thảm lên hắn thống khổ kinh quát lên là lực lượng hỗn độn ngươi đến cùng là ai ngươi làm sao biết cách sử dụng lực lượng hỗn độn một chút xíu lực lượng hỗn độn mà thẩm tường sử dụng này là hắn hút ra từ bên trong cơ thể của phạm á khôn tuy rằng chỉ có một chút nhưng sau khi được hắn trộn lẫn vào long lực vậy mà lại có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi trực tiếp trấn trụ hậu phi thiệu này mấy tên cường giả bảo vệ hậu phi thiệu kia vội vàng tiến lên nhưng lại bị hậu phi thiệu vội vã hét lên chúng ta đi người có thể sử dụng lực lượng hỗn độn là tuyệt đối không chọc được tuy rằng hậu phi thiệu ngang ngược nhưng ra ra hắn thường xuyên dặn dò hắn như vậy đặc biệt là khi gặp một số người không tên không họ bản lĩnh luyện đan trước đó của thẩm tường mới vừa rồi hậu phi thiệu sao có thể quên được hỗn độn sơn rất lớn mặc dù bây giờ rất hỗn loạn thái nguyên sơn bọn họ một nhà độc đại tuy nhiên bên trong hỗn độn sơn vẫn có rất nhiều cường giả không muốn người biết tới đặc biệt là một số luyện đan như đan thánh đan tiên gì đó trong hỗn độn sơn người có thể sử dụng được lực lượng hỗn độn thì cũng chỉ có một số người mà thôi cho nên lúc này hậu phi thiệu bị thiệt lớn cũng không thể tiếp tục nếu như chọc tới một số nhân vật kinh khủng mà ra ra hắn nói thì toàn bộ thái nguyên sơn nói không chừng đều sẽ bị diệt đi trương ngạn thanh và hậu phi thiệu ở dưới sự hộ tống của những lão giả kia mà rời đi lúc gần đi trương nhạn thanh kia nhìn thẩm tường với ánh mắt làm cho nội tâm của tất cả mọi người đều run lên tuy nhiên thẩm tường chỉ là cười trừ nguy cơ của hi di cát cuối cùng được hóa giải thẩm tường cho phạm á khôn một ngàn viên khí thần đan mà phạm á khôn cũng không lấy không của thẩm tường cho thẩm tường không ít dược liệu và đan dược cấp cao ví dụ như đan dược địa cấp thượng phẩm hoàn mệnh đan và ngũ hành huyền nguyên đan đều có không ít thẩm tường nghỉ ngơi ở hi di các một ngày rồi rời khỏi hi di cát sau khi ra khỏi thành thì hướng Tử Lan sơn cốc mà chạy đi. lúc hắn sắp đi cũng căn dặn Phạm Á Khôn và Lâm Hi Di phải thường xuyên cảnh giác với hậu phi Thiệu, vừa có gì khác thường thì lập tức chạy trốn, giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt. đám gia hỏa này quả là đáng ghét, ta biết sẽ như vậy. Thẩm Tường cũng không hề biến hóa dung mạo, là lấy dung mạo ngày đó lúc tỷ thí luyện đan với Trương Ngạn Thanh mà ra khỏi thành, cho nên hắn mới có thể bị người theo dõi. nhưng đây chính là Thẩm Tường cố ý làm như vậy nếu như hắn lặng lẽ rời khỏi thành thì chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện đúng như hắn dự liệu trương ngạn thanh và hậu phi thiệu đều tới hắn cải trang dịch dung đi theo đằng sau lưng hai lão giả xem ra bọn họ hình như không có ý định ám toán ngươi long tuyết gì nói chẳng lẽ bọn họ là muốn xác định ngươi rời khỏi thiên thánh thành sau đó ra tay với đôi tiểu phu thê kia hay sao bạch u u cười lạnh đó là cái cơ hội xử lý bọn họ miễn trừ hậu hoạn thẩm tường đang có ý này cho nên hắn mới không thay đổi dung mạo dẫn toàn bộ bọn hắn ra ngoài nhưng hắn cảm thấy đám người hậu phi thiệu theo dõi hắn có lẽ là có mục đích khác thái nguyên sơn này quả nhiên có chút thực lực hai lão gia hỏa mà bọn họ phái ra đều có thực lực không yếu có lẽ có thể so sánh với những cường giả tới từ thánh cảnh ở thiên giới kia ngươi không cần ma hủ tử khí căn bản không giết chết được bọn họ long tuyết di nói quả thực rất mạnh nếu như ta cách thiên thánh thành xa một chút bọn họ có phải là muốn động thủ đối với ta hay không thẩm tường ở thánh đan giới cũng không dám chủ quan tuy nói hắn bây giờ đang có một cái thân phận khác nhưng nếu như hắn sử dụng ma hủ tử khí mà bị phát hiện thì sẽ hại thảm mấy người phạm á khôn thẩm tường thi triển thần du cửu thiên để cho thần niệm của mình hóa thành hồn thể nhìn không thấy tự do ra ngoài tiếp cận những người đang theo dõi ở đằng sau kia nghe lén câu chuyện của bọn họ sau khi rời khỏi thiên thánh thành đám người hậu phi thiệu theo dõi hắn đột nhiên đẩy cao tốc độ đang tới gần hắn cái tên này không phải là người của hỗn độn sơn chúng ta hắn sử dụng lực lượng hỗn độn cũng không chính tông may mắn hai vị trưởng lão có thể nhìn ra lần này chúng ta có thể yên tâm xuống tay với hắn buộc hắn giao ra loại pháp môn luyện đan kia hậu phi thiệu nở nụ cười âm hiểm giải quyết thì không sợ tiểu tử phạm á khôn kia lâm cô nương sớm muộn sẽ là của ta đến lúc đó để cho ta tự tay giết chết hắn vốn là sau khi trương ngạn thanh thua thẩm tường danh khí xuống dốc không phanh điều này làm cho hắn càng căm hận thẩm tường hơn các ngươi động thủ phải nhanh một chút, đừng quên chúng ta còn phải đi đến nơi hẹn, Hỗn Nguyên đại trưởng lão đang chờ chúng ta đấy." Một tên trưởng lão lạnh lùng nói. "Cái hội nghị đó rất quan trọng sao?" Khi Gia Gia đưa tin trở về, giọng nói rất nghiêm túc. Hậu Phi Thiệu nói, "Rất quan trọng, đó là chuyện liên quan tới bảo tàng bên trong Hỗn Độn Sơn, ngươi cần phải biết đoạn thời gian trước có một đám người đột nhiên từ thế giới khác tới đây đi, cường giả đám người đó có thực lực đều rất yếu, cự đầu của từng cái thế lực bọn họ đều có được một mảnh bản đồ một trưởng lão nói nghe nói thẩm tường đã từng tạo thành tổn thất to lớn cho hỗn độn sơn chúng ta kia cũng vào lúc này trở lại hắn còn giết chết không ít người của thái nguyên sơn chúng ta hừ cái tên này ta nhất định phải tự tay chém hắn nghe nói đỗ yên giao của đỗ gia chính là bạn tốt của hắn trên mặt hậu phi thiệu không thể không lộ ra một chút vẻ ghen ghét nhưng là được cháu trai của trưởng môn coi trọng cái tên này không chịu nhượng bộ một chút nào quả thực là muốn tranh cùng với ta sau khi nghe được câu chuyện mà bọn họ nói với nhau thẩm tường lập tức có thể đoán được mảnh bản đồ kia chính là mảnh trong tay của hắn mảnh đá này là lão tổ của tử nguyệt thánh cảnh giấu ở thánh đan giới mà bây giờ có một tấm ở trên người hắn thì mang ý nghĩa đám thế lực cổ xưa kia đã đạt được bản đồ hoàn chỉnh động thủ ngay ở phía trước đi hậu phi thiệu nói sau khi thẩm tường nghe được lời này thì bước nhanh chui vào bên trong một mảnh rừng rậm bên cạnh điều này làm cho đám người hậu phi thiên khẩn trương lên ở lúc bọn hắn không nhìn thấy thẩm tường thẩm tường thôi động lực lượng trong cơ thể sử dụng lực lượng không gian pháp tắc để cho mình đi xuyên qua trong không gian rời xa đám người hậu phi thiệu nhưng là thần du cửu thiên mà lúc trước hắn phóng thích ra vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm vào đám người hậu phi thiệu hậu phi thiệu đối với hắn có sát tâm nặng như thế hơn nữa còn có ý định ra tay độc ác đối với mấy người phạm á khôn hắn không thể để cho hậu phi thiệu còn sống rời đi hắn ở trong rừng rậm nơi này có khí tức hắn còn sót lại người này rất cảnh giác xem ra chúng ta bị phát hiện đuổi theo một tên trưởng lão gấp giọng nói đây là thẩm tường cố ý lưu lại khí tức hắn chính là vì ngăn chặn bọn họ tiểu thí long người thi triển thần du cửu thiên nhanh lên dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tử lan sơn cốc truyền âm cho bạch tinh để nàng ta nhanh chóng tới nơi này giúp ta đây là thẩm tường đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp bạch tinh là tinh không bạch hổ tộc sau khi thức tỉnh ký ức truyền thừa thực lực trở nên rất cường hãn nếu như nàng ta tới đây coi như đánh không lại hai trưởng lão kia nhưng nếu như nàng ta triệu hoán tinh thần nhất định sẽ được bạch hổ phát giác chỉ cần bạch hổ đi tới thì hắn không có cái gì mà phải sợ cả cũng không biết con mèo trắng đó có thể cảm ứng được hay không long tuyết di biết tâm tư của thẩm tường lẩm bẩm một câu lập tức dựa theo thẩm tường nói mà đi làm thần lực của nàng còn mạnh hơn thẩm tường thần du cửu thiên cũng lợi hại hơn nhiều so thẩm tường một lão giả thái nguyên sơn quát lên với thẩm tường đừng chạy chúng ta không có ác ý đối với ngươi chỉ là muốn mời ngươi đi tới Thái Nguyên Sơn chúng ta làm khách, chúng ta tuyệt đối coi ngươi là làm khách quý. Đồ đần cũng không tin ngươi. Thẩm tường thẩm nghĩ, tiếp tục chạy trốn khắp nơi trong rừng rậm, cố gắng kéo dài thời gian để Long Tuyết Di tìm tới Bạch Tinh. Hậu Phi Thiệu và Trương Ngạn Thanh, có chút không chịu đựng nổi loại hành động truy kích nhanh chóng này, thật sự là quá tiêu hao lực lượng, hơn nữa đuổi theo lâu như vậy, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn thấy cái bóng của thẩm tường, để bọn hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn thẩm tường vừa mới luyện chế ra nhiều khí thần đan như vậy hiện tại đúng lúc phát huy được tác dụng ăn một viên thì có thể khôi phục chân khí và thần lực coi như hắn đối mặt với lão gia hỏa có thực lực cường đại thì đều có thể dựa vào lực lượng không gian pháp tắc xuyên qua không gian chạy lượn xung quanh trong rừng rậm hai tên trưởng lão của thái nguyên sơn lúc này cảm thấy rất khó chịu bọn họ cũng không thi triển ra tốc độ nhanh nhất cái này bởi vì hậu phi thiệu và trương ngạn thanh không theo kịp tốc độ của bọn hắn nhưng nếu như bỏ hậu phi thiệu và trương ngạn thanh ở lại thì bọn họ lại lo lắng hai tên tiểu bối này sẽ bị ám toán. Bây giờ bọn họ tiến thối lưỡng nan, rút đi thì khẳng định không được, bởi vì hành động của bọn họ đã bị phát hiện, nếu như không thể bắt được người trước mắt này, thì có trời mới biết hắn sẽ trả thù như thế này. Hai lão gia hỏa này sống lâu như vậy, nhất định có thể nhìn ra được người mà bọn họ đang truy kích rất có địa vị, bằng không tuyệt sẽ không có loại thuật luyện đan siêu tuyệt như vậy, ngoài ra còn có cả lực lượng hỗn độn mà ngay cả bọn họ cũng không tu luyện ra được. Thẩm Tường và bốn người hậu phi thiệu chạy loạn ở bên trong khu rừng này, tới hơn nửa canh giờ, để hai lão gia hỏa kia hận không thể đánh nát khu rừng này đi, nhưng bọn hắn lại không thể cam đoan có thể giết chết được Thẩm Tường hay không, mục đích lúc đầu của bọn hắn chính là bắt sống Thẩm Tường, bức bách Thẩm Tường nói ra bí kíp luyện đan kia, tuy nhiên bây giờ bọn họ đã không còn loại suy nghĩ này, chỉ muốn nhanh chóng giết chết tên Thẩm Tường này. Trưởng lão, tại sao hắn không rời khỏi rừng rậm? Chẳng lẽ nơi này có bẫy? Hậu phi thiệu nói có chút lo lắng hắn đã thở hồng hộc hắn và trương ngạn thanh dùng hết lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo hai tên trưởng lão này không phải hắn cũng không biết chúng ta theo dõi hắn chỉ là về sau mới biết được hắn ở bên trong vùng rừng rậm này chơi trò đuổi bắt với chúng ta chính là muốn tìm cơ hội giết đi hai người các ngươi trưởng lão kia dọa đến sắc mặt của hậu phi thiệu thay đổi lớn hay là chúng ta đi thôi hậu phi thiệu cắn răng nói tuy rằng trong lòng rất muốn giết chết thẩm tường nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được cái mạng nhỏ của mình đang bị uy hiếp cho nên không khỏi sợ hãi hắn từng bị thẩm tường đánh cho tàn phế một cánh tay rất rõ ràng trưởng lão này không không phải là đang nói láo cánh tay của hắn chính là dùng một số dược liệu chân quý tới trị liệu xong mới khôi phục lại hiện tại hắn trông thấy người trước mắt này khó đối phó như thế hai vị trưởng lão cũng không thể bắt được trong lòng của hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ không được chúng ta chắc chắn phải giết chết hắn người này mà không chết thì sau này chúng ta đều sẽ gặp rắc rối hắn hiện tại quần nhau với chúng ta cũng không dùng tới tốc độ nhanh nhất hơn nữa bản lĩnh ẩn nấp cực mạnh nếu như hôm nay để hắn rời đi sau này một khi các ngươi rời khỏi thái nguyên sơn thì sẽ gặp rắc rối lớn trưởng lão kia nói một trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý người này luôn bảo trì trạng thái của mình ở mức đỉnh phong hắn nhưng là nhìn chằm chằm vào hai người bên chúng ta sắc mặt trương ngạn thanh trắng nhợt nắm chặt nắm đấm cắn răng nói trưởng lão nói như vậy là hắn đang cố ý quần nhau với chúng ta cũng bởi vì muốn giết hai người chúng ta không sai nhưng các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần hai người các ngươi ở bên cạnh chúng ta thì khó mà có cơ hội, chứ đừng nói trên người các ngươi đều có tiên giáp hộ thể. Thẩm tường rất bình tĩnh, hơn nữa hắn cũng có cùng một loại suy nghĩ giống với hai trưởng lão của đối phương, hắn nhất định phải giết chết bốn người đang truy kích hắn, bằng không phạm á khôn sau này sẽ gặp rắc rối lớn. Liên hệ với con mèo trắng nhỏ kia, nàng ta vừa mới rời khỏi tử lan sơn cốc, không biết muốn làm gì. Ta đã đùng giọng nói của ngươi truyền tin cho nàng ta, long tuyết di nói ra chờ nàng ta tới gần nơi này thì mới có thể trò chuyện với nàng ta thẩm tường có ân với bạch tinh để tinh không bạch hổ tộc cô độc này biết mình không phải tay tinh biết mình là một chủng tộc mạnh mẽ hơn nữa còn để nàng ta thu hoạch được lực lượng rất cường đại nàng ta lúc này đương nhiên phải trợ giúp thẩm tường cho nên nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này cách tử lan sơn cốc rất xa tuy nhiên bạch tinh là tinh không bạch hổ tộc đương nhiên là có bản lĩnh nghịch thiên của nàng để nàng ta hóa thành một ngôi sao băng ở trên không trung lao về phía rừng rậm bên này. Thẩm tường lại quần nhau với đám người này hơn nửa canh giờ, mà lúc này Bạch Tinh cũng đã tiến vào trong vùng rừng rậm này. Thần du cửu thiên của thẩm tường vừa nhìn thấy Bạch Tinh thì lập tức truyền âm cho nàng. Bạch Tinh nhanh ẩn nấp đi. Thẩm tường, không nghĩ tới ngươi vừa đến thánh đan giới đã chọc phải phiền phức lớn như vậy. Yên tâm đi, ngươi đối với bốn tỷ muội chúng ta có ân tình lớn như vậy, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì. Giọng nói trong veo kia của Bạch Tinh truyền đến. Bốn tỷ muội, thẩm tường nghi ngờ hỏi một câu hắn nhớ rõ chỉ có ba tỷ muội nhan tử lan vân châu và bạch tinh này mà thôi còn có yên giao nàng ta hiện tại đã là một thành viên của chúng ta bạch tinh cười nhẹ trả lời tuy nhiên trong tiếng cười lại lộ ra một chút than thở bởi vì đỗ gia vừa mới xảy ra biến cố lớn đỗ yên giao cũng nhận đả kích rất lớn sau khi bạch tinh đi tới rừng rậm này thì lập tức ẩn nấp đi nàng ta biết thực lực chân chính của thẩm tường cũng không phải là rất mạnh nhưng tiềm lực lại vô cùng to lớn ngày đó các nàng cho rằng thẩm tường đã chết đi đều hận không thể đi giết chết tên hỗn nguyên kia hiện tại biết được thẩm tường còn sống hơn nữa còn làm ra động tĩnh không nhỏ các nàng đều hết sức cao hứng hiện tại người truy sát ta có trương ngạn thanh hậu phi thiệu và hai tên trưởng lão của thái nguyên sơn hậu phi thiệu và trương ngạn thanh ta có thể giải quyết rắc rối chính là hai tên trưởng lão kia thẩm tường truyền âm cho bạch tinh mà bạch tinh cũng dần dần tới gần bọn họ tinh không bạch hổ tộc là chi nhánh của bạch hổ chiến tộc trong truyền thừa ký ức chắc chắn có thiên sát thuật, mới có thể đi ngang ở trong tinh vực. Lúc trước Bạch Hổ cũng đã nói, lúc hắn đạt được thiên địa sát phạt thuật, thế nhưng là rất khẳng khái chia cho gia hỏa cường đại khác học tập, để đám người lựa chọn một loại thích hợp nhất tới tập trung tu luyện, sau đó truyền thừa tiếp. Đương nhiên, khi đó Bạch Hổ đều là truyền cho bằng hữu của hắn, có điều về sau hậu nhân của những bằng hữu của hắn đối với Bạch Hổ, chiến tộc đều có tình hữu nghị không được tốt lắm, xung đột cũng rất nhiều, thực lực ngang nhau. Đúng là tiểu quỷ này, đây chính là cháu trai của hỗn nguyên, thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như giết chết hắn, hỗn nguyên chắc chắn sẽ rất tức giận. Giọng nói của Bạch Tinh mang theo ý nghịch ngợm, cũng không phải ta tìm hắn gây chuyện, là chính hắn tới tìm ta. Thẩm tường cười nói, Bạch Tinh tỷ, ngươi triệu hoán một ngôi sao nhỏ xuống là được rồi, chỉ cần phân tán lực chú ý của hai lão gia hỏa kia, cho ta tranh thủ một chút xíu thời gian là, ta có thể diệt hai cái tên tiểu gia hỏa kia. Ngôi sao nhỏ, là cái kia sao? Lại nói ta chưa từng dùng qua, căn cứ truyền thừa ký ức của ta tới xem, chiêu đó rất mạnh a, à, ta lo lắng sẽ lan tới gần ngươi. Bạch Tinh có chút lo lắng. Nếu như triệu hoán ngôi sao khổng lồ thì cần cách mỗi 500 năm mới được. Bạch Tinh lần trước đã triệu hoán một lần, nhưng ngôi sao nhỏ trong miệng thẩm tường thì có thể triệu hoán thường xuyên. Bởi vì cái đó rất nhỏ, mà uy lực lại không yếu, là một loại bí kỹ rất cường đại của tinh không bạch hổ tộc. Không sao đâu, yên tâm dùng là được. Thẩm tường cũng biết lực phá hoại của ngôi sao nhỏ này, hắn từ trong miệng bạch hổ moi ra được không ít chuyện của tinh không bạch hổ tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Bạch Tinh cũng không phải là lần đầu tiên giúp thẩm tường ám toán người khác. Lần trước ở Thiên Thánh Thành, nàng ta đã triệu hoán ra một ngôi sao khổng lồ đến ngăn chặn một đám cường giả, để thẩm tường thành công lấy được hỗn độn hỏa lệnh vào tay. Ta bắt đầu, ngươi chú ý nha. Bạch Tinh dặn dò một tiếng, sau đó bắt đầu thi pháp. Ở trên không trung rất cao, lực lượng tinh thần điên cuồng mãnh liệt, một ngôi sao cỡ nhỏ chỉ lớn bằng một người đang bốc lên ánh sáng đỏ kéo lấy một cái đuôi màu đỏ rất dài từ trên không trung rơi xuống cỗ lực lượng tinh thần rất cường hãn kia ngưng tụ ở bên trong ngôi sao nhỏ kia lấy tốc độ thật nhanh trùng kích xuống dưới tạo ra một trận đè nén rất kinh khủng ở trong tích tắc này lượng lớn tinh thần trong tinh vực đều được một cái lực lượng tụ lại cùng một chỗ sau đó hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ rực phóng tới ngôi sao nhỏ đang bốc lửa rơi xuống kia tốc độ càng nhanh hơn nữa lúc hai cái này hợp làm một thể sóng khí bạo phát đi ra rung động hơn phân nửa tầng 18. Đó là cái gì? Hai tên trưởng lão ở ngay tại chỗ ngôi sao nhỏ đang nhanh chóng công kích tới, cảm nhận được rõ ràng nhất. Hô hô hô! Ngôi sao kia không lớn, nhưng uy lực lại rất mạnh, lúc từ trên cao hạ xuống, trùng kích ra áp lực, lập tức bẻ gãy toàn bộ mảng lớn rừng rậm, trong nháy mắt, toàn bộ đại thụ bên trong rừng rậm rạp bị ép thành một đống gỗ vụn, sau đó lại bị ánh sáng màu đỏ bao phủ lại. Ánh sáng màu đỏ như máu mang theo nhiệt độ rất cao, đống gỗ vụn bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, cả vùng đất ở dưới cơn chấn động mãnh liệt này mà nứt toác ra. Cẩn thận! Trưởng lão kia điên cuồng gào thét, hắn đã cảm thấy được thứ rơi xuống kia rất khủng bố, bọn họ hiện tại đã không kịp chạy trốn. Hai tên trưởng lão đột nhiên nhảy dựng lên, cùng phóng xuất ra một thân lực lượng mênh mông như biển, tung ra một quyền mạnh nhất đánh về phía ngôi sao nhỏ sắp rơi xuống kia, quyền kinh như dòng nước của một con sông lớn chảy xiết, phát ra từng tiếng nước nhảy xiết, thanh thế dọa người. Ầm! Um, quyền kinh kinh khủng của hai tên trưởng lão Thái Nguyên, sơn kia nện vào trên một khối thiên thạch nhỏ, trong khoảnh khắc đó phát, ra tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo đó là một tiếng sóng nước tuôn trào, kích thích một cơn gió mạnh chứa liệt hỏa vô cùng cuồng bạo, quét ngang lấy toàn bộ cả vùng đất, mà chỗ khu rừng rậm mà mấy người thẩm tường đứng nay càng là, bị tổn hại tới rất thảm trọng, mảng lớn đất đá đều bị nổ tung thổi bay ra ngoài. Nơi này cách thiên thánh thành có một khoảng cách, tuy nhiên người trong thiên thánh thành đều có thể biết, hơn nữa ở gần thiên thánh thành còn có rất nhiều thế lực lớn loại động tĩnh nghiêng trời lệch đất này đã kinh động đến rất nhiều cự đầu ngươi không sao chứ bạch tinh vào lúc này đã ẩn nấp tới không trung nàng ta nhìn xuống một mảnh bừa bộn bốc lên hơi nóng hừng hực dưới mặt đất thông qua thần niệm thẩm tường lưu ở trong thức hải của nàng lần theo thần niệm này truyền âm cho thẩm tường không sao thẩm tường đi ở trên mặt đất khắp nơi đều là cảnh hoang tàn một chút việc cũng không có bởi vì ở vừa rồi hắn đã lợi dụng lực lượng không gian phá tắc tới một không gian tách rời với nơi này, trốn ở bên trong đó, tuy nhiên hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng, chỉ có thể ăn núp ở trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Hai tên trưởng lão của Thái Nguyên Sơn quả nhiên lợi hại, chẳng những có thể đánh nát ngôi sao nhỏ kia, mà còn bảo vệ được tính mạng của Trương Ngạn Thanh và Hậu Phi Thiệu, nếu như không phải bọn họ vừa rồi kịp thời đánh nát khối thiên thạch kia, nếu như để khối thiên thạch đó nện vào mặt đất thì uy lực sẽ càng mạnh hơn, nhưng bọn hắn cũng bởi vậy mà bị thương. Hậu Phi Thiệu và Trương Ngạn Thanh ngồi co quắp ở bên cạnh hai tên trưởng lão kia, khóe miệng chảy máu, trên người bọn hắn còn có một cái lồng ánh sáng màu trắng bạc, đó là tiên giáp kia bảo vệ bọn hắn. Cái này đây là tên kia làm ra. Vẻ mặt của Hậu Phi Thiệu trở nên trắng bệch, hắn không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lại cường đại như thế, vậy mà có thể khiến cho hai tên trưởng lão của Thái Nguyên Sơn bị thương. Có lẽ là không phải bởi vì hắn đã biến mất, giống như là sao băng từ thế giới bên ngoài tới. Một tên trưởng lão cũng đắn đo không chắc, tuy nhiên hắn vẫn là Lựa chọn tin tưởng đây là lực lượng tự nhiên bằng không đó thật sự là quá kinh khủng. Trương Ngạn Thanh thở dài một hơi, không thể không cười nói, ha ha ngay cả lão thiên cũng nhìn hắn không thuận mắt, chết rất hay, chết rất hay. Hậu phi thiệu cũng cười ha ha, hài cốt không còn, hồn phi phách tán, chết rất thảm. Đây chính là kết quả đối phó với ta. Vào lúc bọn hắn cười to thì thẩm tường xuyên qua không gian mà tới, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hậu phi thiệu, ở trong nháy mắt thẩm tường xuất hiện này, ở trên vùng đất nóng bức vừa mới bị thiên thạch kia tàn phá đột nhiên bị một cỗ sát khí mãnh liệt bao phủ, lại dẫn đến giữa thiên địa thổi lên từng cơn gió lớn chứa sát khí. Sát thần chi tâm của thẩm tường điên cuồng nhảy lên, sát thần chi tâm tuyệt sát chi niệm, để lực lượng trong cơ thể hắn hóa thành lực lượng sát phạt rất khủng bố, phối hợp với thần sát thuật của hắn để hắn có được lực lượng càng hung tàn hơn. Hừ, thẩm tường giống như sát thần, sát khí trên người thu hút tâm thần người ta, bao tay bạch hổ trên nắm tay kia sau khi chứa đầy lực lượng sát phạt, để hắn lúc này nhìn giống như là thần sát phạt hàng lâm vậy hai tên trưởng lão của thái nguyên sơn đều bị cỗ khí sát phạt này dọa đến lui về phía sau mấy bước nhưng vào lúc bọn hắn phản ứng lại thì nắm đấm tràn ngập lực lượng sát phạt kia của thẩm tường đã đánh về phía hậu phi thiệu đang đọng lại nụ cười kia ầm um, nắm đấm trực tiếp đấm xuyên qua lồng ánh sáng mà tiên giáp kia phóng xuất ra cuồng bạo nện vào trên mũi của hậu phi thiệu đấm đến toàn bộ mặt mũi của hắn lún vào bên trong khí sát phạt vô cùng dồi dào từ nắm đấm xung kích mà ra kia rót vào toàn thân hậu phi thiệu phá hủy nhục thân của hắn hóa thành một đám khói đen sau khi quyền kình đấm chết hậu phi thiệu uy thế không giảm vẫn như trước đánh đầu thắng đó hóa thành một cỗ khí kình đánh về phía trương ngạn thanh sau khi xuyên phá lồng ánh sáng màu bạc kia thì đánh vào trên ngực của trương ngạn thanh trong nháy mắt mặt sát hóa thành một làn khói đen sau khi đánh chết hai người sát khí kinh khủng bao phủ trong thiên địa đột nhiên biến mất ở vừa rồi bạch tinh bị cả kinh nói không nên lời để nàng ta nghi ngờ thẩm tường chính là thần sát phạt của chiến tộc bọn họ tái sinh nàng ta hiện tại xác định thẩm tường rất quen với tổ tiên của bạch hổ chiến tộc nàng đặc biệt là loại thủ pháp vừa rồi ngay cả rất nhiều thành viên xuất sắc của bạch hổ chiến tộc chỉ sợ cũng không thi triển ra được ngay đó lúc bạch hổ giết người ở đấu giá hội kia chính là nhất kích tất sát đánh nhục thân và hồn phách thành khói đen hai tên trưởng lão kia xuất thủ cũng không chậm sau khi thẩm tường giết chết hậu phi thiệu và trương ngạn thanh thì bọn họ đã công tới hai người này tuy rằng bị thương nhưng thực lực vẫn rất cường đại một người đánh tới một quyền về phía thẩm tường tạo ra cỗ lực lượng áp bách khiến cho thẩm tường kinh hãi hắn vội vàng đạp vào xúc địa bộ tránh đi mà ở khi hắn vừa mới tránh thoát nơi đó đã biến thành một cái hố lớn rất sâu không gian sụp đổ cũng đang tự động chữa trị đến cùng đã có chuyện gì xảy ra giọng nói như tiếng sấm ở trên không trung chuyển đến tràn ngập một cỗ khí thế bức người là hỗn nguyên thẩm tường kinh hãi chỉ thấy không gian ở chân trời sụp đổ xuống một người từ trong đó đi ra thực lực của hỗn nguyên này tăng lên rất nhiều thẩm tường phát hiện hỗn nguyên này còn mạnh hơn nhiều so với trước đây đại trưởng lão cháu trai của người bị giết chính là người này làm một tên trưởng lão tức giận nói hỗn nguyên là một lão giả có mái tóc hoa dâm trên mặt mang theo nếp nhăn quần áo thì một thân mặc trường bào trắng như tuyết sau khi nghe thấy câu nói này thì sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi thành dữ tợn đáng sợ trên người tuôn trào ra một cỗ khí thế trường bào bay múa điên cuồng cả vùng đất rung động kịch liệt, dạn nứt ra, hai mắt hắn đỏ bừng lên, nộ khí và sát khí lập tức bao phủ xuống. Bắt lấy hắn, không được để cho hắn chết quá dễ dàng, ta muốn tra tấn hắn một vạn năm. Tiếng gào thét của hỗn nguyên như là một con dã dạ thú mất đi lý trí. Vào lúc này Bạch Tinh không thể không ra tay, nàng ta trước đó triệu hóa ra ngôi sao nhỏ kia, tiêu hao không ít lực lượng. Nàng ta và thẩm tường đều không đoán trước được tên hỗn nguyên này lại đột nhiên xuất hiện, nàng ta càng không nghĩ tới thực lực của tên hỗn nguyên này bây giờ vậy mà đã cường đại tới tình trạng này. Đi mau, nơi này giao cho ta. Bạch tinh truyền âm cho thẩm tường, hóa thành một đạo ánh sáng trắng đáp xuống, vung trưởng đánh về phía hai tên trưởng lão đang công về phía thẩm tường. Hai đạo trưởng phong tràn ngập lực lượng tinh thần, mang theo sát khí nồng đậm lạnh thấu xương công tới, bổ nhào vào trên người hai tên trưởng lão kia, đánh cho bọn hắn phải phun ra máu. Ngươi không phải tử lan sơn cốc sao? Được lắm, không nghĩ tới tử lan sơn cốc các ngươi vậy mà giết cháu trai của ta, Ta sẽ để cho các ngươi phải chôn cùng." Hai mắt của Hỗn Nguyên đỏ bừng lên, một cái hơi thở đã đến bên cạnh Bạch Tinh, quyền như cuồng lôi xé rách không gian đánh về phía Bạch Tinh. Nhìn thấy cỗ lực lượng kinh khủng này đánh tới, Bạch Tinh vậy mà không cách nào tránh né, thân thể của nàng lại bị một loại lực lượng nào đó khóa chặt lại. Nàng, ta cúi đầu xem xét, chỉ thấy thân thể của nàng bị một vòng ánh sáng màu đỏ bao quanh, mắt thấy một quyền này sắp hủy diệt nàng thì trước mắt nhoáng một cái, nàng ta vậy mà thoát khỏi sự trói buộc của vòng ánh sáng kia hỗn nguyên cũng cả kinh bởi vì lại có một khối tảng đá lớn xuất hiện ở trước nắm đấm của hắn đầu thẩm tường lúc này đau tới muốn nứt ra vừa rồi hắn thi triển di hình hoán ảnh trao đổi vị trí bạch tinh với một khối đá mức tiêu hào này quá lớn bởi vì thực lực của bạch tinh rất mạnh ở lúc toàn thân bạch tinh ngưng tụ ra lực lượng chống lại lực lượng từ bên ngoài cho nên hắn thi triển chiêu này rất khó khăn nhưng hắn vẫn còn làm được bắt lấy tiểu tử kia tuyệt đối đừng giết hắn ta nói rồi tuyệt đối không thể để cho hắn chết quá dễ dàng hỗn nguyên lại lao về phía bạch tinh hai tên trưởng lão kia lập tức nhào về phía thẩm tường bọn họ liên tục bị trọng thương đối phó bạch tinh đều đã là cố hết sức nhưng đối phó với thẩm tường thì bọn họ cảm thấy vẫn là có thể bọn họ lúc này đều nhìn ra được nội tình của thẩm tường nếu như thực lực của thẩm tường rất mạnh thì ở vừa rồi cũng không cần tránh né bọn họ truy kích bạch tinh còn chưa khôi phục lại lúc này nàng ta đối mặt với hỗn nguyên căn bản không có một chút lực lượng đánh trả nào thẩm tường cảm thấy chính hắn quấn bạch tinh vào trong chuyện rắc rối này tuyệt không thể để cho nàng ta bị thương nói với long tuyết di cho ta mượn thần lực của ngươi sau đó hắn đạp vào xúc địa bộ tránh đi tấn công của hai tên trưởng lão thái nguyên sơn kia sau khi đạt được thần lực của long tuyết di thẩm tường lập tức thi triển di hình hoán ảnh lần nữa trợ giúp bạch tinh tránh khỏi công kích dạp trời kín đất của hỗn nguyên bạch tinh tỷ thật xin lỗi để ngươi rơi vào bên trong loại nguy hiểm này thẩm tường kém lấy tay của bạch tinh trực tiếp mang theo nàng ta xuyên qua không gian không sao bạch tinh không trách cứ thẩm tường chút nào nàng ta đã coi thẩm tường là một người bạn tốt bằng hữu gặp nạn đương nhiên phải giúp đỡ hỗn nguyên trông thấy thẩm tường và bạch tinh muốn chạy trốn thì nổi giận gầm lên một tiếng thiên địa lập tức tối xuống sấm sét vang dội mà thẩm tường đột nhiên phát hiện không còn cách nào xuyên qua không gian không gian này lại bị hỗn nguyên dùng lực lượng mạnh mẽ phong tỏa lại đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta giọng nói của hỗn nguyên trầm thấp mà đáng sợ tóc rối tung bay vào lúc tia chớp chiếu xuống hiện ra dáng vẻ rất dọa người của hắn thực lực của hỗn nguyên quả thực rất đáng sợ thẩm tường suy đoán khoảng cách giữa thực lực của hỗn nguyên với ma chủ kia là rất gần thẩm tường rất muốn sử dụng hỗn độn hỏa lệnh nhưng từ khi ở chỗ lâm hi di biết được thái nguyên sơn đã có thể khắc chế được hỗn độn hỏa lệnh công kích cho nên hắn không dám nếm thử để tránh đánh mất cơ hội hỗn nguyên bước ra một bước đã vượt tới trước mặt hai người thẩm tường trên người thẩm tường và bạch tinh đều bị loại ánh sáng màu đỏ kia bao phủ không thể động đậy ha ha hỗn nguyên cười lên như điên trước hết ta giết chết nữ tử này ta muốn nhìn vẻ mặt thống khổ của ngươi bạch tinh cắn chặt hàm răng nhưng lại không có biện pháp nào lực lượng của hỗn nguyên thực sự là quá mạnh hơn nữa nàng ta bây giờ lại tổn hao rất nhiều lực lượng vào lúc hỗn nguyên xuất hiện cho tới bây giờ bọn họ còn có thể như thế này đã là kỳ tích rồi hỗn nguyên nhìn vào khuôn mặt ngọc xinh đẹp kia của bạch tinh cười nói hung tàn trước hết ta đập nát mặt của ngươi ẩm hỗn nguyên ra quyền nhưng vào lúc này lại lóe lên ánh sáng vàng thẩm tường lại thi triển di hình hoán ảnh để bạch tinh trao đổi vị trí với hắn đồng thời thả huyền vũ kim cương giáp ra lúc nắm đấm đánh vào trên đầu của hắn huyền vũ kim cương giáp phóng xuất ra một cỗ lực lượng rất mạnh chống lại ngăn cản lại quyền kia thẩm tường bị đánh bay ra ngoài vào lúc đó hắn nắm chặt cổ tay của bạch tinh bạch tinh bị nắm chặt tay lại cũng bay theo hắn ra ngoài lại là huyền vũ kim cương giáp hỗn nguyên bị cỗ lực lượng kia chấn động đến lui lại khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc trong hai con ngươi của hắn tỏa ra ánh sáng cuồng nhiệt hơn hai tên trưởng lão kia lúc này cũng không động thủ bọn họ không dám nhúng tay vào bằng không đại trưởng lão hỗn nguyên này nổi giận thì cũng không phải chuyện đùa hỗn nguyên này vậy mà nhận ra được huyền vũ kim cương giáp thẩm tường hơi kinh ngạc biết tứ tượng thần binh có rất nhiều người biết nhưng biết tứ tượng thần binh có hình dáng gì thì lại không nhiều thẩm tường chịu quyền kia cho nên bị thương không nhẹ hắn cảm thấy thân thể mình như sắp bị hòa tan vậy lực lượng hỗn độn cường hãn của hỗn nguyên kia vẫn còn đang tán loạn trong cơ thể hắn ngươi thế nào bạch tinh vội vàng đỡ thẩm tường dậy trông thấy thẩm tường có một cái áo giáp toàn thân rất khủng bố nàng ta cũng rất giật mình không chết được thẩm tường xì một tiếng phun ra một ngụm máu sau đó nắm chặt tay của bạch tinh hắn định dùng lực lượng cuối cùng trước tiên đưa tiễn bạch tinh đi rồi lại nói hắn có ý định dùng tất cả chiêu số của mình chơi tới cùng với cái tên hỗn nguyên này các ngươi tới giết nữ nhân này hỗn nguyên đột nhiên cảm thấy chết đi một đứa cháu trai cũng không tính là gì bởi vì có thể để cho hắn gặp được huyền vũ kim cương giá này đây chính là một trong tứ tượng thần bình là một cái thần giáp rất lợi hại hai tên trưởng lão này vọt tới trong tay đều nắm lấy lợi kiếm hơn nữa còn là tiên kiếm đâm về phía bạch tinh một cách rất tàn nhẫn lúc này hỗn nguyên cũng phát động thế công hắn cảm thấy ba người cùng nhau thì lần này nhất định có thể bắt được đối phương ngay vào lúc thẩm tường định dùng bí pháp đưa bạch tinh đi thì một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện vào lúc này hắn thở dài một cái bởi vì bạch hổ tới rồi ba người hỗn nguyên cùng lúc xông tới cả vùng đất run lên lực lượng giam cầm không gian của hắn đột nhiên bị phá mất hơn nữa còn có mấy đạo ánh sáng màu đen lao về phía bọn hắn ngươi là ai hỗn nguyên kinh hô một tiếng tránh đi luồng ánh sáng màu đen phóng về phía hắn trên khuôn mặt giả nua giữ tợn tràn đầy vẻ kinh hãi mà hai tên trưởng lão của thái nguyên sơn kia sau khi bị luồng ánh sáng đen này Xuyên thủng qua thì toàn bộ thân thể đột nhiên biến thành đan nhanh, sau đó dần dần ảm đạm xuống. Hắc ám pháp tắc, giọng nói của hỗn nguyên lộ ra vẻ kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, thẩm tường và bạch tinh xuất hiện ở trước mặt một cái bóng đen. Sau đó cái bóng đen này, dần dần biến thành một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường. Thẩm tường thu hồi huyền vũ kim cương giáp, ho ra mấy ngụm máu, gượng cười nói, Lão Tổ Tông, người cuối cùng đã đến, chúng ta thiếu chút nữa thì xong đời tiểu bại hoại, chờ lát nữa ta tính sổ với ngươi, vậy mà mang theo tiểu nha đầu này đi làm ẩu. Bạch hổ hừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên bây giờ hắn có thể nhìn thấy tộc nhân của tinh không bạch hổ, tộc này thì trong lòng vẫn là rất cao hứng. Hơn nữa hắn nhìn ra bạch tinh không phải là tinh không bạch hổ tộc bình thường. Bạch hổ đi dạo một vòng ở Thánh Đan, giới đã biết được trước đó thẩm tường đã chọc phải chuyện lớn gì ở chỗ này, nhưng bây giờ vừa đúng lúc, lại còn mang theo bạch tinh cùng đi gây chuyện, còn may hắn tới kịp, bằng không tinh không bạch hổ tộc khó gặp được này sẽ phải tuyệt chủng. Ngươi rốt cuộc là ai? Đối đầu với Thái Nguyên Sơn chúng ta không có chỗ tốt gì, ngươi thức thời thì ngoan ngoãn rời đi đi." Hỗn Nguyên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Bạch Hổ mang trên mặt vẻ tức giận, tiểu Bạch Hổ của Tinh không Bạch Hổ tộc thiếu chút bị giết chết, bây giờ người trước mắt này là muốn để hắn ngoan ngoãn rời đi. "Ngươi không nghe thấy sao? Đây là chuyện của Thái Nguyên Sơn chúng ta, nếu như ngươi không muốn đối đầu với Thái Nguyên Sơn chúng ta thì nhanh chóng rời đi." hỗn nguyên biết người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường trước mắt này rất cường đại nhưng hắn cho rằng có thực lực gần giống như hắn nếu như đánh nhau hắn cảm thấy mình vẫn có thể đánh bại được đối phương bạch hổ nhíu mày nhìn thẩm tường một chút hỏi thái nguyên sơn là cái gì ta chỉ nghe nói hỗn độn sơn đúng đến cùng có cửu hận gì với hắn thẩm tường nói ra thái nguyên sơn là một cái thế lực bên trong hỗn độn sơn muốn thống trị toàn bộ hỗn độn sơn cháu trai của cái tên này và trưởng lão của thái nguyên sơn muốn giết ta ta đánh không lại bọn hắn, sau đó mời giúp đỡ tới." Thẩm Tường nhìn Bạch Tinh một chút, tiếp tục nói, "Ta thật không trêu chọc bọn hắn, đây đều là chính bọn hắn muốn tới gây rắc rối cho ta, loại người này bình thường ngang ngược đã quen, luôn luôn thích đi gây sự, tiền bối cũng không phải không biết. Hừ, giết cháu của ta, ta phải giết ngươi đây là đạo lý hiển nhiên." Hỗn Nguyên quát lạnh nói. "Đám người cháu trai ngươi muốn giết ta, ta vì tự vệ cho nên giết bọn hắn, cũng là đạo lý hiển nhiên." Thẩm Tường giễu cợt một tiếng. Ngươi có lẽ là coi trọng huyền vũ kim cương giáp của ta đi, nếu như ta lột xuống cho ngươi thì ngươi chỉ sợ chết bao nhiêu thằng cháu trai, thì cũng không tính là gì đi. Hỗn nguyên tức giận, hai mắt trợn tròn lên, đánh ra một trường về phía thẩm tường và bạch tinh, lực lượng hỗn độn hóa thành một cái trường ấn rất lớn, trung kích về phía hai người thẩm tường. Bạch hổ phất tay thả ra một luồng sáng đen, bao bọc cái trường ấn to lớn kia, sau đó trường ấn này dần dần ảm đạm, sau đó biến mất không thấy lực lượng hắc ám pháp tắc này quả nhiên rất tà dị, để hỗn nguyên kinh sợ, lại có người dám nhiều lần ngăn cản hắn giết người. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải giết chết hai người bọn hắn sao? Bạch Hổ hỏi. Bạch Tinh nhìn vào bóng lưng của Bạch Hổ, nàng ta không biết tại sao, trên người trước mắt này lại có một cỗ cảm giác thân thiết như vậy, nhưng cũng mang theo một loại uy nghiêm để trong nội tâm nàng kính nể, nàng. Ta nhìn thẩm tường một chút, phát hiện tổn thương của thẩm tường không có trở ngại gì thì thở phào nhẹ nhõm không sai nhất định phải giết nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể giết ngươi trước hỗn nguyên nắm chặt nắm đấm đến kêu rắc rắc ánh mắt sắc bén mang theo sát cơ nhìn vào bạch hổ luồng sát khí này quả thực rất dọa người nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn lại là thần sát phạt chân chính chỉ có điều từ khi bạch hổ có được huyền châu hắc ám pháp tắc thì bây giờ chính là sử dụng lực lượng hắc áp pháp tắc tới công kích đồng thời cũng có thể che giấu thân phận của hắn hỗn nguyên nổi giận hét lên điên cuồng trên thân bùng lên ánh sáng màu bạc sau đó lao về phía bạch hồ giống như là một cây tiễn màu trắng bạc vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi bạch hồ giơ tay lên trước người vẻ ra một vòng tròn lập tức khói đen bừng bừng một cái lỗ đen đen nhánh khiến cho lòng người run sợ xuất hiện ở trước mặt hắn hỗn nguyên thấy vậy thì vội vàng dừng lại hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cái lỗ đen kia nhưng tốc độ lao tới của hắn quá nhanh cũng không nghĩ tới lực lượng hắc ám pháp tắc của bạch hồ vậy mà có thể vận dụng đến tình trạng như thế này hắn đã trốn không thoát a à, Hỗn Nguyên kinh sợ gào thét lên, thân thể của hắn bị kéo dài, bị cái lỗ đen mà Bạch Hổ tạo ra kia hút vào, sau đó lỗ đen đó biến thành một đám khói đen tán đi, đám khói đen này mang theo khí tức đặc biệt của sát thần, đây cũng chính là lực lượng của hắn. Hắn bây giờ lại có thể kết hợp lực lượng hắc ám, pháp tắc với lực lượng sát phạt của chính hắn lại với nhau, tu vi của hắn mặc dù không tăng lên, tuy nhiên thực lực hắn lại cường đại hơn nhiều. Ngươi là ai? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tinh mang theo một chút sợ hãi, hơi cúi thấp đầu, thấp giọng hỏi nàng ta chỉ cảm thấy người trước mắt này chắc chắn có quan hệ với nàng. Hơn nữa thực lực rất mạnh rất mạnh, bằng không cũng không có khả năng chỉ hai ba lần đã giết chết được lão gia hỏa hỗn nguyên, cường đại này. Thẩm tường cười nói, bạch tinh tỷ hắn chính là bạch hổ. Bạch tinh lấy tay che miệng nhỏ, hoài nghe mình nghe nhầm, nàng ta ngẩng đầu nhìn bạch hổ, chỉ thấy trên mặt bạch hổ mang theo một nụ cười mỉm hiền hòa, nhẹ gật đầu với nàng. Thánh đan giới cũng có tộc nhân của chiến tộc ta, trước đó ta báo tin cho bọn họ đi tìm ngươi, bọn họ mặc dù biết ngươi ở đâu, tuy nhiên cũng không tới tìm ngươi, bởi vì bọn họ biết ngươi có cuộc sống tốt hơn. bạch hồ sờ lên đầu của nàng. lúc này bạch tinh cũng vô cùng gấp gáp, có chút nói không nên lời, cũng rất kích động, bởi vì nàng ta biết trên thế giới này còn có tộc đàn có cùng một loại huyết mạch với nàng ta. bạch hồ trợn mắt lên với thẩm tường, tiểu gia hỏa, có phải ngươi cố ý để cho nàng ta tới giúp ngươi, sau đó dẫn ta tới giết chết tên vừa rồi hay không? oan uổng à, ta không ngờ tới tên vừa rồi sẽ đột nhiên xuất hiện. Ta đúng là định dẫn ngươi tới, để cho các ngươi gặp mặt mà thôi." Thẩm Tường lập tức phủ nhận. Bạch Tinh cũng nói chuyện giúp cho Thẩm Tường, "Tộc trưởng, Thẩm Tường giúp ta rất nhiều chuyện, đừng trách hắn." "Tiểu tử này chính là như vậy, đúng trong ký ức truyền thừa của ngươi, có nhớ được nơi nào mà cha mẹ ngươi đã từng đi qua không?" Tinh Không Bạch Hổ tộc biến mất lâu như vậy, ta muốn biết bọn họ ở cuối cùng đều gặp phải chuyện gì." Bạch Hổ hỏi. "Có, tuy nhiên đó là ở bên trong tinh vực của thiên giới." Bạch Tinh chưa nói xong, Bạch Hổ đã nắm lấy nàng ta, đột nhiên biến mất. Ta phải cùng nàng tìm kiếm tung tích tinh không Bạch Hổ tộc, nhân tiện đưa nàng ta đi tinh vực học một số thứ gì đó. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không đến lúc đó ta không thể tới kịp để cứu ngươi được. Trong đầu thẩm tường vang lên tiếng truyền âm của Bạch Hổ. Thẩm tường hử nhẹ nói, cái tên này, vậy mà đang lo lắng ta sẽ gieo tai họa cho Bạch Tinh tỷ rồi. Ta là cái loại người này sao? Nhìn ngươi thế nào đi nữa cũng giống như loại người này, Tô Mị Giao cười khanh khách mà nói. Thẩm tường dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này chạy về phía tử Lan Sơn Cốc. Hắn vừa rồi chịu một quyền, bị thương không nhẹ, tốc độ giảm đi rất nhiều. Ở bên trong một khu rừng tràn ngập hoa nở tiếng chim hót, thẩm tường ăn một số đan dược, để cho mình nhanh chóng khôi phục lại quyền kia của hỗn nguyên. Thế nhưng là rót không ít lực lượng hỗn độn vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên chỉ cần những lực lượng hỗn độn này bị hắn ngăn cản, thì có thể bị hắn luyện hóa. Tiểu nha đầu này tỉnh. Tô Mị giao đột nhiên hô, nhanh mang nàng ta ra ngoài trò chuyện với nàng đi. Đông Phương Tĩnh được mấy người Tô Mị giao chăm sóc rất tốt, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc thẩm tường thả nàng ta từ trong u giao giới chỉ đi ra, nàng ta đang mơ mơ màng màng mở mắt, thẩm tường kéo nàng ta vào, mỉm cười nhìn nàng ta. Sau khi trông thấy thẩm tường, hốc mắt của Đông Phương Tĩnh lập tức ẩm ướt, người mà nàng ta từng tiếp xúc không nhiều, nhưng đại đa số đều là người xấu, tuy rằng thẩm tường ở trong mắt nàng cũng là xấu xa nhưng đối nàng cũng rất tốt. Đông Phương Tĩnh ôm Thẩm Tường, dựa vào ngực của Thẩm Tường, khóc thút thít, Thẩm Tường nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ vào lưng của nàng, an ủi, "Tĩnh Tĩnh, mọi chuyện đều đã qua. Ừm, cha nói cho ta, sau này chỉ còn một mình ta, ta phải kiên cường." Đông Phương Tĩnh vừa khóc vừa nói, nàng ta tuy rằng nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn không cầm được mà chút xuống trên khuôn mặt xinh đẹp mà tiểu tụy, thấy mà làm cho người đau lòng. Thẩm Tường cười cười, "Còn có ta, còn có cô cô của ngươi, không ngại, ta có thể làm ca ca của ngươi." ta sẽ đối đãi ngươi như thân muội muội hừ lại có thêm một người muội muội chắc chắn không có ý tốt long tuyết di ở trong u giao giới chỉ hử nhẹ nói đông phương tĩnh đơn thuần giống như đứa bé khóc xong đau lòng xong thì nằm ở trong ngực thẩm tường im lặng ngủ thiếp đi thẩm tường biết sau này đông phương tĩnh chắc chắn sẽ thật sự lớn lên thế giới này rất tàn khốc tuy rằng nàng ta vẫn luôn không tranh với đời nhưng nhiều năm qua nàng đều bị buộc bất đắc dĩ phải tiếp xúc với thói đời hiểm ác của thế giới này để nàng ta ở lại bên trong tử lan sơn cốc đi, nữ tử đơn thuần giống như nàng ta đã không thấy nhiều, ở đấy sống sẽ tốt hơn. Bạch U U không khỏi xúc động mà nói. Nàng ta và Tô Mỹ Giao mặc dù là nữ tử, nhưng từ nhỏ đều đã trải qua rất nhiều chuyện, đã từng trở thành nữ cường giả danh chấn một phương. Các nàng bây giờ ở trong U Giao giới chỉ tuy rằng không tiếp xúc với ngoại giới, không được thường xuyên tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời, hơn nữa trong này rất buồn tẻ. Các nàng bây giờ không có lực lượng cường đại, nhưng không thể không nói, trong khoảng thời gian này lại là khoảng thời gian thoải mái nhất của các nàng đông phương tĩnh ngủ mấy canh giờ thì tỉnh lại nàng ta bây giờ cũng không còn khóc nữa chỉ là bên trong ánh mắt mang theo một vệt bi thương nhưng đối với nữ tử dạng như nàng ta mà nói nàng ta đã rất kiên cường rồi có thể khôi phục lại được nhanh như vậy ca ca y phục này thật là đẹp mắt đông phương tĩnh nhìn vào bộ quần áo trắng rất xinh đẹp mà nàng đang mặc trên người đỏ mặt mà nói khụ khụ đây là ta để mấy người tỉ tỉ thay đổi giúp ngươi lúc ấy người ngất đi hơn nữa trên người còn có tổn thương toàn thân đều là máu mặt mo của thẩm tường đỏ ửng lúc trước hắn nhưng là đã từng lén nhìn người ta tắm rửa tuy nhiên có thể có được một muội muội tốt như vậy thì cũng làm cho hắn hết sức cao hứng đông phương tĩnh rời khỏi ngực của thẩm tường đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ dùng đôi bàn tay nhỏ trắng nõn nà của mình múc nước lên tới rửa khuôn mặt ngọc mang theo nước mắt của chính mình sau đó vận công điều chỉnh thân thể của mình để cho khuôn mặt ngây ngô khờ khạo của mình khôi phục một chút huyết khí tuy rằng trông nàng giống như lúc trước, tuy nhiên nàng ta trở nên kiên cường hơn rất nhiều so với trước. Thẩm tường một mực quan sát nàng ta, không thể không nhớ tới dáng vẻ điên cuồng của muội muội đơn thuần đáng yêu này, trước đó chém vào cỗ thi thể kia, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, lo lắng đông phương tĩnh sẽ bởi vì cừu hận mà mất phương hướng, biến thành một nữ ma đầu. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, thì hắn đã phát hiện ra sự lo lắng của chính mình là dư thừa. Kaka, không cần phải lo lắng cho ta, sau này ta chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân mình ngược lại là ngươi mới khiến cho người khác phải lo lắng. Đông Phương Tĩnh nhoẻn miệng cười, trông thấy nụ cười thản nhiên trên mặt của nàng làm cho tâm tình của Thẩm Tường không khỏi khá hơn. Đông Phương Tĩnh cầm vài tơ thấm ướt, đi tới bên cạnh Thẩm Tường, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn và mồ hôi trên khuôn mặt của hắn. "Ca ca, có phải ngươi rất muốn biết ta đến cùng gặp phải chuyện gì không?" Đông Phương Tĩnh thấp giọng hỏi, sau đó ngồi ở bên cạnh cúi thấp đầu xuống. Nàng ta thật giống như trong vòng một đêm từ đứa bé biến thành người lớn, tâm trí càng trở nên thành thục hơn đừng suy nghĩ nhiều, còn sống là tốt rồi. Thẩm tường biết Đông Phương Tĩnh và phụ thân của nàng chắc chắn gặp phải chuyện gì đó. Hơn nữa thực lực của Đông Phương Tĩnh bây giờ cũng trở nên rất mạnh, bởi vì nàng ta dung hợp huyết hồn của Đông Phương ra. Ừm, Đông Phương Tĩnh gật nhẹ đầu, ca ca ngươi thật lợi hại, ngươi gặp phải nhiều chuyện lớn như vậy đã, từng bị nhiều người có thực lực cường đại vây công qua, hơn nữa còn bị rất nhiều người bôi nhọ, mắng chửi, nhưng ngươi lại đều vượt qua được cho tới bây giờ. Thẩm tường mỉm cười sờ vào mặt của nàng, nói ra, không lợi hại, ta có thể làm được ca ca của ngươi sao? Ca ca, ngươi ở thánh đan giới phải cẩn thận, ta và cha gặp một loại gia hỏa rất đáng sợ, chính là bọn chúng giết. Giết chết cha ta. Trong đôi mắt đông phương tĩnh hiện lên vẻ đau khổ nói, cha ta dung nhập huyết hồn của gia tộc vào thân thể của ta, sau đó ngăn cản những gia hỏa lợi hại kia để kéo dài thời gian cho ta, để cho ta chạy trốn, trên đường ta gặp phải. Đám người của tử nguyệt thánh cảnh kia còn có đông phương lăng vân. Thẩm tương ôm nàng ta lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng nói ra đã qua rồi những gia hỏa lợi hại kia thì giao cho ca ca bọn chúng đều là như thế nào bọn chúng nói bọn chúng là thần ma giáo bởi vì huyết hồn của đông phương ra chúng ta là thứ mà thần ma giáo không thể cho phép tồn tại cho nên bọn họ phải giết chết chúng ta đông phương tĩnh nói ta sẽ nhớ kỹ cái tên này thẩm tường vỗ vào lưng nàng ta nói ra ta dẫn ngươi tới một chỗ ta cảm thấy chỗ đó rất thích hợp với ngươi Đông Phương Tĩnh cũng biết mình không thể cứ đi theo Thẩm Tường mãi được, bởi vì Thẩm Tường phải làm đại sự, mà thực lực của nàng quá yếu, căn bản không giúp được cái gì, chỉ làm liên lụy tới Thẩm Tường. Thương thế Thẩm Tường cũng gần khỏi rồi, mang theo Đông Phương Tĩnh đi đường cũng không có vấn đề gì. Ca ca, lãnh U Lan cũng là nghĩa muội của ngươi, nói như vậy nàng ta chính là tỷ tỷ ta đúng không? Đông Phương Tĩnh kéo tay Thẩm Tường, cùng Thẩm Tường chậm rãi đi về phía Tử Lan Sơn Cốc. Lúc này sắc mặt nàng ta đã tốt lên rất nhiều rồi, đây là đương nhiên, tỷ tỷ này của ngươi tuy rằng nóng tính, hơn nữa cũng tương đối bá đạo, tuy nhiên chắc chắn sẽ rất tốt đối với ngươi. Hắc hắc, nàng ta cũng giống như ngươi, cũng có chút ngốc. Thẩm tường biết lãnh U Lan toàn thân cơ bắp, nhưng sự từng trải thì phong phú hơn nhiều so với đông phương tĩnh. Ở phương diện chiến đấu thì rất lão luyện, mà lúc giết người, thì lại rất hung tàn ngay cả nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi. Ngày đó lúc đàm phán tam vực, đông phương tĩnh cũng trông thấy lãnh U Lan, mỹ nhân tóc trắng lạnh lùng này làm cho rất nhiều người để ý tới, nhìn quả thực rất không yếu, điều này làm cho nàng ta không thể không muốn đến gặp tỷ tỷ này, đương nhiên còn có tiết tiên tiên vị tẩu tẩu này nữa. Tiểu bại hoại, chưa từng thấy ngươi đối với ta dịu dàng như vậy a, à, hừ hừ. Long tuyết di rất khó chịu. Thiên long đại đế, ngươi ăn dấm rồi sao? Thẩm tường cười nói, ai nói ta chưa từng dịu dàng đối với ngươi? Lần trước ta đã rất dịu dàng đối với ngươi rồi. Long tuyết di hử một tiếng, không còn để ý tới thẩm tường lần trước lúc thần hồn của nàng ta và thẩm tường kết hợp với nhau thẩm tường quả thực đã rất dịu dàng đối với nàng cái chỗ đại chiến với hỗn nguyên kia có không ít người tới xem xét nhưng đều không có manh mối gì tuy nhiên chuyện hỗn nguyên mất tích lại được người liên hệ cùng một chỗ chuyện xảy ra sau năm ngày thẩm tường và đông phương tĩnh đi tới cửa vào tử lan sơn cốc đông phương tĩnh sớm đã tỉnh lại cùng thẩm tường đi đường vừa nói vừa cười đi tới tử lan sơn cốc vừa có người bước vào tử lan sơn cốc vân châu bảo vệ tử lan sơn cốc lập tức xuất hiện tuy nhiên nàng ta không nhận ra thẩm tường. Vân Châu mặc một bộ quần áo bó màu tím, dung mạo diễm lệ xinh đẹp, dáng người đẫy đà. Hai vị, nơi này là tử lan sơn cốc, các ngươi là tới tìm cốc chủ chúng ta sao? Giọng nói của Vân Châu vẫn dịu dàng như trước, tuy rằng nàng ta là một đầu hỏa lang, nhưng lại giống một con cừu non hơn. Vân Châu tỷ, ta là thẩm tường. Thẩm tường thẻ lưỡi cười nói. Thật là ngươi. Vân Châu ngạc nhiên nói ra, nhị tỷ trước đó nói qua ngươi có thể sẽ tới, vốn cho là ngươi ở hai ba ngày trước mới đi tới nơi này. Tiểu cô nương xinh đẹp này là ai? Là thê tử của ngươi sao? Vân Châu cười khanh khách mà nói, điều này làm cho khuôn mặt ngọc của đông phương tĩnh đỏ ửng lên. Nàng ta là nghĩa muội của ta, đi vào lại nói. Thẩm tường vội vàng nói lời giải thích. Sau khi thẩm tường giới thiệu để cho đông phương tĩnh và Vân Châu biết nhau, sau đó thẩm tường lại truyền âm cho Vân Châu, nói cảnh ngộ bi thảm trước đó của đông phương tĩnh cho Vân Châu nghe. Điều này làm cho Vân Châu lập tức phát ra lòng thương cảm với Đông Phương Tĩnh, rất vui lòng đáp ứng thẩm tường sẽ chăm sóc cho Đông Phương Tĩnh thật tốt, bởi vì nàng ta lúc đầu cũng là cô nhi không cha không mẹ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Sau khi tiến vào sơn cốc, thẩm tường và Đông Phương Tĩnh lập tức trông thấy một nữ tử cao quý đoan chính mặc váy tím, ưu nhã ngồi ở trên một cái ghế đá, trong tay ngọc cầm lấy một quyển sách, chuyên tâm mà xem, lông mày có chút nhíu lại, hiển nhiên là gặp chỗ khó hiểu nhưng cái này lại làm cho nàng ta thoạt nhìn có hơi khác một chút. Đại tỷ, ngươi xem là ai tới. Vân Châu khẽ gọi một tiếng, nhan tử lan lập tức nghiêng đầu lại, sau khi trông thấy thẩm tường thì khuôn mặt tuyệt mỹ này, của nàng ta tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Sau đó như là một cơn gió nhẹ mang theo một hương thơm say đắm lòng người phả, vào mặt thẩm tường đang đi, tới. Tiểu ra hỏa nhà ngươi, lúc trước tỷ tỷ thế nhưng là lo lắng cho ngươi. Nhan tử lan đi tới véo mũi và chạm vào đầu thẩm tường, tuy rằng giọng điệu mang theo vẻ trách cứ, tuy nhiên nàng ta thật sự rất vui vẻ. Lúc trước nàng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thẩm tường bị hỗn nguyên, đánh cho thành một đám xương máu. Lúc này Đông Phương Tĩnh cũng đang thưởng thức đại mỹ nhân trước mắt này, nàng cười một tiếng hay nhăn mày một cái đều là xinh đẹp như vậy. Tuy rằng cô cô Đông Phương Hinh Nguyệt của nàng cũng là một mỹ nhân tuyệt thế, tuy nhiên nhan tử lan, trước mắt này là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy lộ ra vô cùng xinh đẹp. Vài ngày trước Bạch Tinh đã trở lại, nàng ta nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đúng, lúc đó tại sao ngươi chỉ gọi nàng ta đi, không gọi tới chúng ta?" Nhan Tử Lan nói lời trách cứ. "Cái này, Bạch Tinh tỷ dùng loại chiêu số đánh lén kia sẽ khá tốt một chút." Thẩm Tường cũng không có nói chuyện xảy ra ngày đó cho Nhan Tử Lan, bởi vì Bạch Tinh cũng không nói, ảnh hưởng của chuyện này thật sự là quá lớn, đại trưởng lão Thái Nguyên Sơn bị giết chết, hơn nữa có quan hệ với Bạch Tinh, cái này là liên lụy tới Tử Lan Sơn Cốc và Thánh Đan môn. Đánh lén gì đó, đại tỷ và tam tỷ cũng rất am hiểu. Đỗ Yên giao tết tóc đuôi ngựa, người mặc áo giáp mềm, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi, khóe miệng đang lộ ra nụ cười cởi mở. Đây cũng không phải là Đỗ Yên giao lạnh lùng của lúc trước. Sau khi đỗ ra của nàng trả qua biến cố, cũng làm cho nàng ta xảy ra thay đổi cực lớn. Bốn chị em tử lan sơn cốc, nhan tử lan là lớn nhát, bạch tinh thứ hai, vân châu thứ ba, đỗ yên giao là thứ tư. Tuy nhiên thẩm tường biết cách nàng chẳng mấy chốc sẽ có thêm một cái ngũ nguội. Đông phương tĩnh bây giờ biết thẩm tường tại sao nói nơi này thích hợp với nàng nàng ta phát hiện nữ tử nơi này đều rất cường đại, hơn nữa cũng có được rất nhiều sự từng trải, đây cũng chính là thiếu khuyết của nàng ta. Người thế nhưng là vị hôn phu của ta, lúc trước cứ chạy như vậy, thật không phải thứ gì. Đỗ Yên Giao cười hì hì mà nói, sau khi nàng ta trông thấy đông phương tĩnh thì vội vàng hỏi, đây chính là thế tử mà ngươi từng nhắc tới ở phàm võ giới. Nhan tử lan khẽ cười nói, đây mới là thế tử chân chính của người ta, ngươi chỉ là cái giả. Đây là nghĩa muội của ta nàng ta vừa mới gặp phải biến cố, suýt chút nữa thì bị trà đạp, may mà ta kịp thời cứu nàng ta, tình cảnh hiện tại của ta các ngươi đều biết, không thể mang theo nàng ta bên cạnh. Thẩm tường nói, tam nữ nghe được cảnh ngộ của đông phương tĩnh, rồi lại nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngách hiền lành của đông phương tĩnh, thì sinh lòng thương cảm, đặc biệt là đỗ yên giao, cảm xúc của nàng ta càng sâu hơn, tuy nhiên đông phương tĩnh nhìn như yếu đuối, có điều bên trong nhãn thần lại lộ ra vẻ kiên cường, để tam nữ âm thầm gật đầu. Tĩnh tĩnh, trong nhà còn có người sao? Vân Châu hỏi còn có một người cô cô nàng ta cũng tới nơi này tuy nhiên chúng ta phân tán đông phương tĩnh nhìn thẩm tường một chút còn có ca ca thẩm tường sẽ không nói cho các nàng biết cô cô của đông phương tĩnh chính là một nữ nô của hắn chẳng mấy chốc tam nữ nhân tử lan và đông phương tĩnh trở nên hết sức thân mật thẩm tường không có chỗ để chen vào nói hắn trông thấy cảnh tượng này thì trong lòng coi như đã giải quyết được một chuyện hắn từ chỗ phạm á khôn hiểu được nhan tử lan đã không còn quản lý làm ăn giúp thánh đan môn điều này làm cho hắn không thể không muốn lừa gạt nhan tử lan tính cả bạch tinh vân châu và đỗ yên giao toàn bộ đến hàng long môn đương nhiên hắn biết đỗ yên giao chưa chắc sẽ đi bởi vì tung tích của đỗ hải hiện tại còn chưa rõ nếu như hắn có thể tìm được đỗ hải cùng lừa cả đỗ hải đến hàng long môn thì đỗ yên giao cũng sẽ đến tuy nói chỗ đó tạm thời không có tiên khí nhưng ở đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đế thiên dựa vào long mạch kia căn bản không cần phải lo lắng những vấn đề kia mấy nàng liễu mộng nhi cũng chưa tới nơi này điều này làm cho thẩm tường có chút lo lắng cho các nàng thực lực của các nàng nếu như đặt ở đến thiên hiện tại xem ra cũng không tính là quá yếu nhưng ở nơi này lại không được tiên nhân nơi này có rất nhiều yên giao người biết ra ra ngươi đi chỗ nào không thẩm tường đột nhiên hỏi lúc đang nói chuyện trên trời dưới đất với đông phương tĩnh thì đỗ yên giao đột nhiên thu lại nụ cười lắc đầu không biết trước đó hắn đã thường xuyên như vậy lần trước nếu như không phải ngươi thì chúng ta cũng không biết hắn ở đâu nhưng là ta cảm thấy hắn có lẽ là trong hỗn độn Sơn. Ngày đó sau khi trưởng môn Thái Nguyên Sơn giết chết cha ta, hắn đã tiến về Thái Nguyên Sơn, nghe nói ở bên trong bạo phát ra một cuộc đại chiến rất khốc liệt, Thái Nguyên Sơn tuyên bố ra bên ngoài ra ra của ta trọng thương mà trốn. Thẩm Tường và Đỗ Yên Giao rất quen thuộc, lúc này trông thấy Đỗ Yên Giao biến hóa rất lớn, đặc biệt là chuyển biến trong tính cách, cho nên cũng không sợ nàng ta kích động, tiếp tục hỏi, ta muốn biết vì sao Đỗ Gia người lại bị Thái Nguyên Sơn để mắt tới, cái này không sao chứ không sao đỗ yên giao biết bản lĩnh của thẩm tường lớn thẩm tường muốn hỏi những chuyện này đã nói lên thẩm tường muốn trợ giúp nàng coi như thẩm tường không nói thì nàng ta cũng sẽ bảo thẩm tường giúp nàng vừa mới bắt đầu thái nguyên sơn là để đỗ gia chúng ta quy thuận bọn họ nhưng gia gia của ta không chịu sau đó thái nguyên sơn âm thầm động thủ đối với chúng ta ám sát rất nhiều hảo thủ của đỗ gia chúng ta cuối cùng ngay cả cha ta cũng bị ám sát mà sau khi gia gia của ta đi thái nguyên sơn một số trưởng lão đỗ gia lại trông coi toàn bộ đỗ gia quy thuận thái nguyên sơn giết chết toàn bộ một số tộc nhân và thân tín của gia gia ta đỗ yên giao nắm chặt ngọc quyền nói thẩm tường suy đoán phạm gia cũng gặp phải chuyện giống như vậy nhưng phạm gia hiện tại giống như không quy thuận thái nguyên sơn tại sao phạm gia bây giờ vẫn còn tốt ta từng nói qua phạm á khôn và lâm hi di gia tộc đằng sau của bọn họ tuy rằng đều bị ép nhưng còn giống như không bị điều khiển thẩm tường hỏi bởi vì bọn hắn đã từ trong tay phạm gia và lâm gia đạt được thứ mà bọn họ muốn Lâm gia và Phạm gia bị giết chết hết một nhóm cường giả, không tạo nổi sóng gió gì. Tuy rằng những nhiệt xúc bán đi toàn bộ đỗ gia kia, nhưng Thái Nguyên Sơn vẫn không chiếm được thứ kia, bởi vì thứ kia ở trong tay gia gia của ta. Hiện tại Đông Phương Tĩnh cũng biết cảnh ngộ của Đỗ Yên Giao cũng giống như nàng, trông thấy mặt mũi Đỗ Yên Giao đầy vẻ tức giận, nàng ta cầm tay của Đỗ Yên Giao, Đỗ Yên Giao cũng cười với nàng một cái. Thẩm Tường hít một hơi, nghe như vậy thì đến ngươi bây giờ cũng rất phiền phức a. À vật kia ở trong tay gia gia của ngươi mà tung tích của gia gia ngươi không rõ, bọn họ chắc chắn trở về tình ngươi. Con trai trưởng môn Thái Nguyên Sơn kia cả ngày hô hào muốn cướp ép cưới yên giao, nàng ta thế nhưng là vị hôn thê của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đứng nhìn sao? Vân Châu nở ra nụ cười nghịch ngợm. Đông Phương Tĩnh mới rồi lúc nói chuyện trên trời dưới đất, với ba nữ nhân này đã biết quan hệ phu thê giữa Thẩm Tường và Đỗ Yên Giao là giả, lúc trước Thẩm Tường là vì trợ giúp Đỗ Yên Giao lấy xuống đệ nhất tranh tài luyện đan, bọn họ mới phải hợp tác như vậy thẩm tường cũng nói đùa tiểu tử này sống không còn lâu ai bảo hắn để mắt tới vị hôn thê của ta đỗ yên giao xì một cái tuy nhiên nhớ tới lúc trước thời gian ở gần với thẩm tường nàng ta không thể không âm thầm cảm thán mà lúc trước nàng ta trúng xuân độc quấn lấy thẩm tường chuyện này cũng là chuyện mà nàng ta muốn quên nhất nhưng cũng là chuyện thường xuyên hiện lên trong đầu của nàng ta hiện tại nàng ta vừa nghĩ tới thì khuôn mặt không thể không đỏ lên sau khi thẩm tường rời khỏi tử lan sơn cốc đi về phía hỗn độn sơn trước đó trưởng lão thái nguyên sơn từng nói qua ở bên trong tổ chức một hội nghị là thương lượng vấn đề những thế lực cổ xưa kia tới tầm bảo trong tay những thế lực cổ xưa đến từ đế thiên kia có một cái bản độ của một bảo tàng lớn trong hỗn độn sơn hỗn độn sơn cũng không phải chỉ là một ngọn núi mà là một nơi tương đối xa trên tầng thứ 18 của thánh đan giới muốn đi vào bên trong cần phải đi qua núi rừng rất hung hiểm nghe nói chỗ đó có một cái hiểm địa ngăn cách giữa Hỗn Độn Sơn với thế giới bên ngoài. Ở bên trong có một ngọn núi rất kỳ quái, nghe nói là một tảng đá lớn từ thế giới Hỗn Độn, thần bí kia rơi xuống thánh đan giới, cho nên bởi vậy mà đặt tên. Sự hiểu biết của Thẩm Tường đối với Hỗn Độn Sơn cũng không nhiều, tuy nhiên vẫn là biết đi như thế nào. Ở bên trong Hỗn Độn Sơn tương đương với một cái tiểu thế giới, ở bên trong có một số gia tộc, thành thị và các loại thế lực, chẳng qua trước mắt thì Thái Nguyên Sơn là một nhà độc đại, cho nên thực lực của Thái Nguyên Sơn chắc chắn không kém. Ngươi có ý định đi tìm bảo tàng kia như thế nào? Trong tay ngươi chỉ có một mảnh ghép bản đồ. Tô Mị Giao hỏi, nàng ta cần biết kế hoạch bây giờ của thẩm tường, nàng ta không muốn để cho thẩm tường đi mạo hiểm. Những mảnh ghép bản đồ còn lại đều ở trong tay những cự đầu của thế lực cổ xưa, cái này cũng không dễ dàng lấy được. Bạch U U cũng giống như Tô Mị Giao, hiện tại hắn tiến về hỗn độn Sơn là rất nguy hiểm, không nói bên trong tụ tập những thế lực cổ xưa kia, ngay cả toàn bộ hỗn độn Sơn mà nói đều hận không thể giết chết hắn, bởi vì trong tay hắn có bảy khối hỗn độn hỏa lệnh. Ta trực tiếp đi tìm những cự đầu thế lực cổ xưa kia, chúng ta trước đó tốt xấu gì cũng đã từng hợp tác, cùng đi tới nơi này. Nếu như mảnh ghép bản đồ trong tay ta rất quan trọng đối với bọn hắn, thì ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ hợp tác với ta. Thẩm tường biết thực lực của những cự đầu này, tuy rằng đều rất mạnh nhưng không có kinh khủng như hỗn nguyên trước đó, cho nên hắn vẫn có niềm tin chạy trốn khỏi trong tay những cự đầu của các thế lực cổ xưa kia. Hỗn độn sơn đối với thánh đan, Giới mà nói thì tương đương với sự tồn tại của Thánh Sơn, lúc trước chỉ có rất ít người biết, nhưng bây giờ người trong Hỗn Độn Sơn thường xuyên đi lại ở Thánh Đan giới, dẫn đến đủ loại truyền thuyết của Hỗn Độn Sơn đều được lưu truyền ra ngoài, để rất nhiều người biết tới bên trong, lại sợ hãi, đối với những thế lực yếu kém mà nói thì Hỗn Độn Sơn là một nơi rất thần bí, rất văn minh, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng ở trong mắt những cường giả kia, Hỗn Độn Sơn này chỉ là một cái tộc đàn cổ xưa truyền thừa xuống thành lập một cái thế giới cường thịnh. Vì để lộ mạng che mặt của Hỗn Độn Sơn này, rất nhiều cường giả đều mạo hiểm đi qua một cái hiểm địa để tiến vào Hỗn Độn Sơn. Nói tới con đường mà Thẩm Tường đang đi thì chính là con đường tiến vào Hỗn Độn, sơn được lưu truyền ở bên ngoài, trên đường đi hắn gặp được một số người đang kết bạn mà đi, đều là muốn đi vào Hỗn Độn Sơn. Trong truyền thuyết đều nói tồn tại nhân vật cấp bậc Đan Thánh, hơn nữa ở bên trong Đan Đạo rất cường thịnh, cho rằng bên trong có lẽ có rất nhiều linh dược chân quý. Những thứ mà Thẩm Tường biết được nhiều hơn những người này một chút. Truyền thuyết cũng không giả, bởi vì đan tiên Đỗ Hải từng ở bên trong dạo qua một đoạn thời gian. Đây chính là khu rừng rậm huyết sắc ma lâm như trong lời đồn kia sao. Sau khi thẩm tường đi qua một cái hẻm núi, trông thấy trước mắt một vùng đại thụ màu đỏ. Thân cây màu đen trắng kiện thẳng tắp, cao khoảng 20 trượng, lá cây có màu đỏ như máu, làm cho người cảm thấy kỳ lạ nhất chính là hình dạng của những lá cây này. Vậy mà giống như mặt người vậy, loại cây này có rất nhiều, kéo dài vào bên trong, giống như là lấp kín thành tường ngăn cách hỗn độn sơn với thế giới bên ngoài rừng rậm này có nguy hiểm gì không cao cũng không có núi bay qua không được sao nơi sao một người xem thường đang muốn nhảy lên nhưng lại bị một lão đầu kéo xuống tiểu quỷ nghe ta nói một chút truyền thuyết nói những lá cây này đều là bởi vì hút quá nhiều máu cho nên mới có thể biến thành màu đỏ huyết sắc ma lâm này được gọi là hiểm địa thì tuyệt không phải chỉ là hư danh nếu như ngươi muốn từ trên cao bay qua ngươi sẽ bị thứ gì đó tới thôn vệ đi lão nhân này cũng không dọa sợ được người thanh niên kia vậy ta mới không tin ta bay cao một chút có thể làm gì được ta thanh niên kia trợn mắt lên với lão đầu kia ngươi sợ chết ta không sợ vốn cho là gia nhập đội ngũ này của các ngươi thì sẽ nhanh tới hỗn độn sơn không nghĩ tới các ngươi vậy mà có ý định ở lại bên ngoài vùng rừng rậm này quan sát mấy ngày thanh niên này rất bướng bỉnh mặc dù một số người ở bên cạnh có lời lẽ tốt khuyên bảo bọn họ đều giống nhau nhưng lại bị người mắng chửi hiện tại mọi người cũng không ngăn cản hắn để hắn bay qua lúc thẩm tường nhìn thấy mảnh huyết sắc ma lâm này cũng muốn bay qua tuy nhiên ở trên đường tới đây hắn cũng nghe nói trên không trung của hắc sắc ma lâm này rất kỳ lạ không cần biết bay cao bao nhiêu đều sẽ bị một cỗ lực lượng nào đó kéo xuống một đám hèn nhát thanh niên kia như là cung tiễn thoát khỏi dây bay vọt tới không trung lấy tốc độ cực nhanh phi hành trên không trung của mảnh hắc sắc ma lâm này chẳng mấy chốc mọi người cũng chỉ có thể trông thấy một điểm nhỏ nhưng vào lúc này một thứ gì đó màu đỏ đột nhiên từ trong hắc sắc ma lâm bay vụt đi ra, đánh vào trên người thanh niên kia, nhìn từ đằng xa tới vậy thì giống như một đạo ánh sáng đỏ. Sau khi ánh sáng đỏ kia biến mất thì thanh niên này cũng không thấy đâu nữa, mọi người im lặng thật lâu, trong lòng tiếc hận một trận, bởi vì thanh niên kia có thực lực không tệ, nhưng lại tự đại quá mức, nếu như nghe người ta thuyết phục thì cũng sẽ không chết đi như vậy. Có thể trông thấy đó là thứ gì không? Thẩm Tường ở vừa rồi thi triển thần du cửu thiên, Mới vừa tiến vào trên khoảng trời của huyết sắc ma lâm thì thanh niên kia đã biến mất. Một cái lưỡi lớn rất dài. Long Tuyết Di nói ra, thứ này rất lợi hại, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, tuy nhiên vẫn là rất nguy hiểm. Cái lưỡi, có dài như thế lớn như thế sao? Thẩm tường hoài nghi là Long Tuyết Di nhìn nhầm. Thế giới rất rộng lớn, không thiếu cái lạ, vừa rồi cái lưới kia có lẽ là của một con hung thú. Bên trong nói không chừng có không ít hung thú như vậy, cho nên từ không trung bay qua đều phải gặp nạn dò đường, chuẩn bị xuất phát. Thẩm tường không thể chờ quá lâu. Ngươi sợ cái gì? Một thân có nhiều đồ chơi lợi hại như thế, có xúc địa bộ, lại dung hợp huyền châu chứa không gian pháp tắc, bản lĩnh chạy thoát thân của ngươi là thành thạo nhất. Long tuyết di ngáp một cái, ta bây giờ muốn đi ngủ. Long tuyết di nói ngủ là ngủ, mặc kệ thẩm tường gọi nàng như thế nào, nàng ta chính là không nghe. Thẩm tường bây giờ đành phải tự mình đi tới, thi triển thần du cửu thiên, đi vào thăm dò ở bên trong huyết sắc ma lâm phía trước, bên trong huyết sắc ma lâm cùng với những gì hắn tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. Hắn nghe nói bên trong chết đi không ít người, nhưng mà bên trong lại không có thi thể, nhìn còn rất mỹ lệ, giống như ở bên trong rừng cây phong, nhưng cái loại yên tĩnh ở bên trong đó lại có vẻ âm trầm. Lúc này người ở bên ngoài huyết sắc ma lâm cũng có không ít, phóng tầm mắt nhìn, tới đã trông thấy rất nhiều liều vài được dựng lên, trước đó thẩm tường đã nghe những người này đề cập tới, nếu như kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian, chờ đến khi lá cây vùng rừng rậm này biến thành màu xanh, thì khi đó sẽ khá an toàn nhưng thẩm tường không biết phải chờ tới khi nào hắn hiện tại nhưng là không có thời gian cho nên hắn chỉ một mình tiến vào bên trong mảnh huyết sắc ma lâm này cái này lại để cho một đám người vô cùng kinh ngạc bởi vì lúc trước đã có một thanh niên không nghe lời khuyên đã chết ở bên trong bây giờ lại có thêm một người nữa bước vào huyết sắc ma lâm thẩm tường lập tức phát hiện được trong này ẩn giấu đi một loại hung thú rất lợi hại lúc trái tim của con hung thú này nhảy lên thì khiến cho cả vùng đất có rung động rất nhỏ thẩm tường thiếu chút nữa thì không cảm nhận được. Gia hỏa kia có lẽ là giấu ở sâu trong lòng đất. Thẩm tường đạo vào xúc địa bộ, nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm, lúc này hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng lại cảm thấy nguy hiểm đang dần dần tới gần. Ở phía dưới, thân thể thẩm tường run lên, sử dụng lực lượng không gian pháp tắc, để cho thân thể mình xuyên qua không gian rời khỏi chỗ này. Sau khi tránh đi hắn nhìn lại, thì quả nhiên nhìn thấy một cái lưới màu đỏ rất to lớn, cái lưỡi này tuyệt đối có thể cuốn cả một con voi vào trên cái lưỡi kia tràn đầy máu tươi hơn nữa còn bốc lên từng đợt hơi nóng giống như là vừa mới ăn thịt người xong vậy cái lưỡi to lớn này công kích thất bại thì lập tức lùi về mặt đất thẩm tường nhìn mặt đất một chút vậy mà không phát hiện có cái gì động cái lưỡi kia là đi ra như thế nào thẩm tường đột nhiên lại cảm ứng được dưới mặt đất có cái gì lần này hắn không xuyên qua không gian mà là lập tức đạp vào xúc địa bộ dịch chuyển khỏi vị trí hiện tại đồng thời nhanh chóng gọi thanh long đồ ma đao ra chém một đao về phía hướng kia, phóng xuất ra một cái đao gió vòn tròn màu xanh, vừa đúng chém vào trên cái lưỡi vừa mới vươn ra. Nhưng là, cái lưỡi kỳ lạ này cũng không có ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái, bắn ra một trận xương máu thì bỗng nhiên lùi về dưới mặt đất. Thẩm tường sừng sốt một chút, ngay sau đó thì nhanh chóng xuyên qua không gian rời khỏi chỗ này, ngay vào lúc hắn vừa mới rời khỏi chỗ này thì mấy chục cái lưỡi như vậy, từ bốn phương tám hướng lao tới. Nếu không phải hắn chạy nhanh thì bây giờ nói không chừng đã bị cuốn lấy. Trên đường đi, hắn đều bị loại vật này dây dưa tới cùng, nếu như không phải hắn có nhiều thủ đoạn như thế thì chỉ sợ sớm đã bị cuốn đi. Mảnh ma lâm này không chỉ như thế, còn có chuyện để cho thẩm tường không thể nào hiểu nổi, chính là cây cối ở chỗ này, hắn thử dụng khí kinh cường đại nện vào trên những thân cây này, nhưng những thân cây này chẳng những không bị vỡ vụn ra, thậm chí ngay cả động cũng không động một chút nào, hắn lại phóng xuất hỏa diễm ra đốt cháy những chiếc lá màu đỏ kia, vẫn không thay đổi một chút nào điều này làm cho hắn không thể không nghi ngờ chính mình có phải là đã tiến vào bên trong một cái huyễn cảnh lợi hại hay không đây đều là một số thứ quỷ quái gì thẩm tường dựa vào bản lĩnh có thể qua lại có thể vượt qua loại đồ vật giống như cái lưỡi ác ma kia hiện tại hắn đã hiểu tại sao nơi này lại sạch sẽ như vậy chỉ cần có người tới thì đều sẽ bị những cái lưỡi quỷ dị này cuốn vào mặt đất hiện tại thẩm tường cũng khôn tập trung quá nhiều lực chú ý tới nhịp tim đập yếu ớt kia nếu như liên hệ những cái lưỡi này với tiếng nhịp tim đập kia kia thì có thể để cho người ta cảm thấy ở phía dưới này có một con quái thú vô cùng to lớn. Hơn nữa con quái thú này lại có rất nhiều cái lưỡi kinh khủng. Ở bên trong huyết sắc ma lâm không có hung thú gì, cũng không có những loại thú khác, cũng chỉ có những cái lưỡi kinh khủng này cũng đã đầy đủ để trở thành hiểm địa. Thẩm tường suy đoán những người vào bên trong này đều là đợi tới lúc quái thú này, ngủ say thì mới được di chuyển. Vùng rừng rậm này rất lớn, ở dưới tình huống thẩm tường liên tục sử dụng xuyên qua không gian, cũng dùng tới khoảng thời gian 2 ngày, lúc này đã là ban đêm hắn bước ra một bước đã ra khỏi huyết sắc ma lâm hít thở được một bầu không khí mới mẻ đồng thời còn có một cỗ tiên khí rất nồng nặc đánh tới không cần hắn hấp thu đều sẽ tự chui vào trong thân thể của hắn có thể thấy được tiên khí ở nơi này nồng đậm tới cỡ nào đây chính là hỗn độn sơn sao thẩm tường nhìn lên bầu trời phát hiện ánh sao nơi này càng sáng trói hơn mỗi một ngôi sao thả ra ánh sáng đều sáng hơn nhiều so với bên ngoài nơi này giống như cao hơn rất nhiều Long Tuyết Di nói ra, nếu như trước đó ngươi ở Thiên Thánh Thành là tầng 18, thì nơi này ít nhất là tầng thứ 25. Thẩm tường hít sâu một hơi, lúc hắn đi xuyên qua huyết sắc ma lâm kia, bởi vì lộ trình rất dài, cho nên hắn không phát giác ra được, hắn chẳng qua là cảm thấy trọng lực ở nơi này mạnh hơn một chút. Khó trách. Thẩm tường nhìn, những ngọn núi lớn được ánh sáng của những ngôi sao trên trời bao phủ xuống, một cỗ rung động sông lên đầu, nhưng ngọn núi này là nhiều nhất, lớn nhất mà hắn từng thấy, nơi xa có một đám mây bay tới, nhưng chỉ là ở giữa những ngọn núi to lớn này mà thôi, từ xa nhìn lại để cho người ta cảm thấy đứng ở trên đỉnh những ngọn núi này là, có thể hái được ngôi sao. Thật cao a, à, có một số ngọn núi còn không nhìn thấy đỉnh. Thẩm tường sợ hãi than một tiếng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo một chút sát khí, ánh mắt thẩm tường lạnh lẽo, lập tức đạp vào xúc địa bộ lao về phía trước. Ở trong nháy mắt hắn vừa mới lao đi, mấy trăm cây cũng tiễn phóng tới, mũi tên sắc bén lập lòe, rất sắc bén mang theo lực lượng hùng hậu có thể xuyên thủng tấm sắt những cung thủ này đều là xã thủ có tiễn thuật nhất lưu hơn nữa những cái cung và tiễn kia cũng đều là pháp bảo có phẩm chất cực cao ở gần đây chỉ ít có mấy trăm người ẩn nấp thậm chí nhiều hơn xem ra chuyên mai phục ở chỗ này để chờ đợi những người đi xuyên qua huyết sắc ma lâm thẩm tường thẩm giận trong lòng hóa thành một con bò sắt rất nhỏ ẩn nấp ở mặt đất bây giờ những người này không khách khí đối với hắn như thế thì hắn cũng không cần phải thủ hạ lưu tính Nơi này chính là một mảnh rừng núi rất thấp, trong bóng tối, ẩn tàng rất tốt, Thẩm Tường đã dùng thần du cửu thiên tìm ra nơi mà những người này ẩn nấp, những người này đều ở một chỗ rất xa đã tập trung vào hắn, bắn tên về phía hắn. Những người này đều trải qua huấn luyện lâu dài, chuyên môn dùng loại phương thức này tới công kích người. Những người này đều mặc áo đen, một người trong đó nói chuyện, "Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta đều nhìn nhầm rồi? Chỗ đó không có người sao?" "Không đúng rồi." chắc chắn có người giống như bị hắn phát hiện vừa rồi là né tránh nhưng lại không thấy bóng dáng đâu nữa có nên phái người đi tìm một chút không không cần thực lực của người đó chắc chắn không tệ chúng ta không am hiểu cận chiến để bọn họ nhìn kỹ là được rồi chỉ cần người vừa rồi xuất hiện thì tập trung vào hắn chẳng cần biết hắn là ai giết chết rồi lại nói ra hỏa giá một mình xuyên qua ma lâm thì chắc chắn là một tên nhà giàu tên ngốc này lợi hại như thế lá cây của ma lâm hiện tại đều là màu đỏ hắn cũng có thể tiến vào, có thể tìm được chúng ta hay không? Sợ cái gì? Trên đầu mũi tên của chúng ta đều rót đầy lực lượng hỗn độn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta cái này ba ngàn ám cung chắc chắn có thể bắn hắn thành tổ ong vò vẽ. Trưởng môn không phải đã nói sao? Thái Nguyên Sơn chúng ta ngoại trừ trưởng môn và đại trưởng lão ra, thì không có người có thể ngăn cản ba ngàn ám cung chúng ta, gia hỏa kia cũng không có mạnh như trưởng môn của chúng ta vậy. Đúng rồi, nghe nói đại trưởng lão mất tích. Xuyệt đừng nói lung tung, đừng có nói tới chuyện này những lời này đều được thẩm tường nghe tới rất rõ ràng trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh các ngươi chọc ta coi như xong hết lần này tới lần khác vẫn là thái nguyên sơn hôm nay chính là ngày tận thế của ba ngàn ám cung các ngươi nếu như thẩm tường ngốc ở trong hỗn độn sơn lâu mà nói thì hắn chắc chắn sẽ biết ba ngàn ám cung này là kinh khủng cỡ nào đây là rất nổi danh ở hỗn độn sơn bình thường đều không ở nơi này chỉ có điều đám bọn hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh phụ trách trông coi lối vào hỗn độn sơn này, chỉ cần có người tiến vào thì giết chết toàn bộ. Thẩm tường thả thần lực ra, khóa chặt nhỗ những ám cung ẩn nấp kia. Sau đó lấy đoạt mạng ma nỏ ra ngoài, hắn cảm thấy mũi tên mà đoạt mạng, ma nỏ này bắn ra so với của những gia hỏa kia lợi hại hơn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm tường trốn ở sau một khối đá, dùng thần lực khóa chặt hơn trăm tên ám cung, rồi mới lặng lẽ dùng đoạt mạng ma nỏ nhắm vào những người kia. Tuy rằng những người kia đều ẩn nấp rất khá, đều trốn ở sau một vài thứ, nhưng lại bị thần lực mênh mông mà thẩm tường sử dụng kia sò xét đến rõ ràng. Ba ngàn tên ám cung này, đều được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt huấn luyện qua mắt của bọn họ, nhìn thấy từng ngọn cây cọng cỏ bên ngoài huyết sắc ma lâm, chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì bọn họ đều có thể lập tức phát hiện, cho nên thẩm tường vừa mới đi ra khỏi huyết sắc, ma lâm không bao lâu đã bị bọn họ bắn một mảng lớn tên tới. Chơi với ta sao? Ta đều có thể làm tổ tông của các ngươi. Thẩm tường nhắm chặt vào đầu người của hơn trăm tên ám cung, rót lực lượng vào bên trong đoạt mạng ma nỏ rồi mới thả ra một mũi tên. Một mũi tên màu đen này bay vụt ra ngoài, lập tức hóa thành hàng trăm mũi tên đen nhỏ bé, căn cứ tâm niệm thẩm tường, bắn về phía hơn 100 người kia, toàn bộ đều trúng vào đầu của những người kia. Ở trong đêm tối, những mũi tên đen này có thể nói là hoàn toàn trong suốt, những mũi tên này đều là thẩm tường dùng chân khí hùng hậu của mình áp xúc mà thành. Nơi xa chuyển đến một trận huyên náo, hơn trăm ám cung kia toàn bộ đều mất mạng, sau khi ám tiễn bắn thủng đầu của bọn, họ còn tạo ra một trận khí bạo khóe miệng thẩm tường hơi nhếch lên bởi vì ba ngàn ám cung lúc này đều rất kinh hoàng bọn họ có danh sưng tổ chức ám sát đệ nhất ở thái nguyên sơn vậy mà đột nhiên chết hơn trăm bọn họ bây giờ vậy mà lại bị người ám sát ngược lại cáo màu chẳng lẽ là người vừa rồi sao một người áo đen vừa mới nói xong thì chán của hắn đã xuất hiện thêm một cái lỗ máu rồi cuối cùng ngã xuống toàn bộ người áo đen ở bên cạnh hắn đều như thế khi bọn hắn ngã xuống thì ám tiễn ở bên trong mới nổ tung lên toàn bộ đều bị nổ tung đầu mà chết lại 300. Thẩm tường hít sâu thở mạnh ra một hơi, bắt đầu ngưng tụ chân khí càng tăng mạnh hơn vào đoạt mang ma nỏ. Hắn muốn một lần xử lý càng nhiều càng tốt. Chơi với ta. Đám khốn kiếp nhà các ngươi còn non lắm, cái gì mà ám cung lợi hại nhất. Gặp quỷ đi thôi. Thẩm tường cười thầm trong lòng, lại thả ra một tiễn. Một tiễn này sau khi bắn ra lại hóa thành hơn ngàn mũi tên, được hắn dùng thần lực nhắm chuẩn vào ngàn cái đầu người, trong nháy mắt bị nổ chết. Ba ngàn ám cung thoáng cái đã chết đi gần nửa. Cái này đối với ám cung mà nói thì ngay cả như, gặp phải quỷ cũng không thể tà môn như thế. Hiện tại bọn hắn đều kinh hoàng không thôi, đã có người bắt đầu chạy trốn. Ngay vào lúc rất nhiều người có ý định rút lui, một tiễn cuối cùng của thẩm tường cũng phóng tới, giết chết đám ám cung còn lại chỉ để lại một tên. Tuy nhiên cái tên kia cũng bị mũi tên màu đen của thẩm tường xuyên thủng lồng ngực. Không đến bao lâu, ám cung này ở hỗn độn sơn để cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật bây giờ, cũng chỉ còn lại một người còn sống trông thấy thẩm tường bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tên ám cung còn lại biết bọn họ phục kích một tên gia hỏa khó lường hắn âm thầm trách cứ trưởng môn của hắn không có việc gì làm lại để cho bọn họ tới nơi này mai phục còn nói có người nào xuất hiện thì giết hiện tại thì xong đời a à, chỉ còn lại có một mình hắn hơn nữa nhìn dáng vẻ thì chắc chắn phải chết hừ có gan thì giết ta đừng hy vọng từ trong miệng của ta hỏi ra bất cứ chuyện gì ám cung còn lại này ngược lại là rất mạnh miệng nhưng thẩm tường thật không có ý định muốn từ trong miệng của hắn hỏi ra cái gì, mà là một trưởng vỗ vào trên đầu của hắn, thi triển nhiếp hồn ma chú, từ trong trí nhớ của cái tên này tìm một số tin tức mà hắn cần. Ngươi, người kia vô cùng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới lại có loại tà thuật này, có thể trực tiếp nhìn trộm ký ức trong đầu của hắn. Gia hỏa hỗn độn sơn còn không có lợi hại như những thế lực cổ xưa kia, vậy mà không động tay chân ở trong đầu của ngươi, bằng không ta cũng không thể như thế, sau khi thẩm tường đạt được thứ hắn muốn biết thì một trường giết chết người này rồi mới thả ra một đám lửa thiêu hủy đi những thi thể này thẩm tường từ trong trí nhớ của người kia hiểu rõ một chút đối với hỗn độn sơn này cũng biết thái nguyên sơn này là nơi nào cách nơi này còn rất xa hơn nữa hắn còn biết đám người thế lực cổ xưa ở ngay tại trong thái nguyên sơn mà còn là khách quý thành thị vậy mà xây dựng ở đỉnh chóp của những ngọn núi này thẩm tường nhìn vào một tòa núi cao ở phía xa đạp vào xúc địa bộ chạy đi ngọn núi này ở dưới ánh sao chiếu xuống nhấp nhoáng ánh sáng tím nhàn nhạt, nhạt căn cứ vào ký ức của người vừa rồi mà biết được những ánh sáng tím kia là bởi vì ngọn núi này có từ khí bao quanh mới hình thành tiên khí màu tím là tương đối tốt cho nên trên đỉnh ngọn núi này mới được xây dựng thành thị đi tới dưới chân núi thẩm tường nhìn thấy một cái truyền tống trận ở bên cạnh truyền tống trận còn có người canh chừng muốn đi lên đỉnh núi nhanh nhất thì cũng chỉ có thể dùng truyền tống trận này nhưng là thẩm tường không sử dụng truyền tống trận, bởi vì cần phải bỏ ra hơn trăm khối tiên tinh, tiên tinh của hắn cũng không phải rất nhiều, chỉ có khoảng một nghìn khối, hơn nữa tinh thạch ở chỗ này không lưu thông, người ở nơi này đều có thực lực rất mạnh, tinh thạch không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Sau này đi tới tiên giới chính là dùng tiên tinh, không biết tiên tinh nơi này có dự trữ nhiều hay không? Ta nhân dịp này làm nhiều một ít. Thẩm tường biết bên trong tiên tinh ẩn chứa vô cùng nhiều lực lượng, hơn nữa tiên khí so với linh khí trong tinh thạch còn cao cấp hơn rất nhiều lần có rất nhiều trợ giúp đối với việc tu luyện của tiên nhân mà tinh thạch đối với tiên nhân mà nói thì không có một chút trợ giúp gì trừ khi rất nhiều rất nhiều nhưng này lại cần thời gian tới hấp thu rất không có lời thánh đan giới này vốn chính là một cái thế giới bậc cao dùng tiên tinh cũng là chuyện rất bình thường không biết trình độ tiên nhân ở nơi này đều ra sao tô mị giao trước đó vẫn cảm thấy trình độ chỉnh thể của thánh đan giới có chút kém nhưng sau khi tới hỗn độn sơn này nàng ta mới phát hiện toàn bộ thánh đan giới cũng chỉ có nơi này là tương đối ra dáng. Thẩm tường bay thẳng tới đỉnh núi, đi tới trên một cái bình đài, bởi vì ngọn núi này rất lớn, cho nên trên đỉnh núi cũng có đất đai rộng lớn, có thể xây dựng được một tòa thành thị. Tòa thành thị này được một cái đại trận bao phủ, không vào thành theo cổng thì sẽ bị đại trận ngăn cản xuống, mạnh mẽ lao vào thì chắc chắn sẽ kinh động cường giả của thành thị này. Ở bên ngoài cửa thành, có một lão già đầu tóc trắng phơ vẻ mặt thất vọng ngồi trồm hốm ở đó, toàn thân bẩn thỉu, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tuy rằng hắn rất nghèo túng, nhưng thể trạng lại hết sức trắng kiện, không giống như một lão đầu bình thường. Trông thấy lão nhân này, trong lòng thẩm tường chấn kinh, người này vậy mà lại là Đỗ Hải. Nếu như không phải hắn quen khí tức của Đỗ Hải, thì hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới đan tiên Đỗ Hải, vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Đỗ lão, thẩm tường vội vàng dùng thần thức truyền âm cho Đỗ Hải. Sau khi Đỗ Hải nghe thấy thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thẩm tường, cặp mắt kia mười phần sáng tỏ, cùng dáng vẻ nghèo túng của hắn lúc này rất không phù hợp. Thẩm tường. Đỗ Hải truyền âm hỏi. Ừm, ngươi thế nào? Yên Giao rất lo lắng cho ngươi. Thẩm tường thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Đỗ Hải còn sống. Ta không sao, ta chỉ là đang tìm cơ hội báo thù. Đỗ Hải biết thẩm tường là người đáng tin cậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này thẩm tường rất nổi danh. Rất nhiều thành thị của hỗn độn Sơn đều dán đầy lệnh truy nã hắn. Tiểu tử ngươi tới chỗ này như thế nào? Nơi này rất nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết? Bên trong tòa thành thị này, ít nhất có 5 lão gia hỏa có thực lực tương đương với ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.